Chương 2052, chủ nhiệm Diệp là người thế nào? Phá hoại hôn nhân, Diệp Hào với Cẩm Phương đã cầm giấy đăng ký kết hôn đâu? Bọn họ đã đính hôn đâu? Nực cười, cậu thanh niên, đừng ở đây nói năng lung tung nữa, Triệu Hướng Lực tôi không phải dễ dọa. Nếu nói phá hoại, chính là các cậu. Việc này, tôi sẽ phản ánh với lãnh đạo sư đoàn một các cậu, chẳng ra thể thống gì cả. Mời về, mau đi cho. Triệu Hướng Lực giọng điệu nghiêm khắc, lấy thế ép người. Có lẽ chuyện hôn sự này là Triệu Hướng Lực quấy rầy nhiều nhất, người này vì lấy lòng phó chủ tịch tỉnh Khương, không ngờ ngay cả hạnh phúc của cháu gái cũng không để ý. Da mặt này, thật đúng là không phải dày bình thường. Diệp Phàm thản nhiên hừ nhẹ một tiếng. Không sao, lát nữa chúng ta đi vào sẽ đập vào bộ mặt dày như đáy nồi này của hắn. Phạm Cương vẻ mặt hưng phấn. Bởi vì, gã cảm thấy hôm nay có thứ đáng xem. Đừng nói rằng, có chuyện phải bàn bạc cho tốt có phải không? Dù sao, Triệu Hướng Lực là chú ruột của Cầm Phương, làm găng tóm lại không tốt đúng vậy không chủ nhiệm Diệp? Thân thích mà, sau này cuối cùng cũng phải đi thôi. Tạ Quốc Trung cũng không muốn làm sự việc ầm ĩ đến căng thẳng, ở bên cạnh vội vàng nói nhỏ. Người khác không nói, Cầm Phương, cháu nói đi, cháu có yêu Diệp Hào không? Lúc này, Khương Nhiên ép sang Cầm Phương. Cầm Phương, con cần phải nghĩ cho kỹ. Chuyện cầu thân của Diệp gia Triệu Mại Đạt ta sẽ tuyệt không đồng ý. Nếu con thật sự muốn làm ầm ĩ, Triệu Mại Đạt ta đây coi như không có đứa con gái này. Triệu Mại Đạt cũng ép cô. Ông ta cũng hiểu, con gái của mình rất hiếu thuận, tuyệt đối sẽ không đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà. Đây chính là điểm yếu của Triệu Cầm Phương. Con. Triệu Cầm Phương thì thào chính là nói không ra lời. Hai mắt cô rưng rưng. Chốc chốc nhìn Diệp Hào, chốc chốc nhìn cha mẹ. Tốt lắm, im lặng chứng tỏ cự tuyệt, cũng chính là trong trái tim Cầm Phương căn bản không có Diệp Hào. Tốt lắm, về đi Diệp Hào, đừng ở đây làm loạn thêm nữa. Lúc này, Triệu Hướng Lực không ngờ tìm ra cái lý lẽ đâu đâu ngụy biện nói. Im lặng chứng tỏ cự tuyệt, ông đây lần đầu nghe thấy chuyện này. Phạm Cương lạnh lùng hừ giọng. Ha ha. Miệng ở trên mặt hắn, hắn nói thế nào thì chính là như thế. Cái này gọi là lý luận cường quyền, uy quyền mà, luôn nắm trong tay một số ít người. Bọn họ nói 1+1=3 tất có người nịnh nọt, cậu nói 1+1=2 người ta nói cậu là ngụy biện. Diệp Phàm thản nhiên nói. Cầm Phương, em nói một tiếng, em có yêu Diệp Hào này không? Diệp Hào tức giận, hét về phía Triệu Cầm Phương. Em, anh Diệp Hào, em. Chuyện này, khi Triệu Cầm Phương thì thào sắp nói ra, chợt nghe thấy Tiền Nhất Hùng đột nhiên miệng đầy châm chọc nói. Họ Diệp kia, mày mang chai rượu này đi, loại hàng giả này cũng dám mang đến. Nhìn thấy không, loại mao đài cất hầm này, đây là rượu dùng cho quan khách quốc gia, quan khách bình thường còn chưa được uống, ở chợ căn bản là không mua được. Chính là thi thoảng có thể gặp người khác biếu lấy ra bán, giá cả của nó, không phải một binh sĩ nghèo như mày có thể mua được. Cầm về đi, lại biếu rượu giả, hàng giả này ông uống vào đau đầu. Choang, một tiếng chói tai truyền đến, Triệu Mại Đạt thấy con gái bị Diệp Hào ép đã thấy run tay, lại lập tức nghe thấy lời Tiền Nhất Hùng nói, tiện tay liền ném rượu mao đài với trà Diệp Hào biếu sang bên này. Tất nhiên, Diệp Hào không đỡ, rượu mao đài kia rơi xuống đát vỡ tan, một mùi hương nồng đậm bay lên. Diệp Phàm chân mày dựng ngược, vài bước đã đi đến đứng ở cửa đại sảnh. Trên mặt nở nụ cười quỷ dị, hỏi. Diệp Hào, là ai đập rượu mao đài tôi tặng mẹ nuôi vậy? Tôi đập, cậu thanh niên, thế nào? Loại rượu giả này cậu cũng dám đem ra tặng người khác, thật sự là tai hại. Nhận thấy là người mày rậm mắt to đang lên tiếng, thấy đứng bên cạnh ông ta còn có một phụ nữ trung niên, có lẽ người này chính là Triệu Mại Đạt. Lão Tạ, anh cũng đến à? Lúc này, Tạ Quốc Trung vừa mới bước vào. Phó Chủ tịch tỉnh Khương gật đầu tiếp đón trước. Chủ tịch Khương, xin chào. Tạ Quốc Trung cũng vội vàng lên tiếng chào hỏi. Bí thư Tạ, mời ngồi. Triệu Hướng Lực tiến đến kéo ghế. Chủ nhiệm Diệp, anh ngồi trước đi. Tạ Quốc Trung không ngồi, quay đầu nói với Diệp Phàm. Người trong đại sảnh vừa nghe, lập tức sắc mặt cứng đờ. Tất cả đều nhìn chăm chú về phía người thanh niên Diệp Phàm này, bởi vì... Ngay cả Tạ Quốc Trung nhân vật số 1 thành phố Mặc Hương này phải gọi, chủ nhiệm Diệp thì vị chủ nhiệm Diệp này khẳng định không phải ở thành phố. Không phải ở thành phố ít nhất phải ở trên tỉnh.
Ở tỉnh có thể gọi danh xưng chủ nhiệm Diệp liệu có mấy người? Ví dụ, chủ nhiệm văn phòng gì thì không cần nói. Chủ nhiệm ủy ban kế hoạch và phát triển hình như cũng không phải họ Diệp, não bộ mấy người trong đại sảnh đang vận động rất nhanh giả soát thông tin có liên quan. Đặc biệt phó chủ tịch tỉnh Khương càng cẩn thận một chút. Ông ta phát hiện dáng vẻ Tạ Quốc Trung với Diệp Phàm hơi có chút kính trọng. Điều này rất khiến người ta có chút giật mình. Dù là chủ nhiệm ủy ban kế hoạch và phát triển tỉnh ủy cũng không thể khiến Tạ Quốc Trung như vậy được. Huống chi, phó chủ tịch tỉnh Khương hiểu được Diệp Phàm không thể là vị chủ nhiệm nào đó ở tỉnh. Trừ phi là chủ nhiệm văn phòng, tuy nhiên, đó là không thể. Cũng được, tôi ngồi trước vậy. Diệp Phàm không từ chối, đặt mông ngồi xuống. Phạm Cương cũng nhanh nhẹn, vội vàng tiến lên lấy từ trong cặp ra một hộp xì gà châm một điếu cho Diệp Phàm. Bí thư Tạ có muốn một điếu không? Diệp Phàm phả ra một vòng khói, hỏi Tạ Quốc Trung. Này, nếu Triệu gia và Tiền gia muốn khoe khoang, thì Diệp Phàm đại diện cho Diệp gia, đương nhiên càng phải khinh khỉnh. Nếu phải khoe khoang thì phải, khoe khoang, hơn hai nhà Triệu Tiền mới được. Cho nên, Diệp Phàm mới tỏ vẻ cao ngạo như vậy. Chính là làm cho bọn họ xem. Không cần đâu, cảm ơn, tôi hút kém lắm. Tạ Quốc Trung thật ra cũng muốn hút. Ông ta cũng biết xem hàng, biết đây là mặt hàng xa xỉ, có lẽ ở chợ không được bán loại này. Tuy nhiên, ông ta thấy Diệp Phàm không đếm xỉa đến phó chủ tịch tỉnh Khương Nhiên này, lãnh đạo cũng không có thuốc hút, Tạ Quốc Trung tự nhiên không dám hút. Cậu là ai? Đây là Triệu gia, còn ít tuổi, sao dám cao ngạo như vậy, cút ngay. Không biết chủ tịch Khương ở đây sao? Lúc này, một người thanh niên bên cạnh Tiền Nhất Hùng lại bắt đầu khinh thường ra mặt. Tất nhiên, cậu ta muốn ép thế Diệp Phàm, người này tên Trần Dũng, ở tỉnh thành cũng hàng con ông cháu cha. Bốp một tiếng âm thanh cái tát chát chúa vang lên, mọi người phát hiện, bóng người nhoáng lên. Trên mặt Trần Dũng bên cạnh Tiền Nhất Hùng đúng là đã trúng một cái bạt tai. Bởi vì, trên mặt Trần Dũng đã hiện rõ năm dấu ngón tay, rõ màu tím xanh. Tất nhiên là tụ huyết gây ra, đây là tác phẩm của Phạm Cương. Diệp Hào với bạn gã là phó trung đoàn trưởng Thẩm tất nhiên ở trong lòng hô to quá đã. Mẹ kiếp, khi đại ca của tao đang nói chuyện đâu đến lượt thằng Hề như mày chõ mõm vào, ngoan ngoãn cho ông một chút, bằng không, lại muốn nếm thử bàn tay ông xem làm bằng sắt hay không hả? Phạm Cương mở miệng liền chửi rủa, tất nhiên là xả giận vì Diệp Hào. Mày là ai, dám nói tên ra cho ông? Trần Dũng tức giận đến môi miệng run run, chỉ vào Phạm Cương trực xông tới. Tuy nhiên, hiển nhiên, động tác vừa rồi của Phạm Cương quá nhanh. Tiền Nhất Hùng cũng không phải đồ con lừa, hiểu được Phạm Cương có lẽ là một người luyện võ. Loại người này dùng nắm đấm với hắn đó là tuyệt đối không sáng suốt. Cho nên, Tiền Nhất Hùng giữ tay bạn tốt Trần Dũng lại không cho hắn xông tới. Được rồi, nghe tôi kể một câu chuyện. Diệp Phàm đột nhiên nhướng mày, mặt nghiêm, ánh mắt sắc bén lướt trên mặt Tiền Nhất Hùng và Trần Dũng. Hai người này cảm giác giống như đột nhiên bị dao cứa qua vậy. Như phản xạ có điều kiện sờ sờ mặt mình, phát hiện không chảy huyết mới đầy vẻ kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Thầm nhủ ánh mắt người này, thật đáng sợ. Diệp Phàm hiện tại là cửu đẳng, ép nội lực trong ánh mắt phóng ra ngoài, đương nhiên ánh mắt đó rất sắc bén. Nghe nói ánh mắt của cao thủ tiên thiên có thể đả thương người, đương nhiên, điều này chỉ là truyền thuyết. Kỳ quái chính là người trong đại sảnh tất cả đều không nói. Phó chủ tịch tỉnh Khương cũng cảm giác được cái gì đó, đứng một bên làm khán giả. Phó chủ tịch tỉnh Khương với Tiền gia không phải cùng một nhà, Khương Nhiên với cha Tiền Nhất Hùng Tiền Lưu Sinh là anh em kết nghĩa. Một tiếng, chủ nhiệm Diệp, vừa rồi của Tạ Quốc Trung đã khiến Khương Nhiên trong lòng gợn sóng. Cứ suy đoán về chủ nhiệm họ Diệp, lục tìm thông tin có liên quan. Chỉ có điều, chủ nhiệm họ Diệp ở Trung Quốc cũng không phải ít, và lại. Khương Nhiên cũng không dám liên hệ người thanh niên Diệp Phàm này với đồng chí Diệp Phàm phó tránh văn phòng chủ tịch đường. Bởi vì, tuổi của Diệp Phàm khiến đồng chí Khương Nhiên không dám nghĩ như thế. Trong lòng Khương Nhiên, Diệp Phàm kia ít nhất cũng phải là nhân vật trên 40 tuổi. Căn bản không thể móc nối với chủ nhiệm họ Diệp này. Rượu này à, là tôi biếu mẹ nuôi Diệp Kim Liên. Diệp Kim Liên là ai? Bà chính là mẹ Diệp Hào. Mà quan hệ giữa tôi và Diệp Hào thì không cần phải nói. Hôm nay Diệp Hào tới đây cầu thân, cho nên, tôi kêu Diệp Hào mang hai chai mao đài cất giữ mấy tháng nay đến đây. Không thể ngờ được, tôi thật sự không thể tưởng tượng được. Diệp Phàm nói đến nơi đây cố ý lập lờ,
khiến toàn bộ mọi người trong đại sảnh cảm giác hơi khó hiểu. Chủ nhiệm Diệp, có cái gì anh nói rõ ra đi, Triệu Mại Đạt tôi không hiểu cách nói vòng vo này. Triệu Mại Đạt nhăn mặt nói. Nếu không phải thái độ vừa rồi của Tạ Quốc Trung với Diệp Phàm như thế, Triệu Mại Đạt sớm đuổi người thanh niên Diệp Phàm này ra khỏi Triệu gia, đâu để hắn này ở đây huênh hoang. Nói rõ, được, ông thông gia, vậy tôi sẽ nói rõ ràng. Hôm nay tới đây, vốn mời bí thư Tạ tới là làm mai mối cho Diệp Hào. Không thể ngờ được vừa đến đã đụng phải việc này, hai chai Mao Đài hảo hạng lại biến thành rượu giả. Tôi đang hoài nghi, Mao Đài này chẳng lẽ thật sự là giả. Mao Đài này là mấy tháng trước tôi trở lại Thủy Châu, tiện mang về từ nhà bí thư đoàn đó. Không thể tưởng tượng được Mao Đài trong nhà bí thư đoàn cũng có rượu giả. Không đúng rồi, nghe bí thư đoàn nói Mao Đài này là lãnh đạo cũ ở thủ đô tặng cho ông ấy. Chẳng lẽ lãnh đạo cũ ở thủ đô? Diệp Phàm mới nói một nửa, thấy người nhà họ Triệu bộ dạng có chút mơ hồ nhìn mình. Đương nhiên, anh hiểu được người nhà họ Triệu không biết bí thư đoàn này là ai. Chủ nhiệm Diệp nói chính là bí thư đoàn Hải Thiên sao? Tạ Quốc Trung người này thật đúng là biết chọn cơ hội, lập tức tìm một cơ hội mở miệng, tự nhiên là giúp đỡ Diệp Phàm. Ha ha, không phải ông ấy thì còn là ai? Nhớ nắm đó, tôi còn là cấp dưới của ông ấy, công tác ở khu Hồng Liên một thời gian. Diệp Phàm thản nhiên cười, nụ cười này đối với người nhà họ Triệu và họ Tiền đều không can hệ. Bởi vì, bọn họ vẫn không biết Diệp Phàm là người thế nào. Ngay cả đoàn Hải Thiên bọn họ cũng không thế nào biết được. Có điều, sắc mặt Triệu Hướng Lực lại có chút thay đổi. Tự nhiên, cán bộ trong cơ chế, giống cấp bậc của Triệu Hướng Lực, không thể không biết nhân vật số 3 trong tỉnh ủy đương nhiệm, đoàn Hải Thiên. Cho nên, lão già này miệng có chút khô khốc, da mặt có chút tím tái. Bởi vì, lão ta đang nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng. Hiển nhiên, từ miệng của vị chủ nhiệm Diệp này có thể hiểu được. Quan hệ của anh ta với đoàn Hải Thiên không tồi, bằng không, sao có thể đến nhà ông ấy đi tiện uống rượu. Có thể tiện, nhân như vậy, quan hệ kia thân mật hơn so với cấp trên cấp dưới. Chương 2053, Phó Chủ tịch Khương Phục sát đất. Thứ hai, đắc tội với chủ nhiệm Diệp để sau này người ta đến nhà đoàn Hải Thiên lại nhảy một trận thì phỏng chừng sau đó muốn đề bạt cũng sẽ khó khăn. Bởi vì... Bí thư đảng quần chúng trên tỉnh ủy chính là chủ quản toàn bộ công tác nhân sự của tỉnh. Đối với việc thăng giáng tuyên chuyển của cán bộ cấp phó giám đốc sở như Triệu Hướng Lực mà nói thì tương đối có lực sát thương. Giờ phút này, Triệu Hướng Lực mịt mờ ngầm quan sát Khương Nhiên, cảm thấy Khương Nhiên cũng không có phản ứng gì. Triệu Hướng Lực cảm thấy hối hận rằng mình đại thụ thì không biết ôm ngược lại đi ôm một cái cây nhỏ. Lần này thì thiệt lớn rồi. Sông dài mà làm gì, không phải là đoàn Hải Thiên sao? Tính cái gì? Nói nhanh lên, nói xong thì cút đi. Tiền Nhất Hùng thật đúng là hạng vô tri, lăn lộn buôn bán cũng đã lâu, không ngờ cả đoàn Hải Thiên cũng không biết. Đương nhiên với y thì cũng là lẽ bình thường mà thôi. Bởi vì, trong nhà Tiền đại thiếu gia hết thảy mọi sự đều trông ở đồng tiền của ông bố y xử lý. Người này liền tập tành lối sống phóng túng ăn uống trụy lạc. Lúc trước đến thành phố Mạc Hương ngẫu nhiên vừa thấy đến Triệu Cầm Phương, lập tức ngỡ là tiên nữ. Bởi vì Triệu Cầm Phương là giảng viên sư phạm, tự nhiên là có một cỗ khí chất tự nhiên vốn có. Tiền Nhất Hùng chơi đám nữ tử trốn hồng trần nay đã chán, đột nhiên nhìn thấy một cô em thanh tú, tự nhiên là muốn thay đổi khẩu vị. Tuy nhiên, Tiền Nhất Hùng hơi e sợ Phạm Cương, chỉ sợ sợ y giận quá mà cho mình ăn cả cái tát vào mặt. Cho nên, nói chuyện thì cứ việc nhưng cũng không dám chọc trước mặt như vậy nữa. Tránh voi chẳng xấu mặt nào đó thôi. Đối với Phạm Cương, thù này khẳng định là y sẽ nhớ kỹ. Sau khi về nhà ắt sẽ tìm người đến trị lại. Mày im miệng cho chú. Ngay khi Tiền Nhất Hùng đang mạnh miệng thì ông chú phó chủ tịch Khương Nhiên đột nhiên thét lên, vẻ mặt nghiêm khắc, gần như là đang la dầy đứa cháu Tiền Nhất Hùng. Chú à, con. Tiền Nhất Hùng vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Khương Nhiên không hiểu được vì sao ông ta phải làm như vậy trước mặt nhiều người, việc này rất chi khác thường. Xin lỗi chủ nhiệm Diệp ngay. Phó Chủ tịch Khương chỉ vào Tiền Nhất Hùng ra lệnh. Diệp Phàm vừa nghe liền hiểu ngay, là do vị đồng chí họ Khương này bỗng nhớ tới thân phận của mình mà ra cả. Xin lỗi, nhưng vì sao hả chú? Tiền Nhất Hùng có chút phẫn nộ, nhỏ giọng hỏi. Tuy nhiên, trước mặt Khương Nhiên hắn không có gan phẫn nộ. Bởi vì, Tiền gia sau này còn phải dựa vào ông chú này cả.
Có trả thù lao cho Nhất Hùng thêm 10 lá gan cũng không dám cãi lại Khương Nhiên. Về nhà không bị ông già đánh gãy chân mới lạ. Không nghe lời của chú có phải không? Không nghe cũng được, sau này, mày không cần đến ở nhà chú mày nữa. Khương Nhiên lông mi dựng thẳng, không ngờ hạ lệnh luôn. Tiền Nhất Hùng vừa nghe, sắc mặt lập tức liền xám đen. Y hơi do dự, khuỷu tay vẫn cứ xoay xoay trên đùi. Cuối cùng là mặt đỏ gay lên hướng về phía Diệp Phàm nói. Rất xin lỗi thưa chủ nhiệm Diệp, tôi vừa rồi nói lỡ lời. Ha ha, biết sai chịu sửa, còn gì tốt hơn. Diệp Phàm đạo mạo, nhẹ nhàng khoát tay áo, liếc xéo Tiền Nhất Hùng một cái, giáo huấn hoàn toàn trên mõm rằng. Anh bạn trẻ, cô nương vừa ý trong thiên hạ còn rất nhiều. Cầm Phương và Diệp Hào chuẩn bị đính hôn, cậu còn xen ngang làm gì? Loại hành vi này là không chấp nhận được, không thể nào được. Tôi cũng không nói nhiều nữa, sau này, cậu phải chú ý hơn. Tôi hy vọng, từ nay cậu sẽ không níu kéo Cầm Phương nữa. Bởi vì, từ hôm nay trở đi, cô ấy và Diệp Hào đã là một đôi. Hôm nay đính hôn, qua một thời gian nữa sẽ kết hôn. Nếu cậu thực còn muốn tranh giành tiếp, mấy anh em của tôi có thể nói là nắm đấm tương đối to đó. Nghe nói một cước đi xuống có thể khiến phiến đá cắt thành hai đoạn. Tin rằng thân thể cũng không cứng hơn đá đâu. Diệp Phàm cương nhu kết hợp, Tiền Nhất Hùng sắc mặt khó coi, nhưng cũng chỉ có thể nhìn nhìn ông chú Khương Nhiên. Không thể ngờ được hôm nay là ngày lành của cô Cầm Phương cùng thiếu tá Diệp Hào, Khương Nhiên tôi không có gì để chúc mừng. Một đôi ngọc điêu nhỏ kia là năm kia khi đi Vân Nam được một người bạn tặng. Ngọc Hòa Điền vẫn là Ngọc Hòa Điền, cũng không đáng bao tiền. Vậy xin tặng đôi vợ chồng son này một đôi để bày tỏ một chút tâm ý. Phó Chủ tịch Khương ra mặt khá dày, lập tức đã có động thái. Chỉ thấy Diệp Hào vẻ mặt xanh xao không muốn nhận đôi tiểu ngọc điêu kia, Diệp Phàm thật ra lại tự giơ tay tiếp nhận, vui tươi hớn hở cười nói. Tôi xin thay Diệp Hào cảm tạ tấm lòng của Chủ tịch Khương. Chỉ bằng, trưa hôm nay mọi người cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa, cũng coi như chuyện của Diệp Hào và Cầm Phương liền như vậy mà quyết định đi. Về phần sính lễ, tôi nghĩ, nhà chủ tịch Đồng cũng không thiếu tiền, chủ tịch Đồng, anh nói xem có đúng không? Diệp Phàm cố ý liếc nhìn Triệu Mại Đạt một cái mà hỏi. Đương nhiên, Triệu gia mặc dù không dám nói là giàu có, nhưng cũng có thể nói là có tiền. Khi con gái nhà này xuất giá, Triệu gia chúng tôi sẽ làm hoành tráng nhất có thể. Chỉ cần cô ấy vừa ý, chúng tôi sẽ không cần một đồng nào. Triệu Mại Đạt lại nói về tương lai khôi phục tập đoàn tài chính. Tuy nhiên, lại hoàn toàn bất đồng với những lời vừa rồi đã nói. Bởi vì, Triệu Mại Đạt cũng không ngu, vị chủ nhiệm Diệp này có thể được Đoàn Hải Thiên mời rượu Mao Đài, có năng lực khiến Tạ Quốc Trung đảm đương chuyện mai mối, người này, khẳng định vai trò không hề thấp. Gia thế như vậy đã tìm đến cầu thân, với Triệu gia mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Hơn nữa, ngay cả Khương Nhiên, ông phó chủ tịch tỉnh này dường như đều có nghi vấn đang nịnh nọt. Bằng không, y nào có khả năng sẽ tặng quà, tuy chỉ có điều một đôi trang sức nhỏ. Nhưng cũng là thay cho một thông điệp, chính y đã khơi mà chuyện tranh dâu, nay lại chịu lún rõ ràng là nhận thua. Ngay cả y cũng đã chịu xuống nước thì Triệu Mại Đạt dựa vào cái gì mà có thể làm căng đây. Đương nhiên, ẩn ý phía sau lời nói vân vân và vân vân cũng là Triệu Mại Đạt đang cố giật lại chút thể diện. Vậy được, tôi sẽ tặng thân ra một bức tranh chữ. Xem như Diệp Phàm tôi thay mặt Diệp Hào đưa sính lễ. Diệp Phàm cười lớn, ra hiệu bảo Phạm Cương ra xe lấy tranh chữ. Tuy nhiên, ai nấy lại được phen bật ngờ. Bởi vì, không phải là chữ viết trên giấy, mà là khắc vào ngọc thạch. Một khối rộng chừng 30cm, dài đến một thước. Xung quanh khắc đường viền hoa văn hoa điểu trùng ngư. Tinh xảo đến độ vừa đặt xuống đã như gắn liền một khối với mặt bàn. Xung quanh khung tranh chạm ngọc điêu đại sư được chế tác rất tài tình, chỉ có vài chữ ở giữa kia mới là bút tích của Diệp Phàm Tử Khí Đông Lai. Phía dưới có dòng chữ đề tặng, Diệp Phàm. Tuy nhiên, lúc này chỉ có Phạm Cương là đang trừng to hai mắt, đôi tay cậu chàng này đang trầm trồ vuốt ve thì hai mắt bỗng sáng lên. Diệp Phàm hiểu được, cậu ta đã phát hiện ra bí mật. Bởi vì... mấy chữ này là Diệp Phàm dụng nội kình bước lên đầu ngón tay mà viết thẳng xuống. Tuy Diệp Phàm đã dụng khá nhiều công sức nhưng cũng có chút thô ráp, mục đích tự nhiên là không muốn để cho người ta phát hiện. Chỉ có người lành nghề và tài năng thì mới có thể phát hiện ra. Nếu cứ dùng ngón tay đi sờ,
thì cao thủ có bản lĩnh võ học tầm tứ đẳng sẽ phát hiện ra manh mối. Nếu chỉ dùng mắt nhìn thì cao thủ thất đẳng cũng sẽ phát hiện ra bí mật trong đó. Khá khen cho câu tử khí đông lai, ha ha ha. Chủ nhiệm Diệp bút lực thật là cứng cáp. Khương Nhiên không kìm nổi tán thưởng nói. Tự nhiên, Diệp Phàm hiểu được người này chỉ nói tầm bậy tầm bạ chứ tự nhiên là nhìn không ra tuyệt kỹ trong đó. Đúng vậy, nhìn qua thì có vẻ thô ráp, kỳ thực lại rất chi nhẵn nhụi, một bức tranh chữ rất hay. Hơn nữa, thứ ngọc này. Tạ Quốc Trung nói đến đây, liếc nhìn Triệu Mại Đạt một cái, nói. Chủ tịch Triệu là người biết nhìn hàng, với loại ngọc này liệu có nhìn ra điều gì đáng chú ý không? Xanh như lông chim chả, cả khối trong suốt, ánh sáng tỏa đều, chỉnh thể cùng một độ màu, ngọc tốt. Nếu Triệu Mỗ không đoán sai thì đây là ngọc liền một khối với giá tầm 500 ngàn. Ông xui nói xem tôi có đoán sai không? Triệu Mại Đạt kia ra mặt cũng không mỏng, lập tức nhận chủ nhiệm Diệp là xui ra. Đương nhiên là vì tiến thêm một bước kéo gần mối quan hệ. Triệu Mại Đạt này hai mắt đanh đá chua ngoa thật sự, nếu ngay cả Phó Chủ tịch Khương và Bí Thư Tạ đều có biểu hiện bợ đít thì lúc này vị chủ nhiệm Diệp kia lại khiến Triệu Mại Đạt cảm thấy được chỗ thần bí. Ha ha, năm đó đi Vân Nam, trong lúc vô ý đào được. Không thể ngờ lại có giá trị thế này, xem ra, Diệp Hào là người có phúc đây. Diệp Phàm cười, Phạm Cương bèn hai tay dâng ngọc. Triệu Mại Đạt vui tươi hớn hở cũng đưa hai tay tiếp nhận, thế này cũng có nghĩa là đồng chí Triệu đã đồng ý chuyện hôn nhân. Cao hứng nhất phải kể đến Diệp Hào và Triệu Cầm Phương hai người, giờ phút này hai người không ngờ đều yên lặng bắt đầu liếc mắt đưa tình cho nhau. Mà buồn bực nhất chẳng có ai dám tranh phần với đám tiền nhất hùng. Địa điểm tổ chức tiệc đính hôn trưa nay sẽ do bà mối Bí Thư Tạ quyết định, thế nào? Đến lúc đó, tôi sẽ gọi cả Bí Thư Lý tới mọi người cùng uống vài chén. Nói đến đây, Diệp Phàm cố ý liếc nhìn anh em Triệu Mại Đạt một cái, hỏi. Anh coi kìa chủ tịch hội đồng quản trị Triệu, còn cả chủ tịch thành phố Triệu nữa. Bí thư Lý thật ra chính là bí thư huyện ủy Ngư Dương Lý Hồng Dương trước kia, sau đó tới ở thành phố, vài năm lại đây Đông Sơn tái khởi, hiện tại không ngờ đã ngồi lên cái ghế phó bí thư thành ủy thành phố Mạc Hương. Hơn nữa, Diệp Phàm mỗi lần trở lại Cổ Xuyên đều có gặp người này, hai người có mối quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm. Trước kia tuy nói Lý Hồng Dương có nghi án lợi dụng Diệp Phàm, nhưng giữa người với người, nói chung cũng đều là để cho nhau lợi dụng, Diệp Phàm cũng đã nhìn thoáng ra. Chủ nhiệm Diệp, rất xin lỗi, tôi có việc gấp phải chạy về tỉnh thành. Rượu mừng tiệc đính hôn này tôi không uống thêm được nữa rồi. Tuy nhiên, tôi xin chúc phúc cho mối lương duyên của hai vị được thiên trường địa cửu, bách niên giai lão. Khương Nhiên sau khi buông điện thoại liền tỏ ý xin lỗi Diệp Phàm rồi vội vàng cáo từ. Diệp Phàm đương nhiên hiểu được, lão già này ra mặt có dày đến mấy cũng không dám ngồi xuống uống rượu. Vừa mới vì tiền nhất hùng mà ra mặt, nay lại ngoan ngoãn ngồi uống rượu hỉ của kẻ đối địch trong lễ đính hôn, Khương Nhiên liền lựa rút lui trước. Đi ra khỏi Triệu gia và bước vào hẳn trong xe, tiền nhất hùng không khỏi cất tiếng hỏi. Chú Khương, tên tiểu tử kia rốt cuộc là ai? Đừng có mà tiểu tử, tuy nói ở trong xe nhưng nếu để hắn nghe được thì không tốt đâu. Khương Nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Chủ tịch Khương, người nọ rất có lai lịch có phải không? Trần Dũng ở một bên cũng hỏi. Từ trên văn phòng trung ương tới, cậu nói xem có lai lịch hay không? Người này trước kia ở quận Hồng Liên tỉnh ta đảm nhiệm qua chức bí thư quận ủy, là thủ hạ của bí thư Đoàn Hải Thiên. Tuy nhiên, người ta rất may mắn, hiện tại được điều đến văn phòng trung ương đảm nhiệm chủ nhiệm phòng đốc tra. Khương Nhiên có chút ấm ức. Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Tiền Nhất Hùng không kìm nổi hừ nói. Bao nhiêu à, người ta có bản lĩnh vậy đó. Khương Nhiên hừ khan một tiếng, liếc mắt nhìn đứa cháu một cái, nói. Chuyện nhà họ Triệu thì thôi đi, sau này đừng có bám lấy Triệu Cầm Phương nữa. Nếu mày về sau còn muốn đi, chú Khương sẽ không quản ngươi. Đến lúc đó, cũng đừng bảo chú đi giải quyết chuyện cho mày. Không cần nói đến hắn. Chính là một Đoàn Hải Thiên cũng không phải người có thể dễ bề trêu chọc được. Tiền Nhất Hùng và Trần Dũng đều gật gật đầu, tuy nhiên, Khương Nhiên hiểu được, nhất thời muốn nói cho hai thằng đầu đất này hiểu cũng là không có khả năng. Có một số việc, quản không được thì lão cũng sẽ không quản nữa. Chương 2054, Cứu Tinh Diệp Phàm. Hướng Lực, chủ nhiệm Diệp kia rốt cuộc là ở địa phương nào? Thế nào mà ngay cả Phó Chủ tịch Khương lẫn Tạ Quốc Trung hình như đều có chút kiêng kỵ.
Triệu Mại Đạt vội hỏi. Địa phương nào chứ, chủ nhiệm phòng đốc tra văn phòng trung ương. Hơn nữa, còn kiêm phó chánh văn phòng chủ tịch, anh thử nói xem, Khương Nhiên Lỡ Tả Quốc Trung dám không nể hắn sao? Đại ca, lần này chuyện Cầm Phương rất chiêu là khó nói đây. Triệu Hướng Lực không khỏi thở dài. Ừ, cũng may là chúng ta chưa tuyệt tình hồi mấy năm trước mà quyết luôn sự việc. Bằng không, sau này quả thực là không xong, cũng thật sự không nghĩ tới, Diệp Hào lại còn có một ông anh có lai lịch như vậy, thật sự là đừng nên trông mặt mà bắt hình dong. Cho tới bây giờ chưa từng nghe Diệp Hào nhắc qua, tên tiểu tử này, ẩn mình cũng khá lắm. Triệu Mại Đạt nói. Ha ha, anh ạ, Cầm Phương thật có phúc khí. Hôn sự lần này, em thấy làm được sớm một chút là tốt nhất. Hiện tại tuy nói đã đính hôn, nhưng, chưa kết hôn thì còn khó nói lắm. Chủ nhiệm Diệp nếu là anh của Diệp Hào thật, bên họ có nhà ở Bắc Kinh, rất có tiền đồ. Có khi nào lại giới thiệu cho cậu ta một cô con gái nào khác ở Bắc Kinh thì cũng khó nói lắm. Triệu Hướng Lực quả là có tầm nhìn rất xa. Ừ, hôm nay tạm bàn đến đây thôi. Hai ngày nữa tôi sẽ đi nhà Diệp Hào một chuyến. Nghe nói Diệp Kim Liên là phụ nữ quê mùa. Ở nông thôn bình thường mà nói thì đều mong sớm được bế cháu. Mà Diệp Hào lại là độc đinh dòng độc đinh Diệp gia. Việc này, phỏng chừng mở miệng là xong. Đến lúc đó, chúng ta đem Cầm Phương gả qua bên nhà họ. Ha ha, Triệu gia chúng ta cùng Diệp Phàm coi như đã có mối quan hệ, đã có thể không lo bị chia rẽ rồi. Triệu Mại Đạt hôm nay có thể là có chút cao hứng. Giữa trưa tiệc đính hôn tuy bày biện vội vàng nhưng thanh thế Triệu gia lớn. Cho nên, nhất thời mà cũng triệu tập được không ít thân bằng cố hữu. Đương nhiên, Triệu Mại Đạt làm như thế là đã suy xét đến mấy phương diện. Thứ nhất là khoe được của cải nhà họ Triệu gia. Thứ hai là đem nhà thông gia là Diệp Phàm này giới thiệu với mọi người. Sau này, lỡ có ai muốn xuống tay với Triệu gia, phỏng chừng, cũng phải suy xét một chút đến Diệp Phàm bên này. Triệu Mại Đạt đây là mượn chuyện đính hôn của con gái để làm trò cáo mượn oai hùng. Thứ ba, sức ảnh hưởng của Diệp Phàm tuyệt đối không hề nhỏ. Chẳng phải rõ ràng ra đấy sao? Mấy lãnh đạo chủ chốt của thành phố Mặc Hương đang dịp sang năm mới khi không đều chạy tới cả. Ngoại trừ một chủ tịch thành phố không phải người địa phương không về dự nhưng vẫn gửi tặng lễ thì các đồng chí ở thành ủy như Lý Hồng Dương đều tề tựu đông đủ. Nghe nói ở tỉnh còn có người đến, tuy nhiên, Diệp Phàm ngại phiền toái nên không thông báo. Đây cũng là thời cơ tốt nhất cho Triệu gia tiếp cận trung tâm quyền lực của thành phố Mặc Hương. Trước kia tuy nói có ông em thứ hai là Triệu Hướng Lực làm phó chủ tịch thường trực thành phố chống lưng, nhưng nếu muốn tiếp cận với hạng tai to mặt lớn như Tạ Quốc Trung thì vẫn là rất khó khăn. Tiệc đính hôn quy cách rất thượng lưu, các vị lãnh đạo thành ủy được xếp vào chiếc bàn tròn đủ cho 20 người ngồi đặt ngay chính giữa. Mà bên nhà gái Triệu Mại Đạt cũng thơm lây, không ngờ lại ngồi ở ngay cạnh bí thư thành ủy Tạ Quốc Trung. Lão già này hưng phấn đến thiếu chút nữa hai mắt cười như đến sắp rơi ra. Về phần thân bằng cố hữu của Triệu gia, toàn bộ được sắp xếp ở những bàn nhỏ hơn xung quanh. Đương nhiên cũng không phải nhỏ, có thể ngồi đến 10 người một chiếc lận. Mà một số bạn bè chiến hữu của Diệp Hào cũng đến đây góp thành hai bàn. Đương nhiên, hôm nay hạnh phúc nhất không ai bằng Diệp Hào và Triệu Cầm Phương. Cậu chàng này uống đến mặt đỏ bừng, mà Triệu Cầm Phương thì lại là xấu hổ tương đương như thế. Giữa trưa nghỉ ngơi một lát sau đó Tạ Quốc Trung đến thăm hỏi riêng Diệp Phàm. Chủ nhiệm Diệp, anh ngủ ngon giấc chứ? Tạ Quốc Trung cười nói. Cũng không tệ lắm, điều kiện ở nhà khách thành ủy các anh quả không tồi. Diệp Phàm cười nói. Ôi, điều kiện cơ sở là không tồi. Tuy nhiên, hiện tại cũng là gặp ít chuyện phiền toái. Tạ Quốc Trung nhíu mày, tư lự. Có phải là về khu công nghệ cao Thiên An? Diệp Phàm chợt hỏi. Đúng vậy, tối hôm trước đồng chí Lưu Nhất Vĩ ở Cổ Xuyên báo cáo qua việc này. Nói là anh đã trở lại. Tôi nghĩ, chủ nhiệm Diệp là người Mặc Hương, Thiên An cũng không đơn thuần là một khu công nghệ, mà là một khu hành chính kết hợp công nghệ cao trong khai thác, phát triển, cũng như đảm bảo đời sống cho người dân. Nếu có thể kiến thiết thành công, về sau thành phố Mặc Hương sẽ một lần nữa được phân chia thành ba quận trực thuộc, lần lượt là Hồng An, Thủy An và khu công nghệ cao Thiên An. Đây là tài liệu liên quan, mời anh xem trước. Tạ Quốc Trung là có chuẩn bị mà tới. Xuất ra tài liệu đưa cho Diệp Phàm. Lại nói, Tạ Quốc Trung cũng là không có cách nào khác, bởi vì, y làm bí thư thành ủy cũng là vừa mới nhậm chức không lâu.
dù sao cũng phải làm ra chút thành tích mới mong khiến cấp trên thay đổi cách nhìn một cách triệt để. Nếu khu công nghệ cao Thiên An không nên cơm cháo gì trong tay y, vậy thì uy tín của một bí thư thành ủy y liền giảm đi trông thấy. Tuy nói về phương diện này thì người nắm công tác hẳn là chủ tịch thành phố Cổ Hùng Phi. Nhưng, thị dân đặt kỳ vọng rất lớn vào Tạ Quốc Trung, bí thư của Mạc Hương. Tạ Quốc Trung làm quan một lần, cũng muốn làm ra chút công tích. Bằng không, khó có mặt mũi mà về gặp Gia Hương phụ lão. Tình hình mảng này tôi cũng có nghe đồng chí Nhất Vĩ ở Cổ Xuyên nói qua, nói là áp lực chủ yếu là do thành phố Mạc Hương chúng ta ở gần địa khu Tam Dương. Bởi vì, bên đó cũng đang xây dựng một khu công nghệ cao có công năng không khác bên ta là mấy. Mà lãnh đạo tỉnh ủy xét đến hiện trạng phát triển của Tam Dương, cho nên, có khuynh hướng thiên về bọn họ hơn. Diệp Phàm nói, đại khái tình hình đích xác là như thế. Lãnh đạo tỉnh ủy nói trình độ phát triển của thành phố Mạc Hương chúng ta là bị vây giữa dòng tiêu chuẩn của các tỉnh. Xét các hạng mục chỉ tiêu trong tỉnh cũng là lệnh về vùng Trung Du một ít. Mà Tam Dương cũng là một nơi có kinh tế rất kém phát triển, xếp hạng một trong ba quận từ dưới lên. Phải giải quyết số nhân khẩu nghèo trên toàn tỉnh là vấn đề nan giải, đầu tiên phải giải quyết vấn đề nghèo khó này đã. Mà dự án khu công nghệ sau khi được tỉnh thông qua thì còn phải được nội các chính phủ phê chuẩn. Nếu được phê chuẩn thì kinh phí trợ giúp tài chính mà cấp trên đổ xuống nghe nói là sẽ không dưới 9 con số đâu. Mà ở tỉnh cũng sẽ có ưu đãi nhất định về mặt chính sách. Việc này đối với địa phương này mà nói thì khẳng định là rất tốt. Thật ra, đừng nhìn kinh tế và các mục xếp hạng của thành phố Mạc Hương chúng ta so với mấy năm trước có thăng tiến hay không. Thật ra, nhiều đó đều là do lúc ấy khi phát triển khu kinh tế Lâm Tuyền thúc đẩy mà thành. Nếu không có Lâm Tuyền làm đầu tàu, phỏng chừng, kinh tế thành phố chúng ta đã sớm bị Hải Đông vượt mặt rồi. Lâm Tuyền cũng đã phát triển tới độ hoàng kim. Dù sao, Lâm Tuyền diện tích cũng không phải lớn lắm, chính là muốn kéo nó phát triển vượt bậc thì năng lực cũng là có hạn. Không có khả năng thúc đẩy toàn bộ kinh tế và các hạng mục chỉ tiêu của thành phố Mạc Hương tăng trưởng vượt bậc. Tỷ như, lập tức khiến cho GDP nhảy lên top 6 các đô thị cấp 3 trong tỉnh chẳng hạn. Ngay cả so với Hải Đông, khoảng cách phát triển cũng đang bị kéo nhích lại gần. Nếu không có Lâm Tuyền chống lưng, phỏng chừng, người ta đã sớm đuổi kịp và vượt qua. Và lại, người khởi xướng ở đây lại là anh. Nói đến đây, Tạ Quốc Trung có chút chua xót cười cười. Lâm Tuyền là do anh một tay sáng lập, mà gần đây kinh tế Hải Đông phát triển nhanh hơn, cũng là bởi vì lúc anh ở Hải Đông đã làm nên một loạt các quy hoạch thúc đẩy. Cho nên, thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà. Hiện tại ngẫu nhiên lại biến thành hai kỳ tích do bản thân anh sáng tạo đấu chọi lẫn nhau. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể lạc hậu, để Hải Đông đuổi kịp và vượt qua đi lên, Tạ Quốc chúng tôi không chịu nổi mất thể diện kiểu này đâu. Ha ha! Diệp Phàm cười cười, trong lòng vẫn là đang hưởng thụ. Tạ Quốc Trung ra vẻ châm biếm chỉ trích, kỳ thực là đang khích lệ khen hắn có năng lực. 9 con số cơ à, thì phải là khoản tài chính hơn 100 triệu tài chính. Hơn nữa còn trên tỉnh rót xuống phỏng chừng cũng không dưới 200 triệu. Chắc chắn với cả thành phố, đây cũng là một cơ hội tốt. Diệp Phàm gật gật đầu, hắn liếc nhìn Tạ Quốc Trung một cái, hỏi. Tuy nhiên, ở tỉnh rốt cuộc là ai đang ủng hộ Tam Dương xây dựng khu công nghệ? Chúng ta đều là người Mạc Hương, người một nhà không đấu đá lẫn nhau. Chỉ có thăm dò sáng tỏ hẳn mới bốc thuốc đúng bệnh được có phải không nào? Ôi, việc này khá là phức tạp. Tuy nhiên, nếu nói người ủng hộ thì khẳng định không có ai ngoài Phó Chủ tịch Thường trực Tỉnh ủy đồng chí Trang Chữ Phương. Bởi vì, nhà chồng người ta Tống Đình Quốc là người Tam Dương. Đều là vì người nhà, bọn họ cũng không có gì sai. Chẳng qua là cản trở kế hoạch của chúng ta thôi. Mà nhắc đến chuyện này, thái độ của Phó Bí Thư phân công quản lý kinh tế Nạp Lan Nhược Phong cũng là rất mờ ám. Luôn mồm ủng hộ Tam Dương. Bởi vì chuyên viên đặc khu hành chính Tam Dương là Lưu Kỳ Lâm là do Nạp Lan một tay ủng hộ đi lên. Nghe nói hai người là bạn học cũ, tự nhiên là thân thiết. Tạ Quốc Trung thở dài, sắc mặt có vẻ nghiêm túc. Ha ha, Bí Thư Tạ, anh là Bí Thư Thành ủy thành phố Mạc Hương. Cả tỉnh cũng chỉ có mười mấy nhân vật hàng đầu như anh là cùng. Tam Dương có Trang Chữ Ninh và Nạp Lan Nhược Phong, anh thì lại không có ai hay sao? Diệp Phàm nhấp một ngụm trà. Thản nhiên cười nói. Việc này, tình hình của tôi khi đó phỏng chừng anh cũng biết chút ít. Tôi cũng không nói nữa. Tạ Quốc Trung có chút chua xót cười cười.
hắn đương nhiên chua xót, bởi vì, thật ra, Tạ Quốc Trung có thể thượng vị, hoàn toàn là vận khí may mắn tạo thành. Lúc ấy bởi vì trên tỉnh ủy hai nhân vật số 1 và số 2 cũng dụng chiêu bài thủ đoạn với nhau, nhân vật số 1 vừa tới không lâu, mông còn chưa ngồi vững. Cũng do cơ duyên khéo hợp lại cũng bởi vì nguyên nhân từ phía Diệp Phàm, mà ngay lúc đó đồng chí bí thư thành ủy Chu Càn Dương gặp xui xẻo. Bị nhân vật số 1 mượn cơ hội biếm đến Sở Giáo dục tỉnh làm chân phó giám đốc sở. Mà số 1 lúc ấy đẩy lên thay chính là chủ tịch thành phố đương nhiệm đồng chí La Hạo Thông, mà Tạ Quốc Trung ngay lúc đó là phó bí thư cũng liền ngồi lên tiếp nhiệm ghế chủ tịch thành phố trước do La Hạo Thông để lại. Sau đó ở tỉnh Nam Phúc lại đã xảy ra biến cố, nhân vật số 1 bị điều đi rồi, đồng chí Phí Mãn Thiên mới đến đã cùng Yến Xuân Lai đọ sức, kết quả chính là khiến Tạ Quốc Trung vớ bở. Đương nhiên, lúc ấy Diệp Phàm cũng có góp chút công sức. Tuy nhiên, thật sự thì Tạ Quốc Trung cũng không thể trở thành thân tín của Phí Mãn Thiên. Mà người ngoài lại cho rằng Tạ Quốc Trung là người của họ Phí. Cứ như vậy, Tạ Quốc Trung liền bị vây vào cảnh khốn cùng, trên thực tế thành đứa cô nhi mà bà ngoại không thương nương nương vứt bỏ. Đương nhiên, cũng không phải thật sự bị bỏ rơi. Tạm thời mà nói, các lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nam Phúc cũng không có ý động chạm gì. Tuy nhiên, Tạ Quốc Trung cũng là cảm giác cái ghế bí thư thành ủy này giống như có lửa đốt. Bởi vậy, vẫn muốn diễn chút trò nhằm khiến lãnh đạo vừa mắt. Tuy nhiên, Tạ Quốc Trung rất xui xẻo. Trong quá trình thành lập khu công nghệ Thiên An, thái độ của Phí Mãn Thiên cũng không rõ ràng. Mà chủ tịch tỉnh mới tới, Trần Nguyệt Thanh là từ ban tuyên giáo trung ương xuống. Lại càng không có liên quan gì đến Tạ Quốc Trung. Hơn nữa, bởi vì Trang Chữ Phương là nữ, cảm giác đầu tiên cũng khiến cho đồng chí Trần Nguyệt Thanh được an ủi khi họ đều là phụ nữ. Bởi vì, tuy nói nước Cộng Hòa mỗi ngày đều tung hô nam nữ bình đẳng. Mấy năm gần đây cũng thực có bồi dưỡng một đám nữ cán bộ. Nhưng với đa số đồng bào nam giới nước Cộng Hòa Trung Hoa mà nói, nữ cán bộ vẫn chỉ là hy hữu. Chương 2055, một đời không tiếc nuối. Cả nước lại có mấy phụ nữ làm chủ tịch với phó chủ tịch tỉnh, lại có mấy người làm nổi nữ bộ trưởng hay phó thủ tướng. Đương nhiên, hết thảy những điều này đều phải từng bước cải thiện, không thể ăn một miếng mà muốn béo lên ngay được. Cho nên, Trần Nguyệt Thanh sẽ có thiên hướng yêu ái Trang Chữ Phương cũng là sự ngẫu nhiên thôi. Cũng không phải là nhằm vào Tạ Quốc Trung. Hơn nữa, xuất phát từ cái nhìn thực tế, Tam Dương đương nhiên càng đến nội các chính phủ xem xét giúp đỡ. Ở tỉnh cũng là suy xét tới nhiều đó đại cục, mới nghiêng về phía Tam Dương. Tuy nhiên, việc này vì đã là dịp cuối năm, lại đang ở giai đoạn tái xem xét. Chẳng qua đã có sự thiên lệch hẳn, Tạ Quốc Trung tự cảm thấy nếu muốn xoay chuyển tình thế cũng là rất khó. Không thể ngờ được lại từ chỗ Lưu Nhất Vĩ biết được chuyện Diệp Phàm về lại nhà, tự nhiên, đồng chí Tạ đem toàn bộ hy vọng đập lên đầu Diệp Phàm. Bằng không, Diệp Phàm chỉ cần hô một tiếng, lão Tạ cũng đã cong đuôi chạy đến được sao. Mặc dù là Diệp Phàm chức vị có chút lôi cuốn người ta, nhưng cũng không thể khiến đồng chí Tạ cam tâm tình nguyện làm phận kẻ hầu người hạ. Dù sao, người ta là bí thư một thành phố chứ chẳng chơi. Đó là cái ghế mà trước đây Diệp Phàm từng đỏ cả mắt vẫn không có cách leo lên ngồi chính thức. Vị trí phó chánh văn phòng chủ tịch kia rất dễ làm người ta nóng mắt. Mà cán bộ nếu muốn chân chính leo lên chức vị cao thì phải từ phía dưới rèn luyện đi lên mới được. Như chức bí thư thành ủy này thì đã trải qua những thời khắc vô cùng mấu chốt. Nếu ngay cả một đô thị cấp 3 mà cũng quản lý không tốt thì sao có thể ngồi lên ghế bí thư một tỉnh biên giới. Cấp trên nhất định sẽ hoài nghi. Cho nên, vị trí hiện tại của Diệp Phàm chỉ là giai đoạn quá độ mà thôi. Ha ha, bí thư Tạ, chẳng lẽ ngay cả một đồng minh cũng không có? Nếu có thì lực lượng chúng ta cũng sẽ tăng mạnh lên một ít có phải hay không? Điều này là mấu chốt thượng, anh cũng đừng giấu giếm. Bằng không, tùy bí thư đoàn cũng có quan hệ với tôi, nhưng, người anh ta phải đối mặt chính là chủ tịch tỉnh Trần Nguyệt Thanh, phó chủ tịch thường trực tỉnh Trang Chữ Phương, còn có cả phó bí thư tỉnh ủy Nạp Lan Nhược Phong. Ân oán giữa hai người đoàn Nạp thế này khẳng định là anh biết rõ. Chuyện này cốt yếu là ở Kiều Báo Quốc, đang ở Nam Lĩnh đảm nhiệm chức chuyên viên. Mà Nam Lĩnh so với Tam Dương xếp hạng toàn tỉnh cũng gần cao hơn một bậc. Hơn nữa, Tam Dương nổi tiếng là hút vốn rất nhanh. Nếu khu công nghệ Vĩnh Hòa ở Tam Dương thật sự có thể quyết định xuống dưới, được nội các chính phủ phê duyệt ngân sách tài chính lại có tỉnh Nam Phúc giúp đỡ. Thì với động lực của Vĩnh Hòa, việc Tam Dương vượt qua Nam Lĩnh là hoàn toàn có khả năng.
Nếu là kiều báo quốc, khẳng định y sẽ không muốn thấy địa phương xếp sau vượt mặt. Việc này, chỉ cần Diệp Phàm có tác động nho nhỏ đến Kiều gia, không cần Diệp Phàm phải trực tiếp mở lời. Kiều Viễn Sơn vì con mình, khẳng định sẽ mà ra tay chớp nhoáng khiến việc này thất bại. Mà thành phố Mạc Hương chính là ngư ông đắc lợi nhất. Tin rằng thủ đoạn của Kiều Viễn cũng là thứ mà Chủ tịch tỉnh Nam Phúc Trần Nguyệt Thanh cũng phải cân nhắc. Diệp Phàm trong lòng sớm đã có tính toán, cho nên, hiện tại cùng Tạ Quốc Trung cũng chỉ là nói chuyện tào lao. Hơn nữa, chỉ là tăng thêm độ khó khăn của việc này, đương nhiên, sự việc đến lúc của nó sẽ tự được hoàn thành. Tạ Quốc Trung sẽ nợ hắn một món càng lớn hơn, bởi vì, ông em Diệp Tử Kỳ còn ở Cổ Xuyên, vẫn phải mong Tạ Quốc Trung trực tiếp chiếu cố. Đến lúc đó phải đề bạt và vân vân gì đó, Tạ Quốc Trung còn có thể không trả ân tình này sao? Ngay cả trước mắt, còn ân tình của Lưu Nhất Vĩ bí thư Cổ Xuyên, Diệp Phàm cũng phải làm khô chuyện khu công nghệ Thiên An thêm quan trọng chút. Ôi, có thì vẫn có, tuy nhiên, phân lượng hơi nhẹ chút. Ngay cả ở hội nghị thường vụ tỉnh ủy thảo luận, bọn họ cũng đều không có tiếng nói. Tạ Quốc Trung thực tại có chút ủ rũ. Chính mình đường đường một bí thư thành ủy thành phố 3, không ngờ sau lưng đến một ủy viên thường vụ tỉnh ủy làm chỗ dựa vững chắc cũng đều không có. Để Diệp Phàm phải hỏi như vậy, lão Tạ thực cảm thấy Diệp Phàm rất thẳng thắn. Mà là tự hận mình vô dụng, lại liên hồi là cảm giác nguy cơ dậy lên trong lòng đồng chí Tạ. Diệp Phàm biết những gì y nói chính là tình hình thực tế, bằng không với tình hình hiện nay. Mỗi người đều đã lộ bài ngửa với nhau, làm sao có thể cho người khác xem nhẹ như thế này được. Vậy việc này sẽ khó khăn chưa từng thấy đây. Nếu có đồng minh, đến lúc đó cùng bí thư đoàn phối hợp, việc này, có lẽ còn có cơ xoay chuyển. Không có đồng minh, bí thư đoàn phỏng chừng cũng là đơn độc khó chống đỡ. Diệp Phàm bỗng cau mày rất điệu. Chủ nhiệm Diệp, việc này, ôi! Tạ Quốc Trung lại thỏ dài mấy bận, liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Phải nhờ anh ra mặt, tôi thực sự có cảm giác như kẻ cùng đường vô kế khả thi, anh vốn công tác thân cận ngay cạnh chủ tịch. Nếu bàn về thể diện thì anh lớn hơn Tạ Quốc Trung này nhiều. Lãnh đạo trên tỉnh hẳn là sẽ xem xét phương diện này có phải hay không. Thấy lão Tạ cũng đã nếm mùi kha khá, Diệp Phàm từ từ giãn mày ra, nói. Việc này, cứ để tôi thử xem vậy. Cảm ơn anh. Tạ Quốc Trung không ngờ vội vã loạng choạng đứng lên, có thể thấy được trong lòng y đang như có lửa đốt. Kế đó, Tạ Quốc Trung hơi ngượng ngùng cười cười rồi lại ngồi xuống. Bí thư Tạ, chỗ đồng chí Lưu Nhất Vĩ không tồi đâu. Lần đầu khi ghé qua nhà tôi một chút, vừa gặp tôi liền nói đến khu công nghệ Thiên An các anh. Tôi hiểu ý tứ của anh ta, đồng chí này không tồi. Có thể sang năm mới là lúc có thể nghĩ đến việc thay lãnh đạo rồi, ha ha. Diệp Phàm thuận miệng liền khen mấy câu. Đúng vậy, đồng chí Nhất Vĩ quả là rất tốt. Hắn ở Cổ Xuyên cũng lăn lộn đã nhiều năm, một lòng tâm huyết với Cổ Xuyên, đang dịp sang năm mà cũng không chịu trở về nhà. Ở thành phố, các lãnh đạo đều rất coi trọng. Tạ Quốc Trung tỏ thái độ, cụm từ coi trọng ở đây cũng rất đáng để cân nhắc. Đoạn Tạ Quốc Trung liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói thêm. Chủ nhiệm Diệp, cục tài chính thành phố gần đây cũng đang thiếu người. Tôi thấy đồng chí Diệp Tử Kỳ là người có khiếu về mảng tài chính và kinh tế. Làm phó cục trưởng là hoàn toàn có năng lực, cậu ấy lại là bộ tài chính chuyển xuống, từ mảng quản lý tài vụ cho đến quản lý nhân lực đều có kinh nghiệm cả. Anh xem, phòng tài chính huyện Cổ Xuyên được cậu ấy xử lý thật sự thuận lợi. Tôi cũng thường nghe đồng chí Lưu Nhất Vĩ được các đồng chí ở cục tài chính thành phố nhắc luôn. Có qua có lại mới toại lòng nhau, cơ mà tới thật cũng đúng là mau. Diệp Phàm cười thầm trong lòng một tiếng, biết Tạ Quốc Trung đang vội vã tỏ thái độ. Chính là vì tăng thêm động lực cho chính mình ra tay tranh thủ vụ khu công nghệ Thiên An. Không vội đâu, tôi cũng rất hiểu cậu ấy. Rất trẻ tuổi, cứ để rèn luyện thêm một năm thì càng thỏa đáng hơn. Người trẻ tuổi nên phải tôi luyện thì tài năng mới có thể trưởng thành. Diệp Phàm khoát tay áo, nói. Tự nhiên, Tạ Quốc Trung vừa nghe liền hiểu. Tối hôm đó, Diệp Phàm về tới huyện Cổ Xuyên. Tuy nhiên, ở lối đi nhỏ bên ngoài bỗng phát hiện ra một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới mái hiên nhà mình. Một thân khoác áo choàng màu tím, bên trong là áo lông màu đỏ nhạt, chân đi một đôi giày da xinh xắn màu đỏ. Vì tiết trời đang lạnh nên cô rậm rậm chân liên tục mấy lần. Ngọc Kiều Long. Diệp Phàm trong đầu hiện ra ký ức vài năm trước cùng cô qua lại,
cô nàng điêu ngoa hay lái chiếc Ferrari đâm sầm vô sạp hoa quả, cô nàng thuần khiết như ngọc bích mà ngạo mạn đến không chịu nổi. Tuy hai người cũng không có tiến thêm một bước đến độ thân thiết. Lúc ấy không ngờ là từng ngủ chung một giường, nhưng Diệp Phàm chỉ sờ nhéo một chút, cướp đi của cô nụ hôn đầu tiên. Hơn nữa, lúc ấy Ngọc Kiều Long là vì cứu cha mình mà hiến thân. Đương nhiên, tuy hai người lúc trước vừa thấy mặt là đấu võ mồm. Tuy nhiên, Diệp Phàm mơ hồ cảm giác cô có cảm xúc nhất định với mình. Không phải oan gia không chạm trán, Ngọc Kiều Long, kỳ thật là cô gái rất đáng yêu. Tuy nhiên, từ sau khi đến huyện Ma Xuyên nhậm chức, mấy năm rồi không gặp lại cô nữa. Thấy Diệp Phàm đi tới, Ngọc Kiều Long khẩn trương quay sang. Diệp Phàm cố ý làm bộ không thấy thấy cô, chậm rãi đi tới. Tuy nhiên, liếc nhìn sau lưng phát hiện Ngọc Kiều Long đang ngơ ngác nhìn mình. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn đi theo vài bước, tuy nhiên, cô nàng ngẫm nghĩ một chút rồi lại lui trở về. Bỗng nhiên, Ngọc Kiều Long kinh ngạc phát hiện, ngay ở đoạn đường phía dưới, cách mình gần một thước, không ngờ có kẻ oan gia đang mỉm cười nhìn chằm chằm vào cô, Diệp Phàm. Đúng là em à. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Anh, còn nhớ đến tôi. Ngọc Kiều Long mặt đỏ lên, đôi giày da hồng nhẹ nhàng di di xuống mặt đất, phỏng chừng có chút thẹn thùng. Thói điêu ngoa của em khiến tôi rất khó quên. Diệp Phàm nói trắng ra. Ôi, hồi đó còn trẻ dại, không hiểu chuyện, ngượng lắm. Ngọc Kiều Long cổ đỏ gay, má hồng hơn cả hoa đào tháng năm. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng, Diệp Phàm trong lòng không khỏi cảm thán một câu. Miệng nói. Vào nhà ngồi chứ. Không được, em đến thăm bạn học cũ. Ngọc Kiều Long nói, Diệp Phàm giật mình, bởi vì, Diệp Tử Y chính là bạn học hồi đại học của Ngọc Kiều Long. Tuy nhiên, Ngọc Kiều Long vẫn không chịu đi, khiến cho Diệp Lão cảm thấy có chút quỷ dị, thầm nhủ chẳng lẽ cổ có việc tìm hắn. Em gặp Tử Y chưa? Diệp Phàm hỏi. Gặp rồi ạ, em đang chuẩn bị về nhà. Ngọc Kiều Long đáp khẽ, tuy nhiên, cô lại nhìn Diệp Phàm. Em có việc gì à? Diệp Phàm hỏi. Không, không có việc gì, em chỉ là muốn gặp anh nói lời từ biệt. Ngọc Kiều Long nói. Từ biệt, em phải đi xa sao, hay là ra nước ngoài? Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Không phải. Ngọc Kiều Long lắc lắc đầu. Vậy là... Diệp Phàm nhìn chằm chằm cô. Anh có thể hay không? Ngọc Kiều Long sắc mặt càng đỏ gay. Cái gì mà có thể hay không? Diệp Phàm thực bị cô làm cho hồ đồ mất rồi. Anh hôn em lần cuối được không? Ngọc Kiều Long giống như hạ dũng khí rất lớn, rốt cục đã nói ra. Vì sao? Diệp Phàm không ngờ miệng lại có chút cà lăm, loại sự tình này quả thực hắn chưa từng gặp qua. Có cà lăm nói lắp cũng là thường, phải biết rằng Ngọc Kiều Long cũng không phải là cái loại con gái, mà là một cô gái tuy điêu ngoa nhưng lại trong trắng như băng thanh ngọc khiết. Em đi đây. Ngọc Kiều Long quay người lại muốn đi. Kiều Long. Diệp Phàm đột nhiên cảm giác có chút chua xót trong lòng, dịch bước về phía trước ôm Ngọc Kiều Long vào lòng. Diệp Phàm thân mình vừa chuyển, hai người đã hòa làm một dán mình vào dưới mái hiên. Ôi! Ngọc Kiều Long thở dài, cô hơi nhắm hở hai mắt. Đôi môi nhẹ nhàng mấp máy, đương nhiên là ám chỉ người nào đó có thể ra tay được rồi. Thật là nhanh chóng, hai đầu lưỡi rốt cục cũng xốc lại với nhau. Với thế phiên vân đảo hải, hết sức giằng co, nụ hôn này phải dài đến 2 phút, hai người, gần như là dán lấy nhau. Hơn nữa, không phải là Diệp Phàm chủ động, mà là Ngọc Kiều Long. Cô dùng cánh tay cẩn trọng ôm chặt lấy thắt lưng Diệp Phàm, sống chết cố nép mình vào thật chặt, dường như muốn hai người hòa tan vào làm một. Diệp Phàm cảm giác được hai con thỏ trắng bé nhỏ phập phồng trên ngực hắn rất lợi hại, Diệp Phàm thanh rõ ràng cảm giác được nhịp đập mãnh liệt của trái tim ai đang nóng hổi. Cuộc đời này, em không còn gì để tiếc nuối. Ngọc Kiều Long thì thào một tiếng, cuối cùng liếc nhìn Diệp Phàm một cái rồi đi, nhẹ nhàng như một mảnh lá rụng, tự nhiên siêu thoát. Hơn nữa, cô không hề quay đầu lại. Chương 2056, không nể tình. 2. Em không tiếc nuối, anh. Diệp Phàm thở dầu, cho đến khi bóng Ngọc Kiều Long dần biến mất. Nếu thấy tiếc nuối thì đuổi theo đi. Lúc này một giọng nói vang lên từ rướng hàng cây. Diệp Phàm vội quay người lại, phát hiện chính là Kiều Viên Viên. Viên Viên, anh chấm ANS chỉ tình cờ gặp cô ấy thôi. Diệp Phàm miệng lắp bắp nói. Cái này, nếu càng giải thích thì sẽ càng rối rắm hơn.
Em hiểu. Kiều Viên Viên gật đầu nói. Tuy nhiên chính điều này lại khiến cho Diệp Phàm cảm thấy sợ hãi. Cơn giận của phụ nữ nếu bộc phát ra sẽ chẳng khác gì một ngọn núi lửa, sẽ thiêu chết người. Rất xin lỗi, cô ấy là bạn học cùng đại học của em gái anh. Trước kia cô ấy cũng đã đến nhà anh, hình như em cũng gặp qua rồi đúng không? Nhiều năm rồi anh không gặp lại cô ấy. Diệp Phàm có chút xấu hổ giải thích, nói. Tình cũ không rủ cũng đến, có đúng không? Kiều Viên Viên vẫn bình thản nói. Không, không có tình cũ gì cả, em nghĩ quá rồi. Cô ấy nói muốn anh hôn cô ấy một lần cuối. Diệp Phàm nói. Vậy chứng tỏ trước đó hai người thường xuyên hôn nhau có đúng không? Kiều Viên Viên như nấc lên, Diệp Phàm đúng là vô cùng khó xử, đây chính là thời điểm mà phụ nữ sắp bùng phát rồi. Hắn liền nhìn Kiều Viên Viên một cái, nói. Trước kia, đã từng hôn một lần, lần này là lần cuối cùng, cũng là lần thứ hai. Cái này, chỉ là tuổi trẻ ngông cuồng mà thôi. Thôi nào, chúng ta đừng có nói chuyện này nữa, về nhà đi. Hy vọng là anh nói thật. Kiều Viên Viên thản nhiên nói, cô cũng không hỏi thêm gì nữa. Viên Viên. Trong lòng Diệp Phàm cảm thấy vô cùng hổ thẹn, đột nhiên, hắn giang tay ôm chặt lấy Kiều Viên Viên, thi triển hổ ưng công, chân đạp vào tường. Kiều Viên Viên lúc này chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai, Diệp Phàm càng lúc chạy càng nhanh, khiến cho người nào đó nếu gặp hắn thì cũng phải ngất xỉu vì tưởng mình gặp ma. Chạy tầm hơn 10 phút thì đến một sườn núi, hai người nằm vật ra bãi cỏ. Diệp Phàm ôm rất chặt, dưới ánh hoàng hôn, cuối cùng là một màn khóa môi nồng nhiệt. Mới đầu, có lẽ là còn tức Diệp Phàm cho nên miệng Kiều đại tiểu thư vẫn còn chưa đáp lại, tuy nhiên về sau, dưới ý chí ngoan cường của hắn, cô đã khẽ mở đôi môi của mình. Kiều đại tiểu thư từ không chủ động cho đến chủ động. Diệp Phàm gần như đều có thể cảm nhận được sự mạnh yếu của Kiều đại tiểu thư, dường như cô muốn cuốn cho lưỡi của mình đến nứt vậy. Một lúc sau, hai người đều nằm ra bãi cỏ. Không có gì thật chứ. Trước kia anh có bạn gái cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua, hy vọng sau này anh còn muốn làm chuyện như vậy thì đừng có để cho em nhìn thấy nữa. Kiều Viên Viên khẽ nói. Anh tuyệt đối sẽ không tái phạm nữa đâu. Diệp Phàm nói, thái độ rất kiên quyết. Sẽ không quen đường cũ chứ. Kiều Viên Viên lạnh lùng nói. Không đâu. Diệp Phàm cười gượng một tiếng, nói. Em nói nghiêm túc đấy, anh là cao thủ. Ánh mắt và lỗ tai của anh tinh tường hơn người khác gấp nhiều lần. Làm gì có chuyện em đứng sau mà anh không phát hiện ra chứ? Điều này, chứng tỏ anh quá nhập tâm rồi. Cho nên, lần sau anh phải chú ý, đừng để em bắt gặp một lần nữa. Em cũng là phụ nữ, cũng biết đau lòng. Kiều Viên Viên nói nhỏ. Sẽ không đâu, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Diệp Phàm nói, tuy nhiên hắn chỉ lươn lẹo mà thôi. Câu tuyệt đối không có lần sau, có nghĩa là sẽ không để Kiều Viên Viên nhìn thấy nữa hay là từ nay về sau sẽ không đi hôn người phụ nữ khác thì là định nghĩa riêng của hắn. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng từng tự hỏi chính bản thân mình, rằng mình có thể làm được không? Và câu trả lời, đương nhiên là không thể rồi. Hắn tin rằng Kiều đại tiểu thư cũng hiểu được điều này, tuy nhiên, hiểu trong lòng và nói thẳng ra là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, vừa về đến nhà, Bí thư Lưu Nhất Vĩ ở huyện Cổ Xuyên lại đến, phía sau còn có bí thư đảng ủy công an huyện Trương Phong Tân và một viên cảnh sát. Chủ nhiệm Diệp, anh ấy là Vi Ngôn Chí trưởng công an huyện chúng tôi. Anh ấy có việc gấp muốn báo cáo với anh. Lưu Nhất Vĩ sắc mặt có chút khó coi, nói. Còn Trương Phong Tân thì cũng chả khá hơn là mấy. Anh Vi nói đi. Diệp Phàm cũng khách khí, sau khi mời mọi người ngồi xuống liền nói. Xin lỗi, việc này... Tôi thật sự không biết mở lời thế nào. Vi Ngôn Chí vẻ mặt khó coi, bộ dáng nửa muốn nói nửa không. Không sao, có gì anh cứ nói. Diệp Phàm nói, trong lòng hắn cũng đoán được chút ít, phỏng chừng là chuyện có liên quan đến Tần Thúc Bảo, bên trong chắc chắn lại có biến cố rồi. Bởi vì Diệp Phàm biết, tên Thúc Bảo kia cũng có chút lai lịch. Chủ nhiệm Diệp, chuyện hôm trước chúng tôi cũng tìm hiểu qua rồi. Đúng thật là Tần Thúc Bảo và Trình Tiểu Đông sai rồi. Mặc dù bọn họ có giấy chứng nhận nhà đất, nhưng cũng không thể đi ức hiếp một người phụ nữ như vậy. Huống hồ, người ta còn là một người tu hành nữa. Tần Thúc Bảo và Trình Tiểu Đông làm quá đáng thật, chúng tôi muốn giam bọn họ vài ngày, tuy nhiên, vừa rồi, hai. Vi Ngôn Chí thở dài. Có phải cấp trên yêu cầu các anh phải thả người không?
Diệp Phàm thản nhiên nói. Việc này, nói ra thì thật ngại, là vì sai lầm trong công tác của tôi. Vi Ngôn Chí xấu hổ nói. Người đâu rồi? Diệp Phàm giọng nặng hơn nhiều. Đã thả ra rồi. Vi Ngôn Chí nói ra những lời này, giọng cũng có chút run run. Dù sao, Diệp Phàm là lãnh đạo của văn phòng trung ương, một cán bộ cấp phòng như ông ta ngồi trước mặt quan lớn như vậy tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Huống hồ, việc này Diệp Phàm đã dặn dò cẩn thận. Thả rồi ư, các ông làm việc tốt nhỉ. Đám du côn ức hiếp phụ nữ như vậy mà các ông nói thả là thả. Đây là làm việc theo pháp luật sao? Huống hồ bà ấy còn là một người tu hành. Diệp Phàm nói. Chủ nhiệm Diệp, việc này tôi đã phê bình toàn cục rồi. Hơn nữa, tôi đã hạ lệnh lập tức đi bắt người lại. Chẳng qua, mấy người này đã nhanh chân chạy về tỉnh mất rồi. Sau đó, anh Vi đây cũng đã phái người lên tận trên tỉnh rồi. Lưu Nhất Vĩ nói. Bắt được chưa? Diệp Phàm hỏi. Vẫn chưa. Vi Ngôn Chí vẻ mặt xám xịt, đầu cúi xuống giống như một chú gà trọi bị bại trận vậy. Khó khăn quá nhỉ, người ta chắc chắn đã trốn mất rồi, biết đi đâu mà bắt chứ. Diệp Phàm cười châm chọc nói. Không phải, không trốn. Vi Ngôn Chí nói. Không trốn, mà chỉ là các anh không dám bắt, có đúng không? Diệp Phàm vừa nghe đã hiểu ra vấn đề, nói. Chúng tôi đâu đủ tầm để vào. Vi Ngôn Chí mặt đỏ nói. Đầm rồng hang hổ, có đúng không? Nói tôi nghe xem nào. Diệp Phàm bình tĩnh hỏi. Không lợi hại như vậy đâu, chỉ có điều, đối với chúng tôi mà nói thì. Vi Ngôn Chí nói. Chủ nhiệm Diệp, Tần Thúc Bảo ở nhà của giám đốc sở câu Trấn Nam. Nghe nói bọn họ còn là thân thích nữa. Cái này, cũng thật là làm khó cho đám anh Lý đây. Lúc này, Trương Phong Tân cũng lên tiếng, nói. Câu Trấn Nam, phó giám đốc thường trực của sở công an có đúng không? Diệp Phàm giật mình hỏi. Vâng. Vi Ngôn Chí gật đầu. Đúng là khó cho các anh rồi, thảo nào mà Tần đại công tử kia lại kiêu ngạo như vậy. Tuy nhiên, tôi nghĩ các giấy tờ nhà đất kia của bọn họ chắc chắn là giả mạo. Các anh đã kiểm tra qua chưa? Diệp Phàm nói. Không phải giả, là thật. Vi Ngôn Chí nói. Thật sao, anh Vi, ngôi miếu cổ đó ít nhất cũng có 300 năm lịch sử. Anh dám nói là thật sao? Chẳng lẽ 200-300 năm trước tổ tiên nhà Tần đại công tử đến nơi xó xỉnh của huyện Cổ Xuyên chúng ta xây miếu sao? Diệp Phàm châm chọc nói. Giấy tờ là thật mà, tuy nhiên, trong này chắc chắn có mưu kế gì đó. Vi Ngôn Chí nói. Biết có mưu kế mà còn không đi kiểm tra, các anh có phải là cảnh sát nhân dân không vậy? Diệp Phàm cười có chút tức giận, Vi Ngôn Chí cũng quá nhút nhát rồi. Không ngờ lại dám để sang một bên tất cả tội lỗi của bản thân. Phó giám đốc sở lẽ nào lại cao hơn chủ nhiệm phòng đốc tra trung ương sao? Đương nhiên Diệp Phàm biết, trong lòng vị quan huyện này Câu Trấn Nam vẫn có địa vị quan trọng hơn hắn. Bởi vì Câu Trấn Nam có thể giúp ông ta thăng quan, nhưng cũng có thể thổi bay cái mũ quan trên đầu ông ta bất cứ lúc nào. Còn mình, tuy nói là ghê gớm đấy, nhưng trên thực tế cũng chỉ như một chiếc thùng rỗng mà thôi. Người ta không thèm đếm xỉa gì đến mình thì mình cũng chẳng còn cách nào. Chúng tôi đang điều tra, chủ nhiệm Diệp, việc điều tra này có cần thời gian hay không? Hơn nữa, trong năm mới này, các cán bộ công an phải bỏ đi kỳ nghỉ cũng rất khổ rồi. Hơn nữa, đi bắt người nhà giám đốc Câu, nói thật tôi không có lá gan đó. Vi Ngôn Chí lập luận, nhưng, giọng điệu cũng có hơi tức giận một chút. Nói chuyện kiểu gì vậy lão Vi, báo cáo công tác với lãnh đạo với thái độ như vậy có phải hay không? Về nhà tự kiểm điểm chút đi, viết một bản kiểm điểm với chủ nhiệm Diệp, nếu không là tối sẽ phê bình anh đấy. Lưu Nhất Vĩ nghiêm mặt nói. Bí thư Lưu, đang là năm mới, tôi cũng đâu có sai, đúng không? Vừa nghe nói đến việc này, tôi lập tức hộc tốc chạt về, đến hớp trà cũng không kịp uống. Như vậy còn không được nữa thì thế nào được đây? Chẳng lẽ không muốn công an huyện chúng tôi sống nữa sao? Không ngờ Vi Ngôn Chí còn cãi lại lời của Lưu Nhất Vĩ như vậy. Tính đặc thù của ngành công an bắt buộc các anh phải làm như vậy, chẳng lẽ cứ nghỉ Tết là không phải bảo vệ chị An nữa sao? Anh còn nói lý nữa không? Anh cũng là cán bộ đảng viên lão thành, tại sao không có chút ý thức giác ngộ nào thế? Lưu Nhất Vĩ sắc mặt càng lúc càng khó coi. Tuy nhiên, Diệp Phàm cũng nhìn ra một vài điều. Phỏng chừng vị trưởng công an huyện này cũng có chỗ dựa đằng sau.
cho dù là bí thư huyện ủy Lưu Nhất Vĩ cũng phải kiêng nể đôi phần. Nếu không, Vi Ngôn Chí đâu dám nói chuyện với Lưu Nhất Vĩ như vậy. Đến chủ nhiệm phòng đốc tra trung ương như mình mà bọn họ cũng không nể mặt. Giác ngộ, vụ án chúng tôi đang điều tra. Trước khi mọi việc được điều tra rõ ràng, ai cũng có thể trở thành kẻ bị tình nghi. Nói ngay như chuyện Tần Thúc bảo, người ta có đầy đủ giấy chứng nhận nhà đất. Nico tên là Tô Lưu Phương kia chưa được người ta đồng ý mà chiếm nhà đất của người ta bảo bà ấy chuyển đi cũng là chuyện bình thường. Mặc dù là trong đó có xảy ra một chút xung đột, nhưng không thể nói rằng đám Tần Thúc bảo trêu ghẹo phụ nữ được. Cái này cần phải có chứng cứ. Không thể có chuyện ai nói cái gì thì là cái đó, có đúng không? Chúng tôi phá án điều quan trọng nhất là phải có chứng cứ, không thể nghe một tai được. Vi Ngôn Chí không ngờ cũng nói có lý. Chương 2057, Tần gia ra tay rồi. Tôi tận mắt nhìn thấy chẳng phải là nhân chứng hay sao? Diệp Phàm giọng nặng hơn nhiều. Chủ nhiệm Diệp đương nhiên là nhân chứng, nhưng không phải chúng ta đang muốn điều tra sao? Vi Ngôn Chí nói. Ý của anh có phải là nghi ngờ tính chân thực từ lời nói của tôi không? Diệp Phàm cười bí hiểm. Việc này, chưa điều tra thì chưa có quyền nói. Vi Ngôn Chí kiên trì nói. Vậy chiếc đĩa kia thì giải thích thế nào? Diệp Phàm hỏi. Đĩa quang, xin lỗi tôi vừa mới trở về đang muốn xem lại việc chiếc đĩa, tuy nhiên phát hiện chiếc đĩa đã bị hỏng, đó là trách nhiệm của tôi. Cấp dưới không bảo vệ không cẩn thận, đã làm gãy mất chiếc đĩa rồi. Nét mặt Vi Ngôn Chí tỏ ra hổ thẹn, Diệp Phàm sớm nhìn ra. Tên này có lẽ đã bị người của Tần gia mua chuộc. Có thể Câu Trấn Nam còn hứa hẹn gì đó tốt hơn với y nữa, thế nên không xem Lưu Nhất Vĩ ra gì. Làm gãy, các anh làm gãy thật đúng lúc. Diệp Phàm đột nhiên thở dài, mặt đanh lại nhìn Lưu Nhất Vĩ nói. Đồng chí Nhất Vĩ, tôi đề nghị huyện ủy Cổ Xuyên các anh lập tức đình chỉ tất cả chức vụ của Vi Ngôn Chí. Ngoài ra chọn người phù hợp để tiếp tục điều tra vụ Tần Thúc Bảo. Đề nghị, anh dựa vào gì mà đề nghị như thế? Vi Ngôn Chí thiếu chút thì hét lên, y suýt nữa thì phát điên. Dựa vào cái gì, anh nói xem. Diệp Phàm liếc nhìn Vi Ngôn Chí lạnh lùng nói. Chủ nhiệm Diệp, huyện ủy Cổ Xuyên chúng tôi sẽ cẩn thận xem xét đề nghị của anh. Lưu Nhất Vĩ cuối cùng cũng lên tiếng. Gã liếc nhìn Vi Ngôn Chí nói. Xét thấy anh có biểu hiện không hợp lý trong vụ Tần Thúc Bảo, anh tạm thời dừng việc tổ chức điều tra. Công việc của công an huyện tạm thời sẽ do đồng chí Trương Phong Tân phụ trách. Hừ, tôi muốn phản ánh lên cấp trên. Vi Ngôn Chí hừ một tiếng và quay người đi mất. Bí thư đảng ủy công an Trương Tân Đỉnh thực ra cũng tốt đẹp lắm, trước kia ông ta cũng mơ thấy mình kiêm chức trưởng công an huyện. Vị trưởng công an nào không được kiêm chức bí thư đảng ủy công an thì giống như một con hổ bị nhổ mất răng. Quyền lực thực tế lại không bằng trưởng công an huyện. Có lúc, trưởng công an huyện không thèm đếm xỉa gì đến anh cũng chẳng làm gì được, đương nhiên kiểu người này có người nâng đỡ rồi. Tuy nhiên, lúc này Trương Tân Đỉnh lại không muốn tạm thời đến chủ trì công việc của công an huyện. Bởi vì việc của Tần Thúc Bảo quá phức tạp, làm không tốt rất có khả năng cũng mất chức giống như Câu Trấn Nam. Tuy nhiên, Lưu Nhất Vĩ kìm nén, Diệp Phàm đang nhìn chằm chằm. Trương Phong Tân khổ tâm gật gật đầu. Có điều hắn vẫn thể hiện thái độ quyết tâm theo đuổi điều tra đến cùng, hơn nữa muốn tìm cách đưa Tần Thúc Bảo để Câu ra bắt giữ lại. Diệp Phàm đương nhiên hiểu rõ y chỉ to mồm mà thôi, đối với cấp dưới của cơ quan công an mà nói, ai có gan làm được như vậy thì không phải là không bày ra một mâm cơm cho Phó Giám đốc Sở Công an tỉnh Câu Trấn Nam hay sao? Ha ha, không cần đâu, anh gọi người ở trên tỉnh về đi. Diệp Phàm khoát tay. Việc này làm sao được? Tần Thúc Bảo không quy án, không có cách nào điều tra sao. Bí thư Trương nói. Không sao, Tần Thúc Bảo sẽ tự mình quy án, yên tâm, chiều mai hắn nhất định chủ động trở về công an huyện Cổ Xuyên để báo cáo. Diệp Phàm vẻ mặt tự tin và thần bí làm cho Trương Phong Tân trong lòng tò mò. Nhưng Lưu Nhất Vĩ lại có chút không tin, mặc dù anh là chủ nhiệm phòng thanh tra trung ương nhưng cũng không thể dọa được Câu Trấn Nam đâu. Người có thể ngồi vào vị trí này của lão ta thì không thể không có sự hậu thuẫn phía sau. Xuất phát từ nhà Diệp Phàm, Trương Phong Tân hỏi. Bí thư Lưu, anh xem, việc này giải quyết như thế nào? Đồng chí trên tỉnh có cần phải điều động trở về hay không? Không rút về có tác dụng sao? Lão Trương, anh và tôi còn chưa nhìn ra sao?
Việc này còn giả bộ trước chủ nhiệm Diệp làm gì nữa, chẳng lẽ có thể giấu được chủ nhiệm Diệp sao? Người ta đã bắt thang cho chúng ta đi xuống, rút về đi, nếu không, sẽ chẳng được việc gì cả mà chỉ tốn tiền. Việc này, ôi! Lưu Nhất Vĩ nói. Trưởng phòng Vi à, anh cũng nói hơi quá rồi. Trương Phong Tân nói, thực ra, hắn và Vi Ngôn Chí trước giờ cũng không hợp nhau. Nói quá, chuyện vốn nó là như thế. Lưu Nhất Vĩ hừ một tiếng. Tuy nhiên, chiếc đĩa đã bị hỏng, chứng cứ đã bị mất, vụ án này giờ thực sự không dễ điều tra. Giám đốc Sở Câu có lẽ cũng hiểu rõ chuyện này rồi. Sáng hôm qua, Giám đốc Sở Công an thành phố Dương Thông Minh cũng đích thân hỏi thăm làm cho tôi cả buổi sáng không được yên, liên tiếp hơn 10 cuộc điện thoại đều nói về việc này. Tên Tần công tử kia đúng là gần trung ương, từ tỉnh, thành phố đến huyện đều có người gọi điện. Hơn nữa, các bộ, ngành tương đối nhiều, sở tài chính tỉnh, phòng thông tin, lung tung hết cả, mặc dù đều không có tác dụng gì nhưng thực sự đã làm cho huyện Cổ Xuyên chúng ta trở thành vườn rau của nhà người ta rồi. Trương Phong Tân nói, thực ra việc này cũng không có gì khó khăn. Lưu Nhất Vĩ liếc nhìn Trương Phong Tân. Còn không khó sao, bên này thì chủ nhiệm Diệp đang theo dõi, bên kia là giám đốc Sở Câu, bảo phòng công an của một huyện nhỏ chúng tôi phải làm thế nào. Hai người này chúng ta đều không thể đùa được, chủ nhiệm Diệp đã không bằng lòng, người ta có thể xuống thanh tra. Giám đốc Sở Câu không vừa ý, người ta có thể trực tiếp xử lý chúng ta, phiền phức. Trương Phong Tân trao mày nói. Ha ha, anh vẫn chưa nhìn ra mấu chốt ở bên trong rồi. Lưu Nhất Vĩ tỏ ra ung dung. Lão Lưu, chúng ta vẫn còn che giấu, tôi vẫn phải gọi anh là Lão Lưu. Trương Phong Tân sau khi sửng sốt hỏi. Không sao, gọi Lão Lưu càng thân mật. Lưu Nhất Vĩ đưa tay vỗ vai Trương Phong Tân rồi nói. Anh suy nghĩ kỹ những lời chủ nhiệm Diệp vừa nói, cân nhắc một chút, liệu có phải có hàm ý trong đó không? Trương Phong Tân nghe xong liền trầm tư nghĩ lại. Không lâu sau, ánh mắt Trương Phong Tân sáng lên, nói. Ngữ hàm huyền cơ hay lắm, việc này chỉ cần Tần đại thiếu gia chủ động đến công an huyện, như thế chẳng phải chứng tỏ chủ nhiệm Diệp ở bên này đã ra tay. Nếu không Tần đại công tử làm sao có thể chủ động quay về. Ha ha, Tần đại thiếu gia nhất định đến, chứng tỏ điều gì, chứng tỏ nhất định là do giám đốc Sở Câu sắp xếp. Ngay cả giám đốc Sở cũng bị khuất phục vậy là chứng tỏ điều gì? Lưu Nhất Vĩ cười bí hiểm. Vậy chúng ta chống mắt chờ đợi, xem thượng phong áp đảo hạ phong hay là ngược lại. Bất luận là trận gió nào lợi hại hơn thì đối với chúng ta đều có lợi. Nếu như chiều mai Tần đại thiếu gia không quay lại thì chứng tỏ Diệp Phàm bó tay rồi, vậy chúng ta chỉ có thể tiếp tục giả bộ. Ôi, chuyện này không phải do chúng ta không làm, mà thực sự là rất khó đấy bí thư Lưu à. Trương Phong Tân nói, tôi cảm thấy việc này có lẽ chủ nhiệm Diệp có 8 phần thắng. Lưu Nhất Vĩ nhìn Trương Phong Tân rồi lại nói, không thể không làm, cho dù ngày mai Tần đại công tử không đến, chúng ta cũng phải tiếp tục điều tra vụ án. Đến lúc bắt được hắn ta thì đó cũng là việc hắn phải nhận. Về lý mà nói thì là như vậy, nhưng chủ nhiệm Diệp sao lại nói chắc chắn như vậy. Tuy nhiên, nói không chừng cũng có biến số, sự vật luôn phát triển một cách biến hóa mà. Trương Phong Tần và Lưu Nhất Vĩ nói chuyện đều tỏ ra nhẹ nhõm và trở về. Trương Phong Tần cũng hiểu rằng bí thư Lưu đang đóng kịch. Thực sự bảo bí thư Lưu đi đâm giám đốc Sở Câu ở gần cổng thành thì y tuyệt đối không có gan. Vừa về đến nhà, Diệp Phàm lập tức gọi điện thoại cho ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Nam Phúc, bí thư ủy ban chính trị pháp luật Lý Dương Hải, nói. Bí thư Lý, tôi là Diệp Phàm, chúc mừng năm mới anh nhé. Xin chào chủ nhiệm Diệp. Chúc mừng năm mới. Lý Dương Hải trong lòng vui vẻ, nói chuyện rất khách khí. Chủ nhiệm Diệp về nhà rồi phải không? Vâng, tôi vừa về đến nhà nhưng lại gặp phải một chuyện. Diệp Phàm trực tiếp đi vào vấn đề. Chuyện gì thế? Lý Dương Hải giật mình, biết lại có chuyện xảy ra. Trong lòng không khỏi lo lắng. Là thế này, ở huyện Cổ Xuyên chúng tôi. Diệp Phàm kể một lượt chuyện của Tần Thúc Bảo. Ồ! Việc này đã do công an huyện Cổ Xuyên tiếp nhận, tôi sẽ đôn đốc họ nhanh chóng xử lý vụ án này. Lý Dương Hải trả lời, tuy nhiên Diệp Phàm có thể cảm nhận được ông ta đang kéo dài. Có lẽ cũng có chút khó khăn, dù sao việc này liên quan đến giám đốc Sở Câu, ông ta dù sao cũng là nhân vật số 2 của Sở Công an tỉnh. Ngay cả Lý Dương Hải cũng không muốn trực tiếp đối đầu với ông ta.
Việc này ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ có phải không nào? Xử lý thế nào? Tần Thúc Bảo đang ở nhà giám đốc Sở Câu. Diệp Phàm nói. Việc này, tôi tìm hiểu một chút rồi hãy nói. Lý Sương Hải bị thúc ép đành phải nói như vậy. Tuy nhiên, kiểu nói này cũng là đang thoái lui, tìm hiểu chỉ là một cách nói, cũng là cách kéo dài hoặc thoái lui trong thói quen của lãnh đạo. Một ngày là tìm hiểu, 10 ngày cũng thế, 1 năm cũng có thể nói vẫn chưa tìm hiểu rõ. Việc này chỉ cần không tìm hiểu rõ ràng thì có thể không xử lý. Nghệ thuật làm quan chính là nghệ thuật mơ hồ, có thể sử dụng mơ hồ của một đời dày công tôi luyện thì có thể hiểu sâu hơn về đạo quan trường. Vậy thì được, việc này phiền bí thư Lý tìm hiểu một chút. Tuy nhiên, Diệp Phàm cố ý kéo dài câu nói. Quả nhiên, Lý Sương Hải không kìm nổi liền hỏi. Còn có nguyên nhân gì nữa sao? Chủ nhiệm Diệp, chúng ta quen nhau từ khi thành lập thị trấn Lâm Tuyền, cũng là bạn cũ rồi có phải không nào? Vậy cậu xem, gần 10 năm rồi, chúng ta cũng ngày càng thân thiết, vì vậy có gì thì đừng giấu nữa, ha ha ha. Lý Sương Hải ra vẻ đang cười nói, thực ra là đang muốn thăm dò. Ha ha, bí thư Lý, có phải anh trách tôi xen vào chuyện của người khác? Diệp Phàm cười nói. Không, 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 cậu có tinh thần chính nghĩa. Tuy nói đối phương chỉ là một nữ tu sĩ, nhưng nữ tu sĩ cũng là công dân nước Cộng Hòa. Họ cũng là phụ nữ, bị ức hiếp, chúng ta càng phải bảo vệ họ. Lý Sương Hải quang minh chính đại nói, tuy nhiên Diệp Phàm trong lòng cũng khinh thường mà thôi. Có anh đứng ra chủ trì chính nghĩa rồi làm sao lại có thể bỏ qua như thế, chứng tỏ là không muốn đắc tội với Câu Trấn Nam. Bí thư Lý nói rất đúng, thực ra Diệp Phàm tôi cũng không vĩ đại như vậy đâu. Vừa nhìn Tần đại thiếu gia là biết được có vài người đứng sau hắn rồi. Nói chuyện kiêu ngạo như thế, làm việc bậy bạ như thế, ngay cả chứng nhận quyền sở hữu đất cũng có thể làm giả được, người này khả năng rất cao. Tuy nhiên, tại vì sao tôi phải theo dõi? Ôi, không theo dõi cũng không được. Diệp Phàm đang tiếp tục dẫn dụ Lý Sương Hải mở lời. Lần này có mục đích, bất kể chuyện gì, chỉ cần có thể mang lại một chút lợi ích thì đương nhiên lãnh đạo đều có thể làm. Một tên không phải nói là chúng 3 đích, chúng 10 đích thì càng tốt. Lãnh đạo thường sẽ đem một việc chia ra để đổi lại nhiều ân tình, đây kỳ thực cũng là nhằm mở rộng mối quan hệ. Bởi vì lãnh đạo bán ân tình về sau đều mong muốn được báo đáp. Chương 2058, chức vụ chính đẻ chức vụ phụ. Vậy chuyện này thực sự có cách để nói rồi, chủ nhiệm Diệp, xin hãy nói thẳng đi. Lý Sương Hải nói. Hai, việc này không dễ nói được. Ngày 29 trên đường tôi về nhà đi qua Thủy Châu gặp Lô Vĩ, nghe anh ta nói Ủy ban Chính trị Pháp luật tỉnh gần đây đã điều đi một phó bí thư. Diệp Phàm bắt đầu nói điều kiện. Ừ, đúng là một đồng chí đã đi. Lý Sương Hải vừa nghe đã hiểu ra, trong lòng thầm chửi tên tham lam này, không ngờ lại để ý vị trí này. Ha ha, đồng chí Lô Vĩ tiếp bước anh, là một bí thư đảng ủy công an tỉnh, giám đốc sở công an. Hoàn toàn đủ tư cách để kiêm thêm chức phó bí thư đảng ủy công an tỉnh nữa, có phải không nào? Diệp Phàm thẳng thắn, rõ ràng nói, dù sao cũng không ít lần tranh cãi với Lý Sương Hải. Ừm, có thể xem xét. Tuy nhiên, việc này quyền quyết định thuộc về tỉnh ủy, tôi tuy là bí thư đảng ủy công an nhưng cũng không có quyền can thiệp vào việc này phải không nào? Lý Sương Hải lại muốn thoái lui. Bởi vì quá nhiều đồng chí ngắm vào vị trí này. Lý Sương Hải gần đây có chút đau đầu, mà cô của Lô Vĩ Lô Minh Châu lại là trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, cũng sớm chào hỏi qua rồi, chỉ là việc này Lý Sương Hải có cách nghĩ riêng. Mối quan hệ giữa các lãnh đạo trong đảng ủy công an cũng rất phức tạp. Bây giờ thừa lúc có người nghỉ hưu đang chống vị trí, nếu có thể sắp xếp một người của mình vào thì khi biểu quyết nhất trí trong cuộc họp lại thêm được một vị. Thêm một vị tốt hơn so với ít hơn một vị, bản thân cũng hao tâm một chút không phải sao. Ha ha, đúng vậy, anh nói cũng là thực tế. Vậy thì tôi không nhắc đến nữa, dù sao cũng là việc không liên quan đến mình, tôi xin gác máy trước. Diệp Phàm cười gượng một tiếng và muốn gác điện thoại, trong lòng nghĩ ông không mở lời thì tôi cũng sẽ chơi trò bí mật với ông. Diệp Phàm cố ý dừng lại một chút, phát hiện Lý Sương Hải không hé răng, hắn đành phải gác điện thoại, trong lòng hiểu rõ, có lẽ Lý Sương Hải đã đi hỏi thăm vụ án liên quan đến Tần Thúc Bảo rồi. Việc kiểu này, việc đầu tiên cần làm là phải tiến hành tìm hiểu kỹ rồi mới đưa ra quyết định của mình, nếu không quyết định hồ đồ thì sẽ đắc tội với đại thần cũng chẳng biết được.
Con đường làm quan rất gập ghềnh, chỉ một bước hơi sơ ý thì có thể cả đời sụp đổ bởi một câu nói hoặc một việc nào đó, thậm chí một ánh mắt cũng có thể làm cho bạn mất đi một cơ hội tốt. Đặc biệt là loại người có địa vị cao như Lý Sương Hải. Vui buồn không thể hiện quá mức đó mới là cảnh giới cao nhất, hơn nữa lúc cần thì biểu hiện mới biểu hiện, không cần biểu hiện thì tuyệt đối không biểu hiện ra. Thực tế làm quan cũng có chút giống với một vai diễn của vở kịch cuộc đời. Ở nơi cao không tránh được rét, khắp nơi đều như đi trên lớp băng mỏng. Quả nhiên, 7 giờ tối Lý Sương Hải ngồi không yên. Lại gọi điện thoại trực tiếp nói chuyện. Chủ nhiệm Diệp, lời nói lúc trước của cậu vẫn chưa nói rõ là thế nào. Nói gì, vừa rồi vì bận nên tôi quên mất rồi. Cũng không biết là nói đến đâu nữa. Diệp Phàm cố ý giả bộ ngu ngơ. Vừa rồi tôi đã hỏi thăm qua rồi, quả thực Lô Vĩ phù hợp điều kiện, đảng ủy công an sẽ xem xét để đề cử. Đương nhiên, việc can thiệp tên họ Lý không có khả năng làm được. Đây là chuyện của tỉnh ủy. Lý Sương Hải giải thích, trong lòng đang chửi mẹ nó. Chuyện này chỉ cần các anh đồng ý đề cử, đến khi ra thường vụ đảng ủy tỉnh thảo luận bí thư Lý ủng hộ một chút trưởng ban Lô sẽ được thôi. Diệp Phàm nói đến đây dừng lại một chút mới nói tiếp. Phải nhờ anh nhắc tôi một chút, lúc trước tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Đương nhiên Diệp Phàm muốn giả bộ hồ đồ để thăm dò mà thôi. Việc này nếu nói là quên thì sẽ thực sự quên, nếu một chốc đã nói hết ra thì chẳng phải chứng tỏ anh đang qua mặt Lý Sương Hải. Cho dù Lý Sương Hải biết được đang bị qua mặt, cũng phải giả bộ cho thật giống. Nói đến việc làm sao anh phải bắt chó đi cày quản việc đạo cô kia. Lý Sương Hải cũng thật tuyệt, cũng giải phóng khí không tốt ở trong lòng. Rõ ràng cũng nhân cơ hội xoáy Diệp Phàm một phen. Nói Diệp Phàm bắt chó đi cày để ví von một chút một người nào đó là thứ gì nào. Hơn nữa nói không chê vào đâu được. Bởi vì, đây là Diệp Phàm tự mình nói chứ không phải là Lý Sương Hải đang chửi hắn, cho nên Diệp Phàm đang mắng chửi trong lòng lão Lý đầu xảo quyệt, hắn không để bật ra âm thanh khỏi miệng, nói. Đúng đúng, đến đó rồi. Bất chợt dừng lại, Diệp Phàm nói. Muốn nói vì sao tôi phải để ý đến chuyện này, bởi vì là tôi nghe được một bí mật. Anh cứ nói. Lý Sương Hải ra vẻ bình tĩnh, thực ra sớm đã không còn bình tĩnh nữa rồi. Thực sự muốn lao lên tát cho tên tiểu Diệp Tử một cái bắt hắn nhanh nói ra. Đạo cô tu hành tóc dài kia thực ra không phải là thực sự đã xuất ra, chỉ là tính cách bà ấy điềm tĩnh và thích sự yên tĩnh mà thôi. Nước ta chẳng phải là có rất nhiều người thích ăn chay đó sao? Họ tuyệt đối không phải là đạo cô tu hành, mà là một tháng chỉ ăn chay vài bữa, cũng là tốt cho điều chỉnh cơ thể. Người phụ nữ đó là Tô Lưu Phương, có lẽ anh cũng biết bà ấy. Bản thân bà cũng không có gì nhưng nhà chồng bà ấy thì cũng có chút địa vị đấy. Tôi có chút lo lắng chuyện này. Diệp Phàm lại dừng lại một chút. Địa vị. Lý Sương Hải chút nữa phát cuồng, tuy nhiên khẩu khí vẫn tỏ ra bình tĩnh hỏi. Có điều Lý Sương Hải chợt cũng hiểu ra. Ba chữ có địa vị có thể được nói ra từ miệng Diệp Phàm thì đối phương tuyệt đối cũng không đơn giản. Nhất thời trong lòng Lý Sương Hải cuộn lên một cảm giác lạnh gáy. Làm quan, sợ nhất là trong lúc vô ý đắc tội với một vị tai to mặt lớn nào đó thì sẽ mang đến cho mình rắc rối không đáng có. Vì thế con đường làm quan cần phải rất thận trọng. Suy nghĩ kỹ mới làm là phương châm sát nhất. Vì sao những người mồm nhanh hơn miệng, tính tình nóng nảy đều khó được trọng dụng. Chính là bởi vì anh ta không học được cách phải suy nghĩ. Khi làm việc gì mà không chịu suy nghĩ một chút xem có thể làm hay không, làm như thế nào. Kết quả sẽ chính tại cái miệng, hoặc hành vi lỗ mãng đắc tội với lãnh đạo. Sau này muốn được đề bạt, trong lòng lãnh đạo người ta xem như cái u, nhọt lâu ngày rồi làm sao người ta có thể trọng dụng. Tự nhiên những người này là vô duyên với việc đề bạt. Trừ khi có gia đình có thật nhiều tiền để đi lên thì không nói làm gì. Tuy nhiên, đối với đa số các đồng chí mà nói, không chỉ dựa vào bản thân mà còn phải chú ý lời nói và việc làm. Vâng, nhà chồng bà ấy họ Phí. Diệp Phàm cuối cùng cũng nói ra đáp án. Họ Phí. Quả nhiên Lý Sương Hải giọng nói cao lên 8 phần, Diệp Phàm không thể biết được như thế, đồng chí Lý toàn thân dựng lên khỏi ghế bắt đầu đi lại trong phòng. Bởi vì, chữ Phí này đã quá làm cho lão Lý nghi kỵ. Nhân vật số 1 của tỉnh Nam Phúc chính là Phí Mãn Thiên. Đó chẳng phải là họ Phí sao? Một chữ Phí toát ra từ miệng Diệp Phàm, tất nhiên không thể không làm cho người ta phải suy nghĩ. Chủ nhiệm Diệp, đừng úp mở nữa, lão Lý tôi sắp bị cậu làm cho chết mất.
cậu nhanh nói ra đó là ai đi, nếu không thực sự làm lão Lý tôi chết đấy. Lý Sương Hải cuối cùng không nhịn được nữa, trực tiếp hỏi. Việc này cũng là vì y và Diệp Phàm đã nhiều lần quan lại với nhau. Hơn nữa lúc quen nhau cũng đã gần 10 năm rồi, cho nên mới trực tiếp hỏi trắng ra như vậy. Nghe nói chồng bà ấy xếp thứ ba trong gia đình họ Phí và anh ta là anh em ruột với một vị lãnh đạo. Đồng chí lãnh đạo của tỉnh chúng ta cũng phải gọi ông ấy là anh. Diệp Phàm dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ôi, nếu như chuyện này truyền ra ngoài thì phiền phức rồi. Vì thế tôi luôn bị đè nén. Tuy nhiên việc này phải nhanh chóng xử lý cho xong. Chỉ là Tần Thúc Bảo ở trong nhà giám đốc Sở Câu nên cũng khó xử lý. Hơn nữa, mùng năm tôi đã phải đi rồi. Việc quá nhiều, chuyện này sau khi tôi đi thì không lo nữa. Có một số việc, lo lắng quá nhiều cũng là tự gây phiền phức phải không nào? Tuy nhiên, để tôi giải quyết, Bí Thư Lý, quan hệ của chúng ta là gì chứ phải không nào? Không thể đứng nhìn được phải không nào? Đây là Diệp Phàm đang nói cho Lý Sương Hải, muốn giải quyết thì ngày mai mùng 4 là ngày để giải quyết. Qua ngày này thì tôi không quản nữa, ý là muốn có thể đưa chuyện này ra. Hơn nữa hắn nói đến ân tình Lý Sương Hải tự nhiên cũng hiểu rõ được ý này. Nhất định phải nghiêm túc xử lý, thật chẳng ra gì. Không ngờ đến một Nico, à không, đến phụ nữ mà cũng ức hiếp, còn dám câu kết với một số tên khốn của phòng công an để làm bậy. Việc này nhất định phải điều tra đến cùng, mang lại sự công bằng cho người bị hại. Lý Sương Hải vẻ mặt nghiêm túc nói, cúp điện thoại xong nét mặt có chút biến sắc tối sầm lại. Tuy nhiên, không lâu sau đám mây đen đã tan trên khuôn mặt lão Lý. Hơn nữa còn cười mỉm lãnh nhạt. Lão Lý ngồi trên ghế xoay mấy vòng cân nhắc một hồi rồi nhấc điện thoại lên, tuy nhiên lại đặt xuống. Cứ như vậy mấy lần rồi lại cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cho đồng phó giám đốc Sở Thường vụ tỉnh ủy Câu Trấn Nam. Lão Lý nói, Trấn Nam, anh vẫn chưa nghỉ sao? Vẫn chưa, chúng ta số đều vất vả, nào có số tốt để đến giờ là được nghỉ ngơi đâu. Bí Thư Lý chẳng phải anh cũng như vậy sao? Câu Trấn Nam khẩu khí rất nhẹ nhàng. Ha ha, đúng, một tỉnh to như vậy, công việc trên mọi phương diện đều quá nhiều. Việc phiền phức cũng không ít. Lý Sương Hải nói xong thì im lặng một lúc mới nói tiếp. Trấn Nam, Cổ Xuyên đúng là một nơi tốt, anh đã đến đó chưa? Câu Trấn Nam vừa nghe đã cảm nhận được, trong lời nói của lão Lý có ý gì đó, lẽ nào huyện Cổ Xuyên xảy ra chuyện gì lớn? Tuy nhiên, Câu Trấn Nam là một tay lõi đời, khẩu khí bình tĩnh, thuận miệng nói. Tôi vẫn chưa đến qua, nghe nói thời nhà Minh vua Nam Phúc của chúng ta đã từng có con riêng ở huyện Cổ Xuyên. Vì thế ông ta đã cho xây ở đây một tiểu hành cung cho người đàn bà đó. Tuy nhiên nghe đâu thời nhà Thanh đã phá hủy mất, nếu không tôi thực sự cũng muốn đi xem. Ha ha, có cơ hội đi một chuyến cũng tốt, hành cung tuy nói không còn nữa, nhưng cổ miếu Tiểu Sơn, ví dụ sườn núi đầu sói cũng khá là thú vị. Lý Sương Hải loanh quanh mãi thì dẫn đến miếu hoang của Tô Lưu Phương ở, bởi vì miếu hoang được xây trên sườn núi đầu sói. Tin rằng Câu Trấn Nam nghe xong thì sẽ hiểu. Lúc này sườn núi đầu sói có lẽ là từ khá mẫn cảm, nhưng là việc làm cho lão Lý buồn bực, việc này có lẽ Câu Trấn Nam cũng không hiểu được, chỉ nghe Câu Trấn Nam nói. Sườn núi đầu sói, tôi vẫn chưa nghe nói bao giờ. Bí Thư Lý, ở đó không phải là nơi vua Nam Phúc xây dựng hành cung Cổ Xuyên đấy chứ? Không, không phải, anh suy nghĩ nhiều rồi. Lý Sương Hải vừa nghe bắt đầu cân nhắc, Câu Trấn Nam rốt cuộc đang giả ngốc hay là sao, nhưng cũng không giống. Vì thế Lý Sương Hải quyết định để lộ ra một chút, thế là nói. Nghe nói ở đó có một cái miếu cũ, đã có lịch sử 200-300 năm rồi. Miếu cũ, 200-300 năm lịch sử rồi, đúng là một đồ cổ rồi. Câu Trấn Nam giọng điệu bình thản nói, tuy nhiên lão Câu không ngừng ngờ vực. Lão Lý này tối đến gọi điện nói những chuyện như thế này để làm gì? Chỉ là lão Câu tin rằng, lão Lý tuyệt đối không thể bắn tên mà không có mục đích. Chờ xem anh ta để lộ nội tình. Chương 2059, anh không vào, tôi sẽ vào. Làm gì được coi là đồ cổ, chỉ có thể nói là một cái miếu hoang. Ngay một vị hòa thượng cũng không có, chỉ có một ni cô tu hành. Ôi, thật là đáng thương, một mình ở trong cái miếu hoang đó, thiếu chút nữa còn bị tùy đường hảo hán thần quyền Thái Bảo dùng thần quyền đánh sập rồi. Lý Sương Hải thực không phải bình thường. Không nói thẳng vào người thân của lão Câu Tần Thúc Bảo.
mà lòng vòng đưa ra một cái biệt hiệu. Thần quyền thái bảo. Câu Trấn Nam nhắc lại một câu, đột nhiên thân mình chấn động, nói thần quyền thái bảo chẳng phải ý nói là Tần Thúc Bảo hay sao? Người thân của tôi có biệt hiệu như thế, lẽ nào lão Lý ám chỉ người thân của tôi đã làm điều gì rồi, mẹ kiếp, thằng nhóc này liệu có phải lại gây ra phiền toái rồi? Bởi vì lão Câu đã từng giải quyết cho Tần Đại Thiếu nhiều lần rồi. Là người thân cũng là việc không làm khác được, bởi vì quá thân thiết rồi. Đúng, đúng, ha ha, thần quyền thái bảo, thần quyền vô địch. Lý Sương Hải vẫn cười ha hả, làm Câu Trấn Nam nghe đặc biệt chói tai. Câu Trấn Nam muốn lập tức dừng cuộc nói chuyện để đi hỏi về chuyện này, tuy nhiên, bí thư Lý chưa gác máy, thì mình cũng không nên gác máy trước. Hơn nữa, Câu Trấn Nam cảm thấy người thân của mình nhất định có chuyện, vì thế cũng muốn Lý Sương Hải lật ngửa lá bài ra. Tùy Đường xếp hạng rất cao đúng không, đương nhiên cũng rất lợi hại. Câu Trấn Nam cũng đang giả ngốc. Tuy nhiên, xã hội hiện đại, nắm đấm có to cũng không thắng nổi súng đạn có phải không nào? Hơn nữa có lúc thần quyền cũng sẽ đập vỡ tấm sắt. Lão Câu không muốn nói chuyện tào lao nữa, tôi nhận điện thoại đã nhé. Anh cũng phải nghỉ ngơi rồi có phải không? Lý Sương Hải gác máy, để cho Câu Trấn Nam có thời gian hỏi thăm tình hình. Câu Trấn Nam bước nhanh lên trên lầu, nhìn thấy vợ Tần Phương đang nhìn điện thoại, không kìm được hỏi. Thúc Bảo đâu? Tần Thúc Bảo thực ra là con trai của anh vợ Câu Trấn Nam. Nó đang tắm. Tần Phương trả lời. Lập tức gọi nó ra đây. Câu Trấn Nam mặt trầm lại, chút nữa thì hét lên. Anh hét cái gì chứ, nó đang tắm, chờ chút nó sẽ ra. Tần Phương liếc chồng một cái, hừ một tiếng tỏ vẻ không bằng lòng. Lập tức ra đây, thằng danh này, chỉ mang đến phiền phức cho tôi thôi. Câu Trấn Nam cáu lên, thuận tay đập mấy cái lên bàn trà. Tần Phương nhìn thấy, biết là có việc, cũng không dám cãi lại nữa. Vội vàng lên lầu gọi cháu ngoại Tần Đại Thiếu xuống. Chú, có chuyện gì thế ạ? Hì hì. Tần Đại Thiếu ra quấn chiếc khăn tắm trên người đi ra. Chuyện gì, thằng nhóc này, mày làm chuyện gì còn phải để tao hỏi sao? Câu Trấn Nam mặt hầm hầm nói. Cháu có làm gì đâu ạ? Thực ra Tần Thúc Bảo cũng hơi chút chột dạ. Mày còn dám cãi à, gần đây có phải đã đi Cổ Xuyên không? Câu Trấn Nam lại đập một cái lên bàn. Làm mấy chiếc chén trà rung lắc. Trấn Nam, anh biết rõ rồi sao? Chỉ là một chuyện nhỏ hà tất phải xung với Thúc Bảo như thế, anh đừng làm nó sợ. Tần Phương nói. Nói nhanh. Câu Trấn Nam hung hăng nói. Chú. Tần Thúc Bảo đúng là rất sợ chú mình, dù sao lão Câu cũng đã một đời làm công an rồi, nét mặt này đã dọa được không ít kẻ xấu. Vì thế Tần Đại Thiếu gia tuy bên ngoài uy phong nhưng trước mặt lão Câu thì trở nên ngoan ngoãn giống như chuột gặp phải mèo, tự nhiên y trở nên lắp bắp, nói nửa ngày cũng chưa hết được một câu rõ ràng. Thôi được, em nói cho anh biết. Tần Phương kể lại một lượt rõ ràng, không hề giấu giếm điều gì. Cuối cùng còn thêm vào một câu. Cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, cũng không phải thật sự là đánh Nico kia. Hơn nữa, Thúc Bảo chúng nó cũng đã bị Nico xấu kia đánh rồi. Tôi còn chưa tìm chúng tính sổ, lẽ nào bọn họ lại dám gây sự? Lão Câu, lão Tần gia chúng ta cũng không phải nhu nhược để ai thích gây khó dễ cũng được phải không nào? Việc này là bà giải quyết. Câu Trấn Nam nổi xung lên nhìn vợ. Chẳng phải đã nói với anh rồi sao, chỉ là chuyện nhỏ, anh làm ầm lên gì chứ? Tần Phương có thể cũng tức giận một chút, cũng lớn tiếng nói lại. Bởi vì Tần gia không thiếu tiền. Câu Trấn Nam có thể ngồi vào vị trí ngày hôm nay cũng là nhờ Tần gia đã chi một khoản lớn. Chuyện nhỏ cái con khỉ. Câu Trấn Nam hừ một tiếng, ngồi phịch xuống sofa, trầm lặng một hồi và thở dài nói. Bây giờ chuyện này không nhỏ nữa rồi, đã kinh động đến Lý Sương Hải. Cô nói xem bảo tôi phải giải quyết thế nào. Bí thư Lý. Quả nhiên nét mặt Tần Phương có chút biến sắc, há mồm thè lưỡi nói. Bí thư Lý cũng thật là. Việc nhỏ như vậy cũng để ý. Cô hiểu cái gì? Câu Trấn Nam mắng một câu, đi lên lầu vào phòng làm sách, suy nghĩ một hồi, tình trạng cũng chẳng khác Lý Sương Hải là mấy, cầm điện thoại lên lại đặt xuống mấy lần cuối cùng cũng bấm số gọi. Bí thư Lý, tôi đã mắng cho Thúc Bảo một trận rồi, thằng nhóc này thật chẳng ra gì. Làm sao có thể làm chuyện như thế? Không phải là một nghĩa trang, người nhà Tần gia họ rất tín phụng cái này, rất coi trọng vùng đất này. Anh yên tâm tôi sẽ xử lý tốt.
Vâng, có thể xử lý thì tốt rồi. Tuy nhiên, việc này tôi cũng không tiện nói. Lý Sương Hải lại dùng phương pháp lạt mềm buộc chặt. Việc này, bí thư Lý, anh nói đi, mức độ chuyện này lớn thế nào? Câu Trấn Nam trong lòng hơi chút lo lắng, trong lòng nghĩ chuyện lớn cái rắm gì chứ tiểu Lý Tử, lẽ nào còn muốn đem chuyện này ra để chỉnh Câu Trấn Nam tôi? Việc này à, thực ra cũng không lớn lắm, nhưng mấu chốt là muốn nhằm vào ai? Trấn Nam không phải Lý Sương Hải tôi cứng nhắc đâu, chỉ là chuyện này tôi cũng khó giải quyết. Lý Sương Hải tiếp tục thủ thuật nhắm mắt làm xiếc. Tự nhiên là muốn để cho lão Câu đáp lại cái gì đó, có thể làm cho việc này từ xấu trở thành tốt, là một trò mà cao thủ trốn quan trường rất thích chơi. Việc này vốn dĩ sẽ ảnh hưởng đến Lý Sương Hải, tuy nhiên, có thể lợi dụng việc này làm cho Câu Trấn Hải nợ mình một món nợ ân tình lớn, đó chính là việc xấu biến thành việc tốt rồi. Khó giải quyết. Câu Trấn Nam giật mình, nhắc lại câu này và hỏi. Việc này không biết bí thư Lý nói như thế nào. Ha ha, thôi vậy, một việc nhỏ thôi mà, chúng ta không nhắc đến nữa. Lão Câu, nếu đã tán gẫu thì hay là chúng ta hãy nói chuyện về vấn đề của Sở Công an thành phố Thương Hải đi. Vấn đề này lần trước chưa nói xong, chúng ta tiếp tục nói đi, thời gian không chờ con người, chúng ta là lãnh đạo đều hiểu rất rõ, thật sự là khó đấy. Bởi vì, Cục Công an thành phố Thương Hải đang thiếu một phó cục trưởng. Lý Sương Hải đương nhiên muốn tiến cử người thân tín của mình vào đó, còn Câu Trấn Nam cũng đang kỳ vọng vào thành phố Thương Hải. Bởi lẽ thành phố Thương Hải là thành phố trực thuộc tỉnh, lại là đặc khu, ai cũng muốn nắm trong tay Cục Công an thành phố Thương Hải. Đúng là tên khốn tiểu Lý Tử, giờ phút quan trọng lại nói chuyện người ta, đây rõ ràng là muốn bắt chẹt lão Câu này. Câu Trấn Nam chút nữa thì điên lên, tuy nhiên không nói không được, đành phải nói chuyện phiếm với Lý Sương Hải. Rồi tự nhiên cũng phải lui bước thôi. Cuối cùng cũng hỏi. Bí thư Lý, việc này tôi nhất định nghiêm túc xử lý. Nghiêm túc hay không đó không phải là việc của chúng ta nữa rồi, việc này nói ra cũng chỉ là việc nhỏ thôi. Tuy nhiên, lão Câu à, không phải là Lý Sương Hải tôi muốn như thế, chỉ là việc của Nico kia không ngờ lại liên quan đến chủ nhiệm Diệp ở văn phòng Trung ương. Hôm đó Thúc bảo đúng lúc đụng phải chủ nhiệm Diệp. Chủ nhiệm Diệp vẫn truy cứu việc này, anh xem, tôi cũng không dễ xử lý. Vì thế vẫn phải tỏ ra nghiêm túc một chút mới được. Nếu không, Lý Sương Hải bỏ lửng câu nói ở đó. Chủ nhiệm Diệp, chính là chủ nhiệm Diệp ở Cổ Xuyên đó sao? Quả nhiên Câu Trấn Nam giật mình hỏi. Không phải anh ta thì còn là ai? Việc này chủ nhiệm Diệp theo dõi rất sát, anh cũng hiểu rõ năng lực của anh ta rồi đấy. Hai người chúng ta đừng nói chuyện gia đình nữa. Chủ nhiệm Diệp nói phải xử lý xong trước tối mùng 4, anh xem thế nào? Lý Sương Hải cố ý hỏi. Nhất định phải xử lý. Câu Trấn Nam mặt khó chịu, gác máy điện thoại xong suýt chút nữa đập vỡ điện thoại rồi. Lão đi thẳng xuống phòng khách, chỉ Tần Thúc bảo mắng. Mày cút ngay cho tao, gây ra việc như vậy còn dám vác mặt về đây. Tao nói, thảo nào mà mấy hôm nay mày lại ngoan ngoãn ở nhà như vậy, bình thường đâu có nhìn thấy bóng mày. Lão Câu, việc này rốt cuộc thế nào rồi, có phải là bí thư Lý cố tình muốn xử lý? Tần Phương có chút không bằng lòng. Cô hiểu cái gì, việc này, hôm đó đúng lúc Thúc bảo đánh người có phải có một thanh niên đứng bên cạnh nhìn thấy không? Câu Trấn Nam hung hăng hỏi. Việc này, Tần Phương vẫn còn muốn giả bộ ngớ ngẩn. Lúc này rồi cô còn không nói sự thật, lẽ nào thực sự muốn Câu Trấn Nam tôi tống Thúc bảo vào tù? Cô đúng là... Chính vì cô quá chiều nó làm nó hư hỏng, cô biết gì không? Người thanh niên đó là người nổi tiếng ở tỉnh Nam Phúc chúng ta, đó là Diệp Phàm người huyện Cổ Xuyên. Câu Trấn Nam tức đến mức môi run lên bần bật. Diệp Phàm, chưa nghe nói đến, thế thì làm sao? Tần Phương lắc lắc đầu vẻ mặt mê muội hỏi. Cô, Câu Trấn Nam tức khí chỉ tay vào bà vợ mắt trợn trừng lên nói. Thôi đi, cô quả thực cũng không hiểu rõ anh ta. Bây giờ người ta đã được điều đến làm chủ nhiệm phòng thanh tra văn phòng Trung ương rồi, chính là phó chủ nhiệm văn phòng chủ tịch Đường. Cô nói xem, Câu Trấn Nam tôi có mấy cái đầu để có thể đấu với anh ta. Nếu như việc này không xử lý, người ta là chủ nhiệm phòng thanh tra, xuống thanh tra. Câu Trấn Nam tôi còn giữ nổi chiếc mũ này không? Cô xem, lão Lý không phải đứng ra nữa là vì sao? Cô còn không hiểu sao? Cái này... Tôi không biết được chủ nhiệm Diệp kia lợi hại như vậy. Lúc đó nghe vi trưởng phòng công an huyện Cổ Xuyên gọi chủ nhiệm.
ai biết được anh ta là chủ nhiệm của văn phòng trung ương. Việc này, Trấn Nam, vậy phải làm sao đây? Tần Phương có chút lo sợ. Việc này liên quan đến chiếc mũ cánh chuồn trên đầu của chồng mình, nhưng lại sơ suất quá. Vì cái mũ này thân thích thế nào cũng phải bỏ qua một bên đã, không còn chiếc mũ nữa, họ hàng cũng có tác dụng gì. Thúc bảo, cháu lập tức quay trở lại huyện Cổ Xuyên. Đúng rồi, gọi tất cả những người cùng đánh người cùng đến công an huyện Cổ Xuyên đầu thú. Thái độ nhất định phải thành khẩn, phải thực sự nhìn lại mình, nếu cần cũng phải khóc ở đó, đối phương cần tiền thì đưa tiền, cần làm lễ để xin lỗi cũng phải làm. Tuy nhiên, cháu yên tâm, cháu sẽ không làm sao cả đâu. Ta sẽ chú ý. Câu Trấn Nam nói, vỗ vỗ vai cháu nói. Đi đi, ở đó vài ngày cũng không sao đâu, ta sẽ gọi điện bảo họ quan tâm đến cháu. Chú, thực sự phải đi sao, nhưng còn ngồi tù, cô nhanh nói đi, nghe nói trong tù rất loạn, cháu không đi. Tần đại thiếu gia sợ đến biến sắc mặt, đến giọng nói cũng run lên, dáng vẻ lúc này của tên tiểu tử này như con chó nghe thấy ngồi tù là sợ run lên. Trấn Nam, không còn cách nào khác sao, hay là chúng ta đi cầu xin chủ nhiệm Diệp? Tần Phương vẻ mặt đáng thương nói. Không phải nói nữa, việc này người ta không buông lời. Nếu thúc bảo vẫn không đi, như vậy chuyện càng lớn hơn. Đến khi chủ nhiệm Diệp xuống thanh tra, cô bảo tôi phải nói thế nào? Hơn nữa, thúc bảo trốn ở nhà mình, nếu như chủ nhiệm Diệp nói ra, hai người chúng ta không thoát khỏi liên đới, đấy gọi là gì? Là bao che tội phạm. Chồng của cô cũng phải vào tù đấy. Câu Trấn Nam đương nhiên nói nghiêm trọng hơn một chút. Chương 2060, Diệp Tử Kỳ là nhặt được. Nhìn em gái Diệp Tử Y hình như có việc gì đó, cô luôn dùng đũa đâm vào bát bánh trôi Diệp Phàm không khỏi buồn cười nói. Ha ha, Diệp đại tiểu thư nhà chúng ta có phải là đang tương tư không? Hay là anh giới thiệu cho em một người nhé? Có lẽ cũng không sai. Diệp Cường ngồi bên cạnh cười khà. Khà hai tiếng, liếc nhìn Diệp Tử Y. Mẹ thấy Tử Y cũng lớn rồi, năm nay đã 25 tuổi, thêm tuổi nữa là đại cô nương rồi, giờ nói đến việc giới thiệu một người phù hợp cũng không sai đâu. Mẹ Lâm Tú Chi liếc nhìn con gái và nói. Việc này không cần mọi người lo lắng, bạn học của con cũng sắp kết hôn cả rồi. Diệp Tử Y ý tứ liếc nhìn Diệp Phàm và Kiều Viên Viên, nói. Bạn học của con. Có phải là cô gái họ Ngọc chiều nay mới đến không? Cô bé này cũng khá lắm, mang đến rất nhiều đặc sản. Người cũng rất tốt, lại xinh đẹp. Lâm Tú Chi nói. Vâng, cô ấy nói cô ấy sắp kết hôn rồi. Sau này có chồng rồi không có nhiều thời gian như bây giờ để thoải mái đến thăm con nữa. Diệp Tử Y tỏ vẻ ưu tư. Trước kia Diệp Tử Y rất muốn Ngọc Kiều Long làm chị dâu của mình. Không ngờ mong muốn này không thành vì Kiều Viên Viên. Vì thế lâu nay trong lòng Diệp Tử Y lúc nào cũng cảm thấy khó chịu. Ha ha, cũng đúng thôi. Trai lớn gả vợ, gái lớn gả chồng mà. Diệp Phàm ngoài mặt tỏ ra bình thản nói nhưng thực ra trong lòng hắn lại chua xót. Một số người, nói một đằng làm một nẻo phải không nào? Nét mặt Kiều Viên Viên nhợt nhạt cười nói, cô ta luôn để ý quan sát biểu hiện của Diệp Phàm. Tuy nhiên, hắn bây giờ cũng là tay lõi đời rồi. Gần 10 năm lăn lộn trốn quan trường cũng làm cho da mặt của hắn được rèn luyện không ít. Kiều Viên Viên đương nhiên không thể nhìn ra được gì. Trong lòng Kiều Viên Viên đương nhiên vui mừng, Ngọc Kiều Long chưa kết hôn đối với mình mà nói luôn là áp lực. Kết hôn rồi thì gánh nặng trong lòng này có thể vứt bỏ. Mới 10 giờ sáng ngày mùng 4 Lưu Nhất Vĩ nói là Tần Thúc Bảo đã tự về quy án, cùng với đồng bọn của hắn là Trình Tiểu Đông đều đã đến tự thú tại phòng công an huyện Cổ Xuyên. Thái độ nhận tội cũng rất thành khẩn. Ha ha ha, xem ra sự giác ngộ của chúng đã được nâng cao rồi. Diệp Phàm cười nói. Em dâu, một vài người này là ám chỉ ai đây? Chuyện của Diệp Phàm và Ngọc Kiều Long cả nhà đều biết rõ, vì thế Diệp Cường dễ dàng nắm được điểm yếu này, cố ý liếc nhìn em trai Diệp Phàm, lời nói châm chọc. Nghe anh ta vừa nói thế mọi người đều quay lại nhìn. Nhìn con làm gì, mặt con bị làm sao à? Viên Viên, ăn bánh trôi đi, bánh trôi này rất ngọt. Đây là gạo nếp cao lương do chính bố mẹ tự tay đi xay về làm đấy. Rất dân dã, ngon, ăn nhiều một chút đi. Diệp Phàm vội vàng chuyển đề tài. Hắn liếc nhìn em gái Diệp Tử Y và nói. Đúng đấy, mẹ vừa nói rất có lý. Em đã 25 tuổi rồi, cũng nên tìm một người đi,
nếu em đã có người vừa ý rồi thì đem về đây cho mọi người xem. Nếu không bảo chị dâu của em Viên Viên giới thiệu cho một người nhà giàu ở thành phố. Em không cần, người Bắc Kinh rất giỏi, chúng ta là người nông thôn chẳng phải cũng sống tốt mà. Anh xem, chị dâu đồng ý lấy người nông thôn chúng ta. Chứng tỏ người Bắc Kinh cũng hướng về cuộc sống của người nông thôn. Diệp Tử Y cố ý kích Kiều Viên Viên. Kiều Viên Viên cũng biết là không xứng, cười nói. Em nói đúng, người Bắc Kinh cũng có là gì đâu. So với Cổ Xuyên, không khí ô nhiễm hơn nhiều, lúc tắc đường đi làm càng phiền toái. Những tòa nhà xi măng, cốt thép nhiều hơn chút thôi. Nếu nói về không khí, về sự thoải mái trong cư trú chị vẫn thích Cổ Xuyên. Người Bắc Kinh cũng chẳng có gì mà khoe khoang, chỉ là vì ở đó có thủ đô do các thế hệ trước quyết định. Không phải thế. Lúc này Diệp Tử Kỳ đột nhiên lên tiếng. Cái gì mà phải với không phải, bánh trôi ăn nhiều như thế, em nghĩ anh thần kinh rồi có phải không? Bạn gái của Diệp Tử Kỳ Tống Thiến Thiến tức giận nhéo tay ông xã, nói nhỏ. Không phải, Thiến Thiến, lúc trước mẹ nói Tử Kỳ mới 24 tuổi đúng không? Diệp Tử Kỳ dường như tính toán chuyện tuổi tác. Ừ, theo chứng minh thư của Tử Y đáng nhẽ là 24 tuổi. Còn anh 27 tuổi, giữa đó là Diệp Tử Kỳ 25 tuổi. Vừa nãy mẹ vừa nói Tử Y đã 25 tuổi rồi nhất định là quên rồi, nhất thời nói sai phải không? Mẹ nói đi có phải không? Ha ha! Diệp Phàm cười nói. Tuy nhiên, mọi người đều phát hiện ra biểu hiện của bố mẹ họ Diệp Thần Tây và Lâm Tú Chi hơi lạ. Lâm Tú Chi gật đầu nói. Nhìn mẹ này, tuổi cao rồi, không ngờ ngay cả tuổi của con mình cũng quên. Không sai, Tử Y 24 tuổi, thực ra còn chưa đến 24. Chỉ là chứng minh thư làm lớn hơn một chút. Tử Kỳ 25 tuổi, Diệp Phàm 27 tuổi, Diệp Cường sắp 30 tuổi rồi. Không đúng, mẹ chưa nói sự thật. Lúc này Diệp Tử Kỳ nhìn chằm chằm vào Lâm Tú Chi. Tử Kỳ, em đừng cuống lên được không? Mẹ không nói thật, vậy em không thể 27 tuổi được phải không? Nếu thế Diệp Phàm làm sao sinh ra? Tử Y cũng không thể hơn 25 tuổi, như thế làm sao em sinh ra? Đừng nói bậy nữa, ăn bánh trôi đi. Diệp Cường mặt nghiêm túc tỏ vẻ là anh cả nói. Mẹ, lẽ nào con là được nhặt về? Câu nói của Diệp Tử Kỳ đột nhiên thốt ra, lập tức làm cho cả nhà Diệp gia trong lòng bỗng rung động. Con, thằng bé này, tại sao lại nói thế, con làm sao có thể được nhặt về? Đừng có suy nghĩ lung tung, ăn bánh đi. Lâm Tú Chi vội vàng nói, tuy nhiên, biểu hiện lạ thường vẫn làm cho mọi người cảm nhận được. Hơn nữa, tay cũng hơi run run. Mẹ nói thật cho con biết đi, con chịu đựng được. Thực ra từ năm ngoái con đã để ý đến chuyện này rồi. Mẹ nói Tử Y hơn 25 tuổi không phải chỉ có lần này. Năm ngoái vô tình mẹ cũng để lộ một lần rồi. Lần đó Tử Y không nghe lời, mẹ tức giận mắng một câu, nói là đã là cô gái 24 tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy, sau này về nhà chồng thì phiền phức. Ai còn dám lấy em ấy? Gì nữa? Năm ngoái 24 tuổi, năm nay chẳng phải vừa đúng 25 tuổi sắp 26 tuổi rồi sao? Còn anh hai nhất định là tròn 27 tuổi. Khoảng cách chỉ là một năm, tuy nói có thể sinh, nhưng thời đại lúc đó trong nhà đã quá sức, sinh con cũng không thể sát nhau như vậy. Sau đó con đã quan sát nét mặt của mấy anh em, càng quan sát càng nghi ngờ. Nét mặt của con rất khác so với anh cả, anh hai và em út. Như Tử Y giống mẹ. Anh cả giống bố, còn anh hai giống cả hai. Ít nhiều đều giống bố mẹ, còn nét mặt của con khi soi trong gương nhìn trái, nhìn phải, một chút cũng chẳng thấy con giống ai. Đã không giống bố cũng không giống mẹ, hơn nữa thân hình con cũng khác nhiều. Bất kể nói thế nào, theo di truyền mà nói cũng phải giống một chút chứ có phải không nào. Sau đó con vẫn chưa tin, tự mình quay video để xem, phát hiện, nét mặt, thân hình thực sự không giống bố mẹ. Vì thế con đã sớm nghi ngờ việc này rồi, chỉ là không tìm được cơ hội nói ra, hôm nay cũng đã có cơ hội rồi. Bố, mẹ hãy nói cho con biết đi, bởi vì con đã nghe qua, năm đó cũng có thanh niên trí thức về Cổ Xuyên chúng ta. Con có phải là được nhặt về hay là hậu duệ của họ không? Diệp Tử Kỳ nhìn bố mẹ và nói tiếp. Tuy nhiên, dù thế nào, Diệp gia mãi mãi là nhà của con. Bố mẹ, anh, em. Mãi mãi là người thân nhất của Diệp Tử Kỳ. Có điều, con chỉ muốn biết bố mẹ đẻ của mình là ai.
Nhận hay không nhận cũng chẳng sao cả, con chỉ muốn biết thôi. Diệp Tử Kỳ nói đến đây trong mắt đã có nước mắt. Cả nhà im lặng. Lúc này, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng máy điều hòa kêu. Bộp! Một âm thanh phát ra, Diệp Tử Kỳ đã chạy đến quỳ trước mặt bố mẹ. Bố, mẹ, con chỉ muốn biết sự thật. Giọng nói của Diệp Tử Kỳ đã hơi khàn khàn. Ôi! Lâm Tú Chi mắt đỏ lên, đột nhiên chạy lên trên lầu, Diệp Thần Tây gọi một tiếng Tú Chi rồi cũng đuổi theo lên. Tử Kỳ, đừng ép bố mẹ quá, em hãy để cho họ có thời gian bình tĩnh đã. Anh tin rằng, nếu đúng có việc như thế, bố mẹ sẽ nói với em. Em cũng phải cho bố mẹ thời gian phải không nào? Dù sao bố mẹ cũng đã nuôi em lớn khôn, không phải dễ dàng. Diệp Phàm nhẹ nhàng đi đến trước mặt Diệp Tử Kỳ đỡ cậu ta dậy. Còn Diệp Cường và Diệp Tử Y cũng vây quanh khuyên nhủ Diệp Tử Kỳ. Em xin lỗi đã làm bố mẹ buồn. Em không muốn làm bố mẹ buồn, em đã quá vội vàng. Em sẽ chờ vậy, sau này em sẽ không nói như vậy nữa. Diệp Tử Kỳ nghẹn ngào nói và đứng lên. Một bữa điểm tâm bánh trôi buổi tối khiến cho cả nhà mỗi người đều mang tâm sự và trở về phòng ngủ. Diệp Phàm, anh nói việc này có phải là thật hay không? Trở về đến phòng Kiều Viên Viên ngồi bên giường hỏi nhở. Có 8 phần là đúng, em không phát hiện ra là Tử Kỳ thật sự không giống bọn anh sao? Hơn nữa mẹ cũng nói lộ ra, chuyện này phức tạp rồi. Lẽ nào Tử Kỳ đúng là được nhặt về? Phiền quá. Diệp Phàm nhíu mày nói. Ừ, nhặt về cũng là bình thường. Trong cuộc sống chuyện này không ít, quan trọng là Tử Kỳ có thể chịu đựng được cú sốc này không? Vừa nãy mặc dù cậu ấy nói rất hay, nhưng nếu sau khi thực sự nói ra sự thật thì có thể chịu đựng được hay không cũng khó nói trước. Kiều Viên Viên gật gật đầu, lời nói có chút lo lắng. Việc này cũng khó trách nó có thất vọng. Nếu là em, anh hoặc là bất kỳ một người nào đó thì có lẽ cũng như vậy thôi. Bố mẹ đẻ, việc này đối với một người mà nói, đúng là một chuyện rất lớn. Diệp Phàm thở dài ngồi xuống bên giường ngẩn người ra. Nghĩ một lúc rồi nói. Viên Viên, lúc nào em về nhà? Muốn đuổi em về nhà để hôn tạm biệt Ngọc Kiều Long có phải không? Kiều Viên Viên hừ nói. Không phải thế, anh còn một số việc phải đi làm, em vẫn chưa tin anh hay sao? Người ta đã sắp kết hôn rồi, anh có là tên khốn nạn đi nữa cũng không thể đi làm cái việc thất đức như thế có phải không nào? Phẩm chất của chồng em mà em cũng không tin tí nào, huống hồ anh còn là một đảng viên. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm chỉnh nói. Quỷ mới tin anh. Kiều Viên Viên nói, Diệp lão đại suýt nữa sặc nước bọt của mình mà chết. Ha ha, thực sự có là việc của Tề Thiên. Diệp Phàm nói. Tề Thiên, chẳng phải là anh ta đã chuyển nghề làm bộ đội địa phương rồi sao? Kiều Viên Viên hỏi. Đúng là chuyển ngành rồi, lãnh đạo tổ đặc nhiệm A phê chuẩn rồi. Tuy nhiên vẫn chưa xong, Tề Thiên là một đại tá chuyển ngành, hơn nữa không hạ quân hàm xuống bộ đội địa phương. Đây là chính là sự đãi ngộ cho thành viên chính thức của tổ đặc nhiệm A, không giống như những đồng chí bộ đội khác khi chuyển ngành, cũng là việc mà ủy ban ngầm đồng ý. Vì thế dựa vào cấp bậc của ông ta hoàn toàn có thể nhậm chức sư đoàn trưởng của bất kỳ một sư đoàn bộ đội nào đó. Diệp Phàm nói. Chương 2061, thân thế ly kỳ. Có lẽ vị trí sư đoàn trưởng này có người ngồi rồi nên chưa chuyển được phải không? Kiều Viên Viên thật sự rất thông minh. Có lúc Diệp Phàm cũng cảm thấy được, chắc chắn nhiều việc cô đã mắt nhắm, mắt mở giả vờ ngốc chứ không phải cô ta không hiểu rõ, đó là vì cô giữ thể diện cho mình. Cũng có thể xem như thế, Tề Thiên đụng phải lỗ châu mai của người ta rồi. Diệp Phàm thuận miệng nói. Về việc đề bạt của cán bộ quân đội bố cũng không can thiệp được. Bố thuộc bên chính phủ còn quân đội là ngành có tổ chức độc lập. Việc bổ nhiệm chức sư đoàn trưởng có lẽ phải do Ủy ban quân sự phê chuẩn. Kiều Viên Viên mặt ngắn lại nói. Việc này đúng là như thế. Việc bổ nhiệm chức sư đoàn trưởng bộ đội lục quân phải do đích thân chủ tịch ký duyệt. Có lẽ nếu muốn bổ nhiệm thì phải thông qua Ủy ban quân sự bàn bạc mới được. Ở đây chắc chắn ganh đua rất ác liệt, hơn nữa mức độ cũng rất cao. Dù sao, nói người Cộng hòa cái khỉ gì đó cũng không ít, nhưng sư đoàn trưởng là tầng lớp cán bộ trụ cột trong quân đội. Những nhân tài này là nòng cốt thực sự của quân đội. Vì thế nếu là ai cũng không dám qua loa. Diệp Phàm nói. Thôi vậy, em không giữ chân anh nữa. Nhưng anh phải cẩn thận mới được. Em biết, việc anh muốn đi làm đều là việc lớn,
em chỉ hy vọng anh có thể bình an là được. Nhất định không được làm mình bị thương, em rất lẽ lắng. Kiều Viên Viên nói rất rõ ràng rồi từ từ áp vào lòng của Diệp Phàm và đưa môi lên hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn của em ngọt hay là nụ hôn của Ngọc Kiều Long ngọt? Em lại thế rồi, trời ạ, đi ngủ thôi. Ngáp một tiếng rồi nhanh chóng chui vào trong chăn, tốc độ nhanh như tên lửa. Sáng mùng 5, từ rất sớm mẹ đã ra khỏi giường rồi, buổi sáng vốn là nấu cháo. Nhưng sáng hôm nay có chút đặc biệt, Lâm Tú Chi nấu cơm và chuẩn bị một bàn đồ ăn. Mọi người đều đã ngồi chỉnh tề bên bàn ăn, bởi vì mọi người đều cảm thấy được cái gì đó. Sáng nay mọi người đều đã đến rồi, trước kia Phàm Tử không ăn cháo, đều là ăn mì hoặc bánh bao với uống sữa đậu nành trên phố. Vì thế buổi sáng mẹ lười nấu cơm là phải nấu thức ăn. Hơn nữa, sớm quá người ta chưa bán thức ăn mua hôm qua để sang hôm nay lại không tươi nữa, lại phiền toái nữa. Tuy nhiên hôm nay làm bữa cơm này có lẽ các con cũng cảm thấy điều gì đó. Không sai, hôm qua các con đều muốn làm rõ chuyện của Tử Kỳ. Tối hôm qua mẹ và bố các con đã bàn bạc rất lâu, cảm thấy cũng không có gì phải giấu anh em các con nữa. Tử Kỳ, đây chính là chứng minh thư duy nhất của con. Con cầm lấy mà xem, sau này sẽ do con cất giữ. Lâm Tú Chi lấy ra một chiếc hộp giấy đưa cho Diệp Tử Kỳ và nói. Diệp Tử Kỳ hai tay run run đón lấy chiếc hộp. Mở ra đi, cho mọi người cùng xem. Các con là anh em, thêm một người hiểu thì cũng thêm được manh mối. Diệp Thần Tây lúc này mở miệng nói. Diệp Tử Kỳ tay run lẩy bẩy, chiếc hộp được buộc bởi một sợi dây màu đỏ, hắn mở mãi cũng không mở được, nhất định là đang rất kích động. Lúc này, Tống Thiến Thiến với tay ra giúp hắn tháo cái dây. Diệp Tử Kỳ nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra. Bên trong là một mảnh vải bọc lại, mở mảnh vải ra phát hiện là một tấm vải thô ráp, chỉ có một vài chi tiết khá tinh tế. Những sợi vải rõ nét, nhìn rất nghệ thuật. Trên đó còn thêu hai con chim hải âu đang đùa nghịch, bộ dạng đang rất tình cảm. Cái này giống như vật đính ước, tuy nhiên rõ ràng là có chút thô. Đương nhiên cảm giác của mỗi người khác nhau, muốn nói là như thế mới có tình cảm hoặc mới chân thành, cũng có người nói ngày xưa như thế. Loại vải này các con chưa nhìn thấy, bởi vì nó được dệt bằng tay. Thực tế chính là vải dệt bằng tay của người xưa. Tuy nhiên, so với vải ngày xưa thì nhẵn hơn nhiều. Bây giờ không còn mấy người biết nghề thủ công này. Biết đều là những người làm việc trong các xưởng chế tác. Nếu như lúc hơn 10 năm trước, dân gian còn có rất nhiều người biết cái này. Tuy nhiên tấm vải đưa cho Tử Kỳ lúc này chính là dùng để bọc trẻ con. Các con xem, phía trên đầu còn có vết nước tiểu và phân của Tử Kỳ lúc đó mới 1 tuổi. Diệp Thần Tây vừa nói đến đây, Diệp Tử Y không nhịn được bật cười. Con cười cái gì? Lúc con còn nhỏ còn hơn thế này nhiều. Chăn, ga trải giường thường xuyên mỗi ngày giặt 3 lần, có một đêm rất lạnh cả bố và mẹ con không ngủ được, bởi vì không có chăn đắp. Đành phải ôm con đến bên bếp lửa sưởi ấm. Lúc đó không có loại tã bỉm cao cấp như bây giờ, chỉ là dùng giấy che cho các con. Diệp Thần Tây lườm Diệp Tử Y một cái. Diệp Tử Y vội vàng thè lưỡi. Tử Kỳ, tấm vải này có 3 chữ đồng Tử Kỳ. Bố nghĩ đây có lẽ là bố mẹ đẻ của con muốn đặt tên cho con. Bởi vì nhà họ Diệp chúng ta, phía sau 2 chữ không đổi. Sợ làm cho người ta nghi ngờ, chúng ta đã đặt tên cho con là Diệp Tử Kỳ. Nếu thực sự có thể gặp lại cha mẹ đẻ của con, sau này con có thể đổi lại. Diệp Thần Tây nói, con sẽ không đổi, con mãi mãi là họ Diệp. Diệp Tử Kỳ nhìn bố mẹ tỏ thái độ kiên quyết, nói. Con chỉ muốn biết bố mẹ đẻ của con là ai mà thôi, họ sinh ra con lại vứt bỏ con. Nếu không có bố mẹ nuôi dưỡng, con đã sớm chết rồi. Thực ra, từ ngày họ vứt bỏ con thì đồng Tử Kỳ cũng đã chết rồi và đã có một cuộc sống mới, đó là Diệp Tử Kỳ. Trên đời này chỉ có Diệp Tử Kỳ chứ không có đồng Tử Kỳ. Nhưng, bố mẹ nhặt con về như thế nào? Thực ra, Tử Kỳ à, tính ra thì con cũng đã 27 tuổi rồi, chỉ kém tháng Diệp Phàm thôi. Hai con sinh cùng năm. Để tránh tai mắt của mọi người, cho nên chúng ta đã nhờ quan hệ ghi vào hộ khẩu cho con nhỏ hơn một chút. Năm đó con mới 1 tuổi, tối ngày 15 tháng 8 năm đó, trăng rất sáng và tròn. Mẹ dạy học ở dưới trấn Cổ Tây, Thần Tây cũng có nhiệm vụ xuống dưới đó và cùng mẹ ăn Tết Trung Thu. Thực ra ăn Tết Trung Thu cũng chẳng có gì, chỉ mua 2 chiếc bánh Trung Thu nhỏ bằng 2 nắm tay.
Bởi vì lúc đó tình hình kinh tế làm sao tốt như bây giờ, mẹ và bố con lúc đó cũng có chút hứng chí, bảo đến chùa Vọng Nguyệt để ăn bánh. Nhưng thần Tây nói buổi tối người đến chùa Vọng Nguyệt sẽ rất đông, đến đó không có ý nghĩa. Bởi vì người Cổ Xuyên đều thích đi đến chùa Vọng Nguyệt ăn bánh trung thu, hàng năm vào ngày đó đều rất đông người. Chẳng phải mấy anh em các con hàng năm cũng đòi đến chùa Vọng Nguyệt ăn bánh trung thu đó sao? Bởi vì ở chùa Vọng Nguyệt trăng sáng đặc biệt tròn, ngắm trăng ăn bánh trung thu cảm giác rất có tình cảm. Tuy nhiên, chúng ta lại đi chùa Thiên Nham. Chùa Thiên Nham các con cũng đến rồi, đó là một cái miếu tự đổ nát, chỉ có 3, 4 hòa thượng ở. Tuy nhiên lúc đó bố mẹ đi chỉ còn có một vị hòa thượng. Vừa đi đến cửa miếu thì phát hiện có một người phụ nữ đang quỳ ở đó, khóc lóc cầu xin vị hòa thượng đó là Vô Ngữ thu nhận con. Bởi vì con lúc đó được bọc trong tấm vải này. Tuy nhiên hòa thượng Vô Ngữ đến bản thân mình còn chưa nuôi nổi nên đã cự tuyệt thỉnh cầu của người phụ nữ kia. Người phụ nữ cứ dập đầu xuống đất, trán đã bị những viên đá ở trước cửa miếu làm cho rách ra, máu tươi chảy xuống lông mi nhìn rất đáng thương. Sau đó, bố mẹ đã rình xem rất lâu, nhìn thấy thái độ kiên quyết của Vô Ngữ, mẹ và bố các con đi đến đón lấy con. Người phụ nữ bái lạy chúng ta 9 cái, chúng ta ngăn cũng không ngăn nổi. Trán của người phụ nữ đó bị chảy xước hết, sau đó đã bỏ chạy, chúng ta kéo cũng không kéo được. Tuy nhiên, mắt của bố con sắc, lúc người phụ nữ đó bỏ chạy thì phát hiện một việc lạ. Đó là, chân của người phụ nữ đó hình như đã bị thương, lúc đó có lẽ là thuận tay xé một mảnh vải rách buộc vào. Kết quả là cô ta vừa chạy thì máu liền tràn ra. Bố con đoán liệu có phải người phụ nữ đó có thù oán gì, hoặc đã gặp phải người đánh lén nhất thời phải đem đứa bé cho đi để bảo đảm sự an toàn. Vì thế mẹ và bố con cũng không dám ở lại lâu, vội vàng bế con đi về nhà. Vì sợ phiền phức, cho nên phải vòng qua mấy nơi rồi mới về đến nhà. Tuy nhiên, may mà 20 mấy năm qua, con cũng đã lớn thành người. Năm đó chúng ta cũng hỏi qua người phụ nữ đó về lai lịch của con, cô ta chỉ khóc và lắc đầu không nói. Mẹ nghĩ, cô ta nhất định có điều khó nói. Tuy nhiên cũng chính vì thế mà muốn tìm hiểu bố đẻ của con cũng sẽ khó. Chỉ có tấm vải này, và ở cổ của con từ nhỏ đã đeo một miếng ngọc, mẹ và thần Tây cũng đã xem rất kỹ nhưng cũng không phát hiện ra điều gì. Miếng ngọc này rất bình thường, trên đó khắc một ngọn núi. Cũng không biết đó là nơi nào. Lâm Tú Chi giọng hơi chút khàn khàn nói. Người phụ nữ đó dáng vẻ như thế nào, đây cũng là một trong những manh mối. Diệp Phàm hỏi. Nét mặt có hai phần giống Tử Kỳ, có lẽ Tử Kỳ giống bố, chỉ giống mẹ một chút. Lúc đó trán của người phụ nữ đã bị chảy rách, trên mặt toàn là máu, vì thế không thể nào nhìn kỹ được đặc điểm của cô ta. Bố cũng để tâm để ghi nhớ lại một chút nhưng bên lông mày trái của người phụ nữ đó hình như một bên ngắn một bên dài. Bởi vì khoảng cách hơi xa, bố lúc đó lại cẩn thận, nên cũng chỉ phát hiện như thế. Tuy nhiên không thể chắc chắn việc này, bởi vì trời tối. Diệp Thần Tây nói, thế này đi bố kể cũng kể không rõ ràng. Chờ ngày mai con mời một cao thủ vẽ chân dung trên máy tính về, bố kể để anh ta vẽ. Chúng ta cố gắng hoàn thành chân dung của người phụ nữ đó một chút. Đây là một manh mối, và người ở nước ta mang họ Đồng, tuy nhiên, cái này thì quá nhiều. Tìm kim đáy biển, căn bản là không thể điều tra được. Diệp Phàm nói, anh, điều tra ngẫu nhiên cũng được, điều tra không được thì thôi, cũng đã mấy chục năm rồi, một chút manh mối cũng không có thì điều tra thế nào. Biết đâu họ đã chết rồi. Diệp Tử Kỳ nói, Tử Kỳ, đừng nói thế. Ai cũng muốn biết bố mẹ đẻ của mình là ai. Nhất định phải điều tra, tuy nhiên trong chuyện này em cũng không được cố chấp. Việc này giao cho anh, khả năng của anh em cũng rõ rồi. Rất nhiều bạn bên công an, có thể giúp đỡ. Diệp Phàm nói. Vậy làm phiền anh rồi. Diệp Tử Kỳ vẻ mặt cảm kích nói. Chúng ta là anh em, nói lời đó làm gì? Diệp Phàm nghiêm mặt giọng trầm xuống một chút. Em sai rồi. Diệp Tử Kỳ hơi cúi đầu xuống. Sắp đến giờ cơm trưa, bí thư Lưu Nhất Phí tủm tỉm cười, nhất định phải mời cả nhà Diệp Phàm đến huyện Cổ Xuyên ngôi nhà tốt nhất Thanh Thủy Các ăn cơm. Cuối cùng đáp lại sự nhiệt tình của bí thư Lưu, vợ chồng Diệp Tử Thần không đi, anh em Diệp Phàm vì có chuyện nên cũng đều không đi. Việc này mọi người đều hiểu rõ, bí thư Lưu mời là Diệp Phàm, có lẽ là còn có chuyện để nói. Vì thế Diệp Cường và Diệp Tử Kỳ đều không có hứng thú đi.
chỉ có Diệp Phàm và Kiều Viên Viên hai người họ đi. Chương 2062, Hòa Thượng Vô Ngữ. Thanh Thủy Các là nơi giá cả đắt nhất huyện Cổ Xuyên, chất lượng thực phẩm tốt nhất. Nghe nói ông chủ cổ đến từ vùng Tô Châu, Giang Nam, nghe ông ta nói tổ tiên ông ta còn làm món ăn cho Hoàng Thượng. Việc này đương nhiên cũng không có cách nào kiểm chứng. Hơn nữa là khoác lác, nếu thực sự có chuyện như vậy hà tất phải chạy đến cái xó Cổ Xuyên này mở Thanh Thủy Các, người ta sớm đã đến thành phố đãi vàng rồi. Đương nhiên, Thanh Thủy Các làm ăn cũng thực sự không tồi. Ông chủ cổ nói là thích ở Cổ Xuyên này, cho nên đến làm ăn ở đây, khách ở thành phố Mạc Hương cũng hay đến đây thưởng thức tay nghề của ông chủ cổ. Đặc biệt là món gà gói lá sen thực sự là mùi lá sen rất nổi bật. Hơn nữa được bọc bởi một lớp bùn thơm, hương vị đặc biệt, giúp cho ông chủ cổ kiếm được không biết bao nhiêu là tiền. Nhân vật số 1 của huyện Cổ Xuyên đến nhà hàng ăn cơm đương nhiên ông chủ cổ biết là ai, nhận điện thoại của thư ký bí thư Lưu xong. Ông chủ cổ đã dùng hết sức để thuyết phục những vị khách đã đặt ở phòng VIP số 1 chuyển sang phòng số 6, còn phòng số 1 để chống chờ bí thư Lưu đến. Vào trong phòng VIP, Diệp Phàm mới phát hiện bên trong không có ai. Không khỏi thắc mắc, chỉ có 3 người chúng tôi thôi sao? Nhân bất tại đa, hữu tửu tắc linh. Bí thư Lưu cao hứng cười nói. 3 người cùng ngồi xuống. Món thứ nhất mang lên chính là hà hoa khiếu hóa kê, Kiều Viên Viên thử vài miếng. Cảm thấy thật không tồi. Không khỏi thốt lên. Diệp Phàm, hay là em học làm món khiếu hóa kê này lúc nào làm cho anh ăn nhé? Ha ha, đây là món tủ của Thanh Thủy Các người ta, để em học được thì người ta đóng cửa mất. Kỹ thuật gia truyền như thế này tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Em à, tấm lòng của em hỏng mất rồi. Diệp Phàm cười nói. Không thì để tôi đi hỏi, không chừng lại thuyết phục được ông chủ cổ. Bí thư Lưu nói. Ở nhà muốn làm được một con như thế này cũng mệt lắm rồi. Lúc thực sự muốn ăn gói lại gửi đến là được. Diệp Phàm khoát tay, trong lòng hắn thực ra đang cười, thầm nghĩ khiếu hóa kê mới chả hoa gà cái chó gì, cái này hương vị cũng chẳng khác mấy so với món do tiểu phu âm vô đao ở Bắc Sơn làm. Chủ nhiệm Diệp, Tần Thúc Bảo và Trình Tiểu Đông đã thừa nhận tất cả sự việc. Anh xem, việc này nên xử lý thế nào? Lưu Nhất Vĩ muốn đến xin chỉ thị. Diệp Phàm liếc nhìn Lưu Nhất Vĩ, muốn nghe kể chi tiết một chút, thế nên hỏi. Bọn chúng nói thế nào? Chúng nói nhìn thấy sườn lang pha phong cảnh đẹp, mời thầy phong thủy đến xem, nói là nơi tốt để xây mộ. Bởi vì người nhà Tần gia đặc biệt tin tưởng chuyện này. Thực ra, việc này cũng bình thường. Trong dân gian rất coi trọng phần mộ, như chúng ta làm quan vậy, ai mà không muốn tổ tiên phù hộ để có thể thăng quan tiến chức. Thương nhân đương nhiên cũng hy vọng phát tài. Nhu cầu của mỗi người đều khác nhau. Vì thế mới muốn đưa ra chủ ý xấu này để đuổi người ta đi. Giấy chứng nhận sở hữu đất đương nhiên là nhờ người làm. Hơn nữa, thái độ nhận tội của bọn chúng rất tốt. Nói là sẽ bỏ ra 500 ngàn để giàn hòa. Anh xem thế nào chủ nhiệm Diệp? Lưu Nhất Vĩ nói. Diệp Phàm muốn quan sát và cân nhắc tâm sự của Lưu Nhất Vĩ một chút. Bữa cơm tối nay... Có lẽ là Lưu Nhất Vĩ nhận sự ủy thác của Phó Giám đốc Thường trực Sở Công an tỉnh Câu Trấn Nam đến làm thuyết khách. Xuất phát từ lập trường của Lưu Nhất Vĩ, tốt nhất là hai bên không đắc tội lẫn nhau. Dù sao, Câu Trấn Nam hắn ta cũng không đắc tội nổi, còn Diệp Phàm là chủ nhiệm ban thanh tra chính phủ hắn ta càng không thể đắc tội. Đương nhiên muốn làm việc hòa hảo. Ha ha, bọn họ là ý của người say không phải tại rượu. Diệp Phàm cười quỷ quyệt, tuy nhiên cũng nói. Nếu Tần gia có thành ý như thế, vậy là tiền sao, 500 ngàn. Diệp Phàm vừa nói đến đây, Lưu Nhất Vĩ lại nói. Tần gia nói là nếu không đồng ý có thể thêm một chút, việc này, về tiền thì có thể thương lượng. Không cần đâu, tiền, ha ha, nhà Tô cô nương người ta có rồi. Thực sự nếu muốn so sánh, tiền nhà cô ta mang ra sẽ đẻ chết mấy chục người nhà Tần gia. Thế này nhé, nhắn Tần Thúc Bảo một mình đến nhận tội trước mặt Tô tiểu thư. Vấn đề kinh tế, đưa 10 vạn, 8 vạn là được rồi. Diệp Phàm nói vậy vì ngẫm thấy đương nhiên không nhất thiết phải đọ sức với Câu Trấn Nam. Hơn nữa cũng chỉ là chuyện nhỏ, Diệp Phàm cũng không làm quá chuyện này lên làm gì. Câu Trấn Nam nếu có thể ngồi lên vị trí như ngày hôm nay thì nhất định cũng có thực lực. Tốt lắm. Lưu Nhất Vĩ gật gật đầu, vẻ hơi xấu hổ nói. Chủ nhiệm Diệp, chắc anh cũng đoán được hết rồi. Không sai. Tôi cũng không có cách gì.
anh cũng biết đấy, là một cán bộ cấp cơ sở tôi không thể so sánh với cán bộ cấp cao như Câu Trấn Nam được phải không nào? Phải mong chủ nhiệm Diệp thông cảm thôi, tôi sẽ tự phạt 3 ly, rất xin lỗi anh. Lưu Nhất Vĩ nói xong liên tiếp uống cạn 3 ly hồng tửu, Diệp Phàm cũng không ngăn, đây là cái giá phải trả cho việc làm thuyết khách của Lưu Nhất Vĩ. Cũng là để mỉa mai y một chút. Chuyện này thế là xong rồi, sau này cũng không cần nhắc đến nữa. Tuy nhiên, tôi hy vọng Tần Thúc bảo bọn chúng phải an phận một chút. Sau này nếu lại gây phiền toái cho Tô Tiểu Thư, tôi quyết không nương tay. Tuy Tô Tiểu Thư không có quan hệ gì với tôi, nhưng nếu để tôi gặp phải, tôi sẽ làm đến cùng. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc khi nói những lời này. Làm cho trong lòng Lưu Nhất Vĩ cũng thấy sợ hãi, cảm thấy ánh mắt của chủ nhiệm Diệp dường như rất sắc, nhìn vào đều có thể làm cho người ta phát run lên. Tuyệt đối không thể, nếu chúng thực sự dám làm như thế, thì chủ nhiệm Diệp không cần phải ra tay, Lưu Nhất Vĩ tôi dù không cần chiếc mũ quan này nữa cũng quyết không thể tiếp tục nuông chiều chúng. Lưu Nhất Vĩ cũng biểu hiện thái độ lập trường kiên quyết. Hắn hiểu rõ, mình đang làm thuyết khách. Chủ nhiệm Diệp trong lòng có lẽ cũng khó chịu một chút. Lưu Nhất Vĩ trong bụng buồn bực, nhưng cũng không có cách gì. Thuyết khách thực ra là Câu Trấn Nam ép làm, y không muốn làm cũng phải làm. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Diệp Phàm khoát tay, liếc nhìn Lưu Nhất Vĩ, cười nói. Bí thư Lưu, việc của anh thế nào rồi? Ôi chao, quên chuyện lớn đó đi. Việc này trước hết tôi xin kính chủ nhiệm Diệp 3 chén, anh 1 chén, tôi 3 chén. Lưu Nhất Vĩ tỏ ra hơi chút ngẩn ngơ, cầm chén rượu đứng lên. Nói thế nghĩa là sao? Diệp Phàm cố ý giả bộ, có lẽ Tạ Quốc Trung đã có nói qua một chút về Lưu Nhất Vĩ. Tối qua tôi vừa mới lên thành phố một chuyến, Phó Bí Thư Lý Hồng Dương có nói chuyện này với tôi. Lưu Nhất Vĩ cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói. Vậy thì tốt, tôi xin chúc mừng Bí Thư Lưu trước. Diệp Phàm cười ha hả. Chung vui chung vui. Lưu Nhất Vĩ cũng vui mừng cười suốt, hắn đương nhiên vui mừng, hắn nhìn Diệp Phàm, từ từ rót chén trà, nói. Chủ nhiệm Diệp, Tử Kỳ hãy giao cho tôi đi, chỉ cần có Lưu Nhất Vĩ tôi một ngày ở Mặc Hương, tôi sẽ lúc nào cũng sẽ quan tâm đến cậu ta. Lưu Nhất Vĩ thẳng thắn bày tỏ, thực ra cũng đúng với ý của Diệp Phàm. Quan tâm thì có thể, tuy nhiên, không thể quá lo cho nó. Thanh niên, càng nên để cho nó thêm chút trách nhiệm. Để cho nó rèn luyện thêm. Chiếc gậy càng mài sẽ càng bóng. Diệp Phàm cười nói, đương nhiên hắn không lập tức thể hiện thái độ tiếp nhận Lưu Nhất Vĩ. Tên này muốn được vào đường dây quan hệ của Diệp Phàm cũng phải có cống hiến mới được. Lưu Nhất Vĩ cũng là một mục tiêu có thể xem xét. Đương nhiên, tầng lớp cán bộ như Lưu Nhất Vĩ không thể là hạt nhân trong đường dây quan hệ của Diệp Phàm, xếp ở tầng thứ 2 của đường dây còn được, ví dụ đem hắn giới thiệu với Đoàn Hải Thiên. Trở thành người trong tầng thứ 2 của Đoàn Hải Thiên. Khi có chuyện chỉ cần chào hỏi Đoàn Hải Thiên một tiếng là được rồi. Tôi sẽ chú ý chuyện này. Lưu Nhất Vĩ nói. Một thời gian nữa rảnh rỗi có thể tôi sẽ trở lại tỉnh một chuyến. Đến lúc đó, có thời gian tôi sẽ gọi anh cùng ngồi với nhau. Nhân tiện làm quen với vài người bạn một chút. Diệp Phàm nói, Lưu Nhất Vĩ vừa nghe, lập tức rất vui, toàn thân dựng lên, vẻ mặt cung kính nói. Tôi rất mong chờ ngày này sẽ sớm đến. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng là để cho Lưu Nhất Vĩ một hy vọng. Có hy vọng cũng có nghĩa là có mục tiêu. Buổi chiều, mấy anh em Diệp gia đã đến Thiên Nham Tự. Phát hiện chùa đã sắp bị đổ sụp, chính là ngôi miếu này. Bước vào trong phát hiện phạm vi của ngôi miếu rất lớn. Trước miếu có một cái hồ nước, bên trong có vài con cá màu xanh đang bơi lội. Nhìn quanh đều là cỏ dại, rác cũng không được quét sạch. Có lẽ không có người ở nữa. Con lừa vô tâm vô ngữ có lẽ đã chết rồi chăng, lúc đó chẳng phải nghe mẹ nói nhìn hòa thượng đó có lẽ cũng đã 60, 70 tuổi rồi. Theo lời kể thì cũng bình thường, con lừa ngu ngốc đáng chết. Diệp Cường ngoác mồm chửi, hắn trong lòng bất mãn với lão hòa thượng đó, đến con lừa ngu ngốc hắn cũng đem ra chửi, đúng là ghét ai ghét cả đường đi lối về. Nên xong đời đi, chết càng tốt, đỡ phải gặp hạng người ác. Tống Thiên Thiên cũng bất mãn với vô ngữ giống như chống mình, hừ nói. Thực ra, cô ta cũng nghĩ, lúc đầu nếu vô ngữ thu nhận Đồng Tử Kỳ, thì cũng không thể là Tống Thiên Thiên lấy anh ta. Việc này có thể nói là nhất trắc nhất ẩm, Mạc Phi Thiền định. Thế gian vạn vật, phàm là liên quan đến duyên thì đều có sự ngẫu nhiên.
Số phận của Diệp Tử Kỳ nên là như thế. Đương nhiên Vô Ngữ không thu nhận hắn. Đối với Diệp Tử Kỳ mà nói có lẽ đó lại là duyên tốt. Nếu Vô Ngữ thu nhận hắn, có lẽ trên đời lại có một đại sư Tử Kỳ. Xin chào các vị thí chủ, bần tăng thất lễ rồi. Đúng lúc này, một lão hòa thượng người khô gầy như que củi, trên mặt còn nhiều nếp nhăn hơn vỏ cây tùng bước vào từ cửa bên hông. Hướng về phía mấy người Diệp Phàm lại một cái, hơn nữa mồm miệng rất minh mẫn. Mấy anh em Diệp Phàm cùng nhìn ông ta, suýt nữa thì bật cười. Vừa nói đến lão này có lẽ đã chết rồi, không ngờ người ta vẫn đang sống sờ sờ đứng trước mặt mọi người. Hơn nữa, nhìn qua tuy nói là gầy nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, không phải dễ dàng chết như vậy. Tuy nhiên, dưới đôi mắt chim ưng, Diệp Phàm quỷ quyệt phát hiện Vô Ngữ vẫn đang ngầm quan sát Diệp Tử Kỳ. Quái, lẽ nào lão hòa thượng này đã nhận ra? Không thể nào, đã mấy chục năm rồi, lúc đó Tử Kỳ mới một tuổi, tướng mạo bây giờ so với trước đã thay đổi một trời một vực, có lẽ cảm giác của mình đã sai, Diệp Phàm trong lòng suy nghĩ. Ông chính là Vô Ngữ. Diệp Tử Y hung hăng hỏi Vô Ngữ, tự nhiên nổi giận với ông ta. Bần tăng chính là Vô Ngữ. Lão hòa thượng vẫn rất bình tĩnh, không vì sự hung hăng của Diệp Tử Y mà có chút tức giận nào. Dường như lão hòa thượng này đã coi mọi chuyện trên thế gian đều bình thường, không có một tí kinh ngạc nào. Chương 2063, Nhân và Quả. Lão hòa thượng, tôi không hiểu, tấm lòng từ bi của ông chạy đi đâu rồi. Diệp Cường nhìn chằm chằm một lúc rồi lạnh lùng hừ nói. Thí chủ có ý tứ gì, tôi không rõ. Hòa thượng kia thản nhiên liếc nhìn Diệp Cường một cái, hỏi lại. Có ý tứ gì, chẳng lẽ ông đã quên rồi sao? Diệp Cường tiếp tục hừ lạnh. Nhân thế đa đoan lắm sự đời, lão nạp sống đến nay cũng đã 80 có thừa, không thể nhớ rõ tất cả mọi việc đã qua. Nhất là hiện nay đã già thật rồi, tai mắt không còn tinh tường, đầu óc lại mất hết sự linh mẫn. Cho nên, thí chủ thiết nghĩ cũng nên nhắc một chút là chuyện gì. Nếu có nhân, mới có quả có phải không nào? Những lời nói vừa rồi của Hòa Thượng Vô Ngữ không ngờ lại có chút hương vị triết lý bên trong, Diệp Phàm đến đây hưng chí, ở một bên yên lặng quan sát lão Hòa Thượng này. Tôi thấy ông cũng là tên Hòa Thượng lười nhác. Lúc này, Diệp Tử Y lại nói chen vào. Lười, ha ha. Vô Ngữ cười cười, liếc nhìn Diệp Tử Y một cái. Lại nhìn quét qua nội viện tòa miếu rồi bảo. Nữ thí chủ muốn nói chuyện đám cỏ dại này chẳng mấy chốc mà mọc lan vào đại điện rồi chăng? Ai dám nói không phải nào, sắp mọc lan đến giường ông rồi còn gì, thế này còn không phải là lười sao? Các người mỗi ngày đều tụng kinh, chẳng lẽ ngay cả chút thời gian nhổ cỏ cũng đều không có? Chuyện này nói lên cái gì, chứng tỏ là nhà ông rất biết ăn ngủ, về phần vệ sinh thì toàn bộ ông đều mặc kệ. Nơi này sắp thành ổ lợn đến nơi, thế này không phải là lười sao? Diệp Tử Y nói rất hợp tình hợp lý, trên thực tế là đang cố tìm ra sơ hở mà nhức móc. Anh em Diệp gia đều đang có tâm tư này, mỗi người đều muốn vì Diệp Tử Kỳ mà xả giận thôi. Ha ha, cây cỏ trong lòng có cây cỏ, tổn hại đến nhau phỏng có ích gì? Vô Ngữ nói, đại sư, tôi thấy ông là trong lòng cho đến ngoài mặt ông cây cỏ đều đã nhét đầy rồi. Cho nên, ông mới không dung được đám cây cỏ khác. Cỏ dại ngoài ra thì có thể mặc kệ nhưng cỏ dại trong lòng thì khó chịu lắm hỡi đại sư. Diệp Phàm thốt ra một câu, tự nhiên trong đó có ý tứ hàm xúc, mà hiệu quả quả nhiên đã xuất hiện. Đôi mắt ưng của hắn phát hiện Vô Ngữ đại sư kia nơi khóe miệng không ngờ đã có hơi co giật một chút. Lẽ nào còn có sự thật chôn giấu? Diệp Phàm trong lòng thầm nhủ một câu. Các vị thí chủ vào hậu viện uống chén trà được chứ? Vô Ngữ đại sư tạm bỏ qua một bên đề tài này. Được thôi, đi dạo lâu như vậy cũng thấy hơi khát. Diệp Phàm gật gật đầu. Mấy anh em nhà họ liền tới hậu viện, mới phát hiện ra ở đó khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Hậu viện này không ngờ có rất nhiều hoa cỏ được tạo hình, có một cây nhỏ dáng tròn tròn bị người ta kỳ công uốn nắn, cành lá khúc khuỷu, rất có ý vị. Ở gần trung tâm hậu viện có đặt một bàn đá hình tròn bán kính tầm mét rưỡi, bên cạnh có mấy cái ghế đá. Lập tức khiến cho nơi này phảng phất như có linh khí. Mọi người ngồi xuống bắt đầu uống trà, trà cũng chỉ là loại bình dân, chính là bạch trà vùng bản địa, cũng không xuất hiện cái gì kiểu như đám cao tăng đắc đạo uống thứ trà xa hoa. Đại sư, thiên nham tự này cũng quá cũ nát rồi, vậy sao ông không trùng tu một chút? Diệp Phàm nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, đoạn hỏi. Ha ha,
không lọt gió mưa với tu luyện có quan hệ gì đâu. Lão nạp cần chính là một chỗ ở tạm tạm, cũng không phải lầu đài rực rỡ gì đâu. Ở chốn hoàng kim thì thử hỏi có mấy người có thể tĩnh tâm tu hành cho được. Nếu lão nạp đem nơi này trùng tu cho đến độ tỏa ánh vàng rực rỡ, chắc chắn sẽ đưa tới vô số khách hành hương. Đến lúc đó, lão nạp muốn tĩnh tâm e cũng âu là khó. Thế nhân bên ngoài hết thảy đều nhìn bằng mắt thường, cho rằng nơi hoàng kim rực rỡ mới là chốn hương khói cho Phật tổ. Kỳ thực có khi Phật tổ lại là thích thanh tĩnh. Vô ngữ đại sư tỏ ra có cái nhìn rất phóng khoáng. Lười đến độ chuyển duyên hóa kiếp ông cũng không muốn đi, đương nhiên sẽ không có tiền tu sửa rồi. Còn nếu nói thoáng ra một chút, có tiền sao không tu sửa sơ qua. Ngay cả có sửa sang lại đôi chỗ cũng không nhất định phải làm cho xanh vàng rực rỡ. Chẳng lẽ có thế thôi cũng phá vỡ sự thanh tĩnh của ông. Cho nên, thanh tĩnh ở đây trên thực tế chính là một người đã lười nên mới vô vi vô dụng. Diệp Tử Y lại bắt đầu nã pháo miệng oanh tạc lão hòa thượng. Thí chủ nói vậy âu cũng có lý, xã hội ngày nay hết thảy đều chỉ biết có tiền. Lão nạp về phương diện này quả là có chút bất cập. Vô ngữ lần đầu tiên nhận sai. Lão hòa thượng, tôi muốn quyên số tiền 1 triệu, giúp tòa thiên nham tự này tu sửa đôi chút theo phương pháp phục cổ thì thế nào? Lúc này, Diệp Tử Kỳ chợt nói. Phục cổ. Vô ngữ hòa thượng nhắc lại một câu, không ngờ đã gật gật đầu. Vậy lão nạp xin cảm tạ công đức của thí chủ. Số tiền này, tự nhiên sẽ là do Diệp Cường, ông chủ tịch tập đoàn Bàn Đế thanh toán. Diệp Tử Kỳ rất có cảm tình với nơi này, bởi vì, đây là nơi cuối cùng mẫu thân y đã tới. Tối hôm đó, cao thủ phác họa bằng máy tính do Thiết Chiêm Hùng phái tới đã đến huyện Cổ Xuyên. Diệp Thần Tây cho khởi công suốt đêm, đến nửa đêm thì rốt cuộc cũng miêu ra được khá vừa ý về ngoại hình của phụ nữ kia. Mấy anh em nhà họ Diệp bèn chia nhau ra. Diệp Phàm ngay trong đêm cầm bản vẽ đó đến Thiên Nham Tự. Đại sư còn nhớ phụ nữ trong bức tranh này không? Diệp Phàm chỉ vào bản vẽ hỏi. Nhớ chứ? Vô ngữ không ngờ lại không có lảng tránh, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Vậy đại sư hẳn là nhớ rõ chuyện xảy ra 20 mấy năm trước. Diệp Phàm hỏi tiếp. Tôi vẫn nhớ. Vô ngữ lại gật đầu đáp. Đại sư không cảm thấy hổ thẹn sao? Người xuất gia hẳn là lấy từ bi làm gốc. Nhưng ông đã phạm vào điều gì? Nếu lúc trước không đôi vợ chồng hảo tâm kia chịu thu nhận và giúp đỡ đứa nhỏ này, đại sư đành trơ mắt nhìn đứa nhỏ chết non, sao? Diệp Phàm càng ngày càng lớn tiếng với ngữ khí rất sắc bén. Đứa nhỏ kia không có duyên với ta. Vô ngữ không ngờ lại qua loa tắc trách thốt ra một câu như vậy để che đậy. Ha ha, tôi không tin đại sư lại không nuôi nổi một đứa con nít. Lão nạp tự tin mình vẫn có thể nuôi sống một đứa nhỏ, tuy nhiên, vẫn là một câu đó, đứa nhỏ đó không có duyên với ta. Vô ngữ đại sư vẫn cố kiên trì. Đại sư có biết thân phận của người phụ nữ đó thì xin hãy nói ra. Diệp Phàm đột nhiên thi triển hóa âm mê thuật, đem hơi thở nội kình bức thành một tia nhỏ trực tiếp truyền qua. Đây là biện pháp Diệp Phàm quen dùng để làm cho người ta công khai. Thôn nữ kia, lão nạp cũng không rõ thân phận của cô ta. Không ngờ vô ngữ đại sư lại thản nhiên lắc lắc đầu, lông mi cũng không hề run lấy một chút. Diệp Phàm rất có chút buồn bực, hoài nghi có phải hóa âm mê thuật của hắn tự mất đi hiệu lực, hay là vô ngữ đại sư là thật sự không biết chuyện của mẫu thân Diệp Tử Kỳ. Tuy nhiên, Diệp Phàm hoàn toàn tin tưởng rằng hóa âm mê thuật của hắn không có khả năng vô hiệu với một hòa thượng bình thường. Phỏng chừng, vô ngữ đại sư là thật sự không biết được lai lịch của người phụ nữ kia. Vậy thì thật kỳ lạ. Cô kia vì sao lại tới tìm đại sư? Thiên Nham Tự ở huyện Cổ Xuyên chúng ta cũng không nổi danh lắm, mà Vọng Nguyệt Tự mới là danh tự. Nếu cô kia chấp nhận ôm đứa nhỏ đến Vọng Nguyệt Tự, tin rằng Vọng Nguyệt Tự khẳng định sẽ thu nhận và giúp đỡ. Diệp Phàm hồ nghi. Không thể khẳng định, tuy nhiên, lão nạp cũng không rõ lắm. Có lẽ là cô kia có nguyên do riêng mà không thể lộ diện ở Vọng Nguyệt Tự, sợ bị người ta nhận ra hoặc là do cái gì khác. Nguyên nhân trong đó cũng khó mà ngờ vực vô căn cứ được. Vô ngữ đại sư vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh. Đại sư, người đành mắt thấy đứa con muốn nhận mẹ mà không thể sao. Chỉ cần người đồng ý nói ra chút manh mối thì hẳn đây là công đức không nhỏ. Diệp Phàm lại thi triển hóa âm mê thuật lần nữa. Cái đó, lão nạp đích thật là bất lực, có nhân tất có quả, lúc trước gặp đứa nhỏ đó, ta đã biết hắn không phải là đứa bạc mệnh đến hết đời.
Tổ tiên lão nạp cũng có một cuốn sách xem chơi, thế nhân xưng là thuật xem tướng. Tuy nhiên, năm đó lão nạp có việc phải đi Lâu Lan một chuyến, cho nên, không có cách nào tiếp nhận đứa nhỏ này. Đương nhiên, cho dù là năm đó lão nạp tiếp nhận thì rồi cũng sẽ qua tay cho người khác. So với qua tay thì còn không bằng không thu nạp. Lâu Lan. Diệp Phàm nhắc lại một câu, đôi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vô Ngữ đại sư. Không cần dùng ánh mắt này dò xét ta, Lâu Lan tuy chỉ là một truyền thuyết. Nhưng, chỗ lão nạp đến là đại khái ở trong phạm vi đó, cũng không nhất định là chỉ nước Lâu Lan của lúc bấy giờ. Lão nạp cả đời ngoại trừ tính tâm nhập thiền ra, thời gian còn lại chính là đi du lịch thế giới. Không dối gạt thí chủ làm gì, lão nạp đã ghé qua rất nhiều quốc gia. Kim tự tháp cho đến quảng trường đỏ ở Moscow đều từng lưu lại dấu chân của lão nạp. Tuy nhiên, lão nạp thích nhất vẫn là Lâu Lan. Bầu không khí cổ xưa ở đó là một tấm gương phản chiếu rạng rỡ lên lịch hoa hạ. Hơn nữa, sự thần bí của Lâu Lan cũng khiến lão nạp rất có hứng thú. Hai người liền trò chuyện rôm rả hẳn lên như bạn bè gặp nhau. Kết quả, tự nhiên là Diệp Phàm buồn bực trở về nhà. Về chuyện của Diệp Tử Kỳ, lúc trước nghi là chuyện mẫu thân y đem cho con cũng không khác biệt mấy so với câu chuyện mà mẫu thân Lâm Tú Chi đã kể. Kế hoạch lớn của Diệp Phàm dĩ nhiên là đã phí công chạy một chuyến. Tuy nhiên, Diệp Phàm phát hiện, Vô Ngữ đại sư rất hay nói. Từ đó có thể nhìn ra được, lão hòa thượng này đích xác là đã đi qua không ít nơi. Sáng mồng năm, Diệp Phàm ngủ đẫy một giấc dài. 4 giờ chiều, nhân mã đi võ ra ở Tạng Tây đã dần đuổi tới. Người đầu tiên chạy tới đương nhiên là Phi Tề Thiên chứ ai, bởi vì, việc này chủ yếu là vì hắn. Người thứ hai tới là Lam Tồn Quân. Anh chàng họ Lam này hiện đang rất quấn quýt với Tô Lâm Nhi, hai người này cứ thế dính với nhau như hình với bóng. Anh này mới đến Diệp gia mà Tô Lâm Nhi đã gọi điện thoại tới nữa, hai người lại hàn huyên đến hơn 10 phút qua điện thoại sau đó mới bị đồng chí Tiểu Lam hạ quyết tâm cúp máy cái rụp, bên cạnh Diệp Phàm và Tề Thiên không ngừng tủm tỉm. Tôi nói cậu nghe này Tiểu Lam tử, sang năm mới, cậu sẽ bỏ lại Lâm Nhi mà đi tìm muội chỉ có phải hay không? Diệp Phàm âm dương quái khí cười nói. Đại ca, anh. Lam Tồn Quân bị nghẹn họng chỉ trỏ Diệp Phàm mất một lúc lâu rồi mới lọt ra một câu để nói. Anh nghe thấy hết rồi à? Đây tự nhiên là Diệp Phàm dùng phúc nhĩ thông thuật thuật tai rơi để nghe lén. Ha ha, tại cái lỗ tai tôi thính thôi. Diệp Phàm thản nhiên cười, tuy nhiên, Diệp Phàm bực dọc phát hiện. Tề Thiên và Lam Tồn Quân không ngờ đều theo phản xạ có điều kiện lùi lại phía sau một bước. Phỏng chừng là muốn rời xa tên, tiểu nhân, nghe trộm người ta nói chuyện một chút. Đã nghe lén, lại còn đắc ý như vậy, tởm thật. Lam Tồn Quân dựng thẳng ngón tay thối chê. Ha ha ha, đồng chí Tiểu Lam tởm ai vậy ta? Lúc này, ngoài cửa vẳng lại một chàng cười sang sảng, chính là nhân bàng chứ còn ai vào đây nữa. Anh ta nhìn bộ dạng quái dị của ba người trong sảnh rồi bảo. Ơ hay chúng huynh đệ. Chẳng lẽ là tởm lợm vị đại ca nào có tên họ là Diệp Phàm? Tuy vậy, vừa thấy Lam Tồn Quân và Tề Thiên gật đầu cái rụp thì Vương Nhân Bàng dũng cảm hẳn lên, lại cười cười mà rằng. Các đồng chí, tôi quyết định gia nhập vào hội NT họ Diệp. Ha ha ha! Trong đại sảnh bốn người đều cười vang sằng sặc, đến nỗi trần nhà cũng rung lên nghe lách cách. Anh Bàng, không phải anh bảo không rảnh, phải phục dịch tiểu thập lục muội đến hết chưa cơ mà. Giờ sao lại trốn qua đây, không sợ bị muội ấy cắn đứt lỗ tai sao? Lam Tồn Quân diễu. Tôi nói chưa ý nhỉ. Tiểu Lam tử, tôi bảo với cổ là sang mừng năm mới với ông cụ, cổ có là cái gì chứ? Chúng ta đường đường là đàn ông thì sao có thể để đàn bà con gái để đầu cưới cổ, nực cười. Vương Nhân Bàng phất phất tay oai như đại tướng quân. Với khí thế cao ngạo vô cùng, y liếc nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Anh có nhìn thấy không? Có đồng chí họ Diệp nào đó rất chi là đáng thương. Sang năm mới, hạng người như tôi đều được rong chơi thoải mái tự do, phóng khoáng. Chỉ có đồng chí đáng thương kia là phải xách váy cô vợ nhỏ, thảm thay, cũng không biết khi nào thì mắc phải hội chứng SV, sợ vợ. Chỗ tôi có thuốc đặc trị chính tông nước nhân đường đây, anh có muốn dùng thử không? Chương 2064, Hoa Hạ Tứ Chư. Anh Bàng đúng là nam nhân đích thực, Diệp Phàm đúng là có sợ tôi. Vậy chứng tỏ Diệp Phàm không bằng anh Bàng, nếu không, anh Bàng cùng Diệp Phàm so thử xem ai có bản lĩnh đàn ông hơn. Lúc này,
Kiều Viên Viên từ trong bếp bưng trà đi ra lạnh lùng hừ nói. Ha ha, là chị dâu à? Vương Nhân Bàng rụt đầu lại ra chiều xấu hổ, không ngờ nói giỡn thôi mà chọc đến uy sư tử mẹ. Diệp Phàm, anh bị chú ấy mắng là đồ sợ vợ đấy, còn không mau dùng nắm đấm chứng minh một chút là anh không phải. Kiều Viên Viên em cũng không thích bọn sợ vợ, mau chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của anh cho chú ấy xem. Kiều Viên Viên quyết hạ độc thủ với anh chàng Nhân Bàng. Nếu không, Tiểu Bàng tử, chúng ta thử mấy quyền, chạm vào người thì thôi. Diệp Phàm cười gượng một tiếng, hai nắm tay vang lên tiếng rắc rắc. Tôi vẫn chưa lú lẫn đến độ đi chơi quyền cước với hai người. Vương Nhân Bàng nhún vai vội vàng bước tới chiếc ghế dựa ngồi xuống liền. Ôi, mồm mép không bằng nắm tay to nhỉ. Lam Tồn Quân cười cười, Kiều Viên Viên cũng rót xong trà rồi lui lên lầu. Này người anh em, mấy ngày nay phải lẽo đẽo theo con sư tử mẹ này mãi sao? Vương Nhân Bàng nhìn nhìn lên trên lầu, thận trọng hỏi. Không có việc gì, con sư tử này dịu dàng lắm, vì anh chú là võ tòng mà lị. Diệp Phàm thản nhiên cười cười, liếc nhìn Vương Nhân Bàng một cái, đoạn hỏi. Cậu với Thập Lục muội tiến triển thế nào rồi? Chưa đi đến đâu, đến nay lâu như vậy rồi mà chưa gặp lại lần nào. Cũng tốt thôi, coi như là chia tay rồi. Vương Nhân Bàng thoạt nhiên hơi sửng sốt sau đó cười đáp. Thật kỳ lạ, không ngờ cổ lại không bám cậu như đỉa, loại đàn bà này tốt đấy. Diệp Phàm gật gật đầu. Ôi, cũng không tốt được bao lắm. Vương Nhân Bàng nhíu mày thở dài. Nói gì vậy? Diệp Phàm hỏi, ba người đều nhìn chằm chằm Vương Nhân Bàng một cách hứng thú. Gọi đến vài cuộc điện thoại, thật sự là phiền phức chết đi được. Ôi đàn bà, một khi để cổ lưu vào bộ nhớ rồi là thật phiền toái. Cái này anh cứ hỏi Tiểu Lam Tử là biết, khẳng định rất rất phiền. Vương Nhân Bàng nói lảng sang chuyện khác. Tôi không có thấy phiền, Lâm Nhi rất hiểu tôi. Tuy nhiên, Tiểu Thập Lục muội chẳng phải cũng rất dịu dàng đó thôi, không thể nào là bé hạt tiêu được. Lam Tồn Quân liếc nhìn Vương Nhân Bàng một cái, hơi lấy làm lạ. Họ tộc nhà cổ cũng chán bỏ sư, người đâu ra mà đông thế. Cổ vẫn bảo tôi đến chơi nhà cổ một chuyến. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới hết cô ba dì bảy chú sáu bách hai nhà cổ là hai chân đã cuống cường trốn biệt. Vương Nhân Bàng tỏ vẻ cay đắng. Không phải chứ, anh Bàng nhà ta mà cũng biết trốn sao, anh là cao thủ bát đẳng cơ mà. Nghe nói hiện tại đã tới tầng nhị nguyên rồi. Thập Lục muội biết võ công, phỏng chừng nhà cô ấy cũng không thiếu người theo nghiệp võ. Nhưng hẳn là không đến nỗi cao thủ như anh Diệp đây chứ. Tề Thiên hứng thú hỏi. Không biết, tuy nhiên, tôi cũng đã tìm hiểu qua, người nhà cổ về cơ bản là không biết võ công. Tuy nhiên, gia tộc cũng có lịch sử lâu đời lắm, quy củ rất nhiều. Về phần Thập Lục muội, nghe nói từ nhỏ đã theo người hàng xóm học võ công chứ không liên quan đến gia đình. Vương Nhân Bàng đáp. Lâu đời, vậy so với Lô gia ở Thủy Châu thì thế nào? Diệp Phàm chợt hỏi. Trên cả Lô gia nhưng không bằng Phí gia ở Bắc Kinh. Vương Nhân Bàng đáp. Vậy thì có là gì, anh sợ cái gì chứ? Chỉ cần xưng ra thế gia, có chuyện gì có thể gây khó dễ chứ? Lam Tồn Quân có chút nghi hoặc. Không phải phép tính giản đơn như vậy là xong, nhà tôi thật ra chả có tiếng tăm quái gì, có mấy ông chú trốn biệt trong Vương gia cốc trồng hoa làm vườn. Hơn nữa, trong số đó chỉ có một người là biết chút võ công, chính vị bị thương kia. Những người khác cũng chỉ là luyện tập giữ sức khỏe, nếu phải đánh người thì tuyệt đối là không xong. Bọn họ, bình thường mặc kệ sự đời, thi thoảng còn chơi chim chơi hoa. Không tin, anh cứ đến, Vạn Điểu Bình, một chuyến. Khẳng định sẽ phát hiện người nào đó có bộ dạng hơi giống tôi ở đó. Hiện tại hết thảy chi phí đều là từ một ít sản nghiệp nhỏ bé mà tổ tiên để lại, đều sắp bị bọn họ phung phí hết rồi. Đến lúc đó thật thì Vương Nhân Bàng này chắc phải đi xin cơm mà ăn thôi. Vương Nhân Bàng nói, sắc mặt rất đứng đắn, không giống như là đang đùa giỡn. Vậy sao không đi làm kinh doanh kiếm chút tiền, nhà các người hình như cũng không có người nào theo chính trị. Tuy nhiên, chi phí mà nhà nước cấp cho Vương lão chắc cũng không ít. Tề Thiên không kìm nổi hỏi. Nhà nước hàng năm cấp cho 1 triệu, tuy nhiên, ông nội của tôi tính tình quái gở, toàn bộ không lấy một đồng nào, một năm xây dựng một ngôi trường tiểu học hy vọng. Vương Nhân Bàng chán nản đáp. Đáng tiếc, nghe nói lần trước đến biên giới Việt Nam anh Diệp bọn họ đã kiếm được một khoản. Đáng tiếc chính là anh không rảnh mà đi, bằng không, chỗ kia cũng đủ cho anh tiêu vài chục năm.
Tề Thiên lắc lắc đầu tiếc nuối. Các ngươi căn bản là không cần lo gì cho cậu ta cả, bản lĩnh mượn gió bẻ măng của cậu ta cũng không nhỏ. Đến lúc đó không có tiền, cậu ta có cướp của người giàu chia cho thằng mình nghèo kiết xác Âu cũng là chuyện chẳng khó khăn gì. Diệp Phàm ở một bên châm chọc cười nói. Anh Diệp, anh hiểu lầm tôi rồi. Thật ra, làm ra những chuyện đó đều là nhất thời hứng thú, muốn làm trò cho vui thôi, tôi chưa từng có hành vi trục lợi gì ở đây cả. Hơn nữa, Vương gia vẫn còn có gia quy, tôi cũng không có khả năng thực sự làm ra chuyện hạ lưu kia. Đương nhiên, thi thoảng cũng có làm ra đôi vụ chơi chơi. Tất nhiên có kẻ nào gây sự thì có hạ chút độc thủ giết chết cũng là chuyện miễn phải bàn. Tuy nhiên, vấn đề tiền bạc thì tuyệt đối không dính dáng tới. Vương Nhân Bàng vẻ mặt đứng đắn quả quyết. Tôi hiểu. Diệp Phàm thuận miệng gật gật đầu. Hiểu được mà anh còn đi nói xấu tôi. Vương Nhân Bàng thiếu chút nữa là chán nản. Như cậu nói đó, chúng ta đều là cao thủ, còn sợ kiếm không được máy đồng bạc về nuôi nhà mình sao? Năm đó khi anh Thiết mới đến Bộ Công an, vì bà xã muốn mua một căn hộ riêng, nhất thời không có tiền. Vì tiền, anh Thiết ca còn thu nhận mấy công tử thiếu gia con nhà giàu có làm đồ đệ. Đó cũng vẫn có thể xem là một con đường phát tài. Một năm kiếm hơn mấy chục vạn chỉ là việc nhỏ. Diệp Phàm cười nói. Quả là vậy, bọn chọc phú ba đời đó có biết cái gì gọi là quyền thuật. Chúng ta tùy tiện chỉ điểm cho bọn chúng vài chỗ liền đủ chúng hưởng dụng cả đời. Hơn nữa, chúng ta cũng không có khả năng đem bản lãnh thật sự truyền cho đám con ông cháu cha để chúng đi gây họa cho người có phải không nào? Tề Thiên tiếp lời. Ừ, đương nhiên. Chúng ta là cao thủ chân chính, kiếm tiền về cho gia đình chỉ là điều bất đắc dĩ. Chúng ta không thể làm vấy bẩn phẩm cách cao quý đó được. Diệp Phàm nói. Không lâu sau thì Lý Cường cũng tới. Năm người ngồi vây quanh cùng bàn luận. Diệp Phàm đầu tiên là giới thiệu chuyện võ gia Tây Tạng. Nếu quả thật là gia tộc của Dương Cực Đạo Thuật, hơn nữa, võ tiên phong lại lợi hại như thế. Mười mấy năm trước người này đã lấy sức một người ra đánh bại cặp liên thủ trong Hoa Hạ lục tôn là Đại Mông Hảo Hán Quân Nhược Ly và Tàng Lang Ác Cẩu Lạc Phiêu Phiêu tại Trường Bạch Sơn. Hai vị này tuy nói chỉ là mới bước vào cửu đẳng khai nguyên, nhưng dù sao cũng là cao thủ cửu đẳng. Người có thể đánh bại hai vị cao thủ cửu đẳng kia thì tôi không dám tưởng tượng là thân thủ hắn rốt cuộc là cao siêu đến đâu. Phỏng chừng, anh Diệp so với hắn cũng chưa là gì. Tề Thiên đành nói trắng ra, bởi vì, việc này vốn là vì chính mình mới liên lụy đến mọi người. Tề Thiên nghe xong liền từ bỏ ý niệm đi võ gia Tây Tạng trong đầu. Chỉ sợ khiến các huynh trưởng bị thương. Bảo tôi đi chiến hai cao thủ cửu đẳng khiêu nguyên, đích xác là rất khó khăn. Tuy nhiên, thắng bại vẫn ở con số 50-50. Tuy nhiên, võ tiên phong là ở mười mấy năm trước chiến thắng bọn họ, điều này lại vô cùng đáng để cân nhắc. Nếu võ tiên phong đã luyện tới tột đỉnh của cửu đẳng thì dù chúng ta toàn bộ tiếp cận một lượt thì cũng như đưa đồ ăn mà thôi. Chẳng qua, tôi có chút hoài nghi chuyện này. Thất 8 năm trước tôi còn gặp qua một trong Hoa Hạ lục tôn là Bắc Sơn tiểu tử Âm Vô Đao, theo hắn nói thì thời điểm đó hắn vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn của cửu đẳng. Mà Âm Vô Đao trong Hoa Hạ lục tôn lại xếp hạng vị cao thủ thứ hai. Cho nên... Nói Quân Nhược Ly cùng Lạc Phiêu Phiêu đều đạt tới tiêu chuẩn cửu đẳng thì tôi có chút hoài nghi hai người bọn họ, có phải lúc đó là đạt tới tầng cao nhất của bát đẳng chứ thực sự thì chưa đột phá đến cửu đẳng khai nguyên. Chẳng qua việc này cũng không có biện pháp khảo chứng, mà những gì Âm Vô Đao nói cũng đáng để cân nhắc. Vì hệ này, chúng ta sẽ không tiếp tục nữa. Tuy nhiên, sư bá tôi là Phí Thanh Sơn đúng là chỉ kém một bước nữa thôi là có thể trở thành cao thủ thập đẳng siêu cấp. Thân thủ của ông ấy. Tôi nghĩ, cho dù là hai tôi cũng không phải đối thủ của ông ấy. Tuy nhiên, mặc kệ thế nào, chúng ta dù sao cũng phải đi thử xem. Tin rằng nếu chúng ta dùng cách tỉ võ kết bạn, trước hết không nói rõ chuyện Giang Đại Phát, bọn họ cùng lắm cũng chỉ đả thương chúng ta mà không dám dồn chúng ta vào chỗ chết. Dù sao, xã hội thay đổi, thời đại thay đổi. Con người bây giờ bị vây trong sự câu thúc của xã hội hiện đại nên vẫn phải tuân thủ pháp luật có phải không? Không giống thời cổ đại, giết người tùy ý, muốn làm thế nào thì liền làm như thế. Ấy thế nhưng chúng ta vẫn nên đi theo nhóm vài người. Một người đi chỉ sợ là có chút nguy hiểm, đám người gia tộc này có chuyện gì không làm được cơ chứ. Diệp Phàm cũng tỏ vẻ thận trọng. Cao thủ ở đẳng cấp này rốt cuộc có gì lợi hại, anh Diệp có thể lấy ví dụ nói qua được chăng, cũng là để chúng tôi trước tiên có chuẩn bị về tâm lý.
Vương Nhân Bàng thật ra là cảm giác được kích thích, cũng không có lấy một chút biểu hiện sợ hãi. Anh chàng này thật ra hai mắt lại đang lóe một thứ biểu cảm kỳ lạ, cái nhìn của một kẻ hiếu chiến. Cao thủ thập đẳng nghe nói có thể dẫm lên sóng mà qua sông, tầng cao nhất của cửu đẳng tuy nói cũng có thể làm được việc đạp sóng mà đi. Tuy nhiên, giày sẽ bị ẩm, mà nếu đổi lại là tôi, chân phải hạ ngập nước đến 10 cm, cũng chính là đến bắp chân chỗ này. Đây là do cự sai biệt về năng lực nội thức tạo thành. Diệp Phàm nói một cách khác mà thấy ai nấy vẫn là có chút không rõ, không khỏi thở dài. Cụ thể tôi cũng chưa thấy qua, sư bá chỉ biểu diễn một chút kỹ thuật đạp sóng mà đi. Những điểm lợi hại khác tôi cũng không rõ lắm. Ôi, cửu đẳng đỉnh bậc thần bí, đối với Lam Tồn Quân tôi mà nói thì đây chính là một trong những mục tiêu cao nhất của đời người. Lam Tồn Quân không khỏi thở dài. Giang Đại Phát có còn ở võ gia trại không? Vương Nhân Bàng chợt hỏi. Hắn không dám ra mặt, phỏng chừng cũng là cảm giác được có gì nguy hiểm. Tôi có một nguồn tin tình báo rất tin cậy, tuy nhiên, có vẻ cũng không phát hiện có cao nhân cùng loại với Võ Tiên Phong lộ diện. Tuy nhiên, mặc dù là hắn không lộ diện thì cũng không thể chứng minh Võ Tiên Phong không ở trong võ gia trại. Võ gia trại có đến hơn ngàn người cư ngụ, lại lớn như vậy, Võ Tiên Phong tùy tiện chọn chỗ nào ẩn cư, chúng ta cũng tra không ra nổi. Diệp Phàm nói, ôi! Chúng ta vẫn là thiếu những cao thủ hàng đầu, tỉ như anh Diệp kia vậy. Nếu có thêm vài người như vậy thì tốt biết bao. Lam Tồn Quân không khỏi thở dài. Thêm vài người, anh cho rằng cao thủ cửu đẳng là cải củ rau xanh đâu đâu cũng có thể kiếm được có phải hay không? Anh Diệp cao thủ như vậy, cả Hoa Hạ chúng ta cũng tìm không ra đủ số người đếm trên đầu ngón tay đâu. Trong số Hoa Hạ lục tôn mỗi người đều là cửu đẳng. Nhưng trong đám trẻ tuổi, Hoa Hạ tứ chư, phỏng chừng không có một người đạt tới cửu đẳng. Ngũ cực thì không cần nói nữa rồi, đó là thế hệ nhân vật thần hóa trước đây, đến nay phỏng chừng cũng thành người thiên cổ hết rồi. Trên thực tế thì Phí Thanh Sơn đóng vai trò nhân vật lĩnh sướng Hoa Hạ lục tôn. Cửu đẳng chính là phạm vi ngừng phát triển, chúng ta ai đã gặp qua cao thủ thập đẳng nào? Ngay cả ông nội của tôi cũng nói chưa từng thấy qua, vậy thì chúng ta càng không đáng nhắc rồi. Vương Nhân Bàng thản nhiên hừ nói. Chương 2065, chạm trán võ gia Tây Tạng. Hoa Hạ tứ chư, ha ha ha. Tề Thiên vừa nhắc lại đã khiến tất cả mọi người SMA thấy tức cười. Đồng chí Tiểu Bàng, anh thật biết đùa, đem bốn vị cao thủ trẻ tuổi nổi danh Hoa Hạ là, Hoa Hạ tứ tú, biếm thành chư. Một khi gặp bọn họ thật thì anh sẽ lãnh đủ. Lam Tồn Quân vẻ mặt vui vẻ vì người khác gặp họa. Thì sao chứ? Bố gặp một đánh ngã một. Hơn nữa, tôi nói nào có sai sao? Bọn họ còn kiêu ngạo, ngông cuồng tự xưng là Hoa Hạ tứ tú, tú chạy đi đâu rồi chứ? Không cần nói là anh Diệp, ngay cả Vương Nhân Bàng tôi so với bọn họ tuổi tác cũng không sai biệt lắm, bọn họ có mấy người trình độ đạt tới tầm tôi, càng khỏi cần nói đến anh Diệp. Tứ chư hợp lực lại cũng không chịu nổi một quyền của anh Diệp. Còn xưng cái gì, lãng soạt được cái hư danh thôi. Vương Nhân Bàng tỏ vẻ cực kỳ khinh bỉ. So với hai tên biến thái nhà các cậu thì đương nhiên không bằng, tuy nhiên, nếu so sánh tương đối trong đám người luyện võ đồng trang lứa mà nói thì bọn họ thật đúng là nhân tài kiệt xuất trong đám trẻ tuổi. Lý Cường kết luận, chúng ta ăn cơm xong sau đó nghỉ ngơi đôi chút rồi xuất phát, tới Thủy Châu trước sau đó lên máy bay sang bên kia. Phỏng chừng còn phải ngồi xe mất cả buổi sáng, mệt chết đi được. Diệp Phàm nói. 2 giờ chiều ngày hôm sau mới đến địa khu Khúc Lạp. Mấy người xốc lại tinh thần, nghỉ ngơi cả đêm, 7 giờ sáng thì tới võ gia Tây Tạng. Khi nhìn thấy một góc võ gia theo phong cách cổ xưa, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Trên một tảng đá lớn dựng lên một ngôi nhà dạng bảo tháp. Tuy nhiên, tất cả đều liền thành một khối, cũng không có phân tán đi nơi này một tòa nơi kia một tòa. Cứ y như là tòa tháp thương mại thành phố mọc thêm mái đỉnh. Kiến trúc cao thấp vây bọc chằng chịt lấy nhau theo một phương thức quỷ dị, làm cho người ta có thứ cảm giác thần thánh, hung hãn, pha lẫn chút thần bí. Tôi nói không sai chứ. Võ gia Tây Tạng chính là nằm trên một tảng đá còn nguyên vỉa nham thạch. Các anh sao còn chưa tiến vào, đi vào bên trong liền còn rộng lớn hơn nữa, làm cho người ta có một loại cảm giác như bước sang khoảng trời khác. Nhiệt độ không khí ở Tây Tạng rất thấp, bên ngoài là băng tuyết ngập trời. Tuy nhiên, ở bên trong võ gia trại so với bên ngoài phòng chừng nhiệt độ không khí chênh lệch khoảng 10 mấy độ. Tôi ra bên ngoài phải mặc áo da,
ở bên trong mặc một bộ quần áo trong giữ ấm, thêm cái áo khoác nữa là ổn. Hơn nữa, phỏng chừng là bởi vì nhiệt độ chênh lệch, bên trong không ngờ có rất nhiều hoa cỏ. So với bên ngoài giường như khác nhau một trời một vực. Tề Thiên kể, lạ vậy, rốt cuộc là do nguyên nhân gì, chẳng lẽ là bởi vì cung cách xây dựng xếp đặt của võ gia? Hình như cũng không theo bát quái hay phương vị gì đó mà. Mà dù có làm theo phương thức đó thì cũng không thể khiến nhiệt độ môi trường tăng lên có phải không? Vương Nhân Bàng cũng có chút nghi hoặc. Nếu muốn cho nhiệt độ bên trong hơn kém mười mấy độ so với bên ngoài, vậy trừ phi là phía dưới có một ngọn núi lửa ở dưới đây không ngừng hun nóng mới có khả năng. Lúc này, Lam Tồn Quân bỗng thốt lên. Núi lửa, có khả năng đấy. Chẳng lẽ phía dưới núi đá của võ gia có núi lửa chết thời cổ đại? Tuy nói mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm nữa cũng chưa phun trào. Nhưng, phía dưới luôn ẩn chứa lắng đọng các tài nguyên gây cháy. Bởi vậy, nguồn nhiệt của nham thạch truyền lại cho mặt đất, khiến cho địa bàn này hình thành một hiện tượng quỷ dị, thì hẳn phải là ấm áp nhiều lắm. Diệp Phàm nói, mà đám tổ tông mấy mươi đời của võ gia nhóm hẳn là đã nhìn chúng đặc điểm này mới đem phòng ốc xây dựng bên trên, ở Tây Tạng, nhưng thật ra lại tìm được chỗ tốt. Tề Thiên gật gật đầu. Con dâu xấu đến đâu cuối cùng cũng phải gặp bố chồng, chúng ta đi chào hỏi nào. Diệp Phàm lên tiếng, đột nhiên như thay đổi suy nghĩ trong phút chốc. Chính là đám Tề Thiên đã cảm giác được khí thế của Diệp Phàm đã thay đổi. Đây có lẽ chính là một loại khí thế trước cuộc chiến. Còn chưa đi đến cửa lớn đã chợt nghe thấy một tiếng kêu đáng sợ vọng lại, hai em chó ngao Tây Tạng hung dữ đang nhăn nanh nhằm mấy người đám Diệp Phàm chu lên. May thay trên cổ chúng còn có một sợi xích sắt. Bằng không, đám Diệp Phàm đã chuẩn bị ra chân rồi. Đương nhiên, chúng chỉ có thể hù dọa người thường, đám Diệp Phàm đều là cao thủ nên điềm tĩnh hướng về phía cổng chính. Nơi này không phải thắng cảnh du lịch, du khách xin mời dừng lại. Lúc này, bỗng truyền đến một thanh âm hùng hậu nói. Đám người Diệp Phàm ngẩng đầu qua, phát hiện là một người trung niên mặc áo da màu trắng. Làn da rất đen, diện mạo bình thường, khuôn mặt thô ráp. Da mặt cuồn cuộn nổi lên. Bởi vì địa khu Khúc Lạp ở Tây Tạng cũng có rất nhiều công trình kiến trúc cổ, cũng thường xuyên có du khách dạo quanh bị kiến trúc rất giống tiểu cung điện Potala của võ gia kia mê hoặc trụ mà hướng sang bên này, đơn giản là muốn thăm thú một chút. Tôi là Tề Thiên, mấy tháng trước từng tới thăm hỏi võ gia các người. Còn cùng Giang quản gia luận bàn chiêu thức, hôm nay lại tới thăm hỏi võ gia, phiền báo lên một chút. Tề Thiên ôm quyền thi lễ như đám người võ lâm. Ủa, ngươi chính là cái tên thanh niên kiêu ngạo, ngông cuồng bị đánh cho tè ra quần kia hử. Hiện tại lại gọi một đám đến giúp đỡ, có phải là muốn báo thù? Người trung niên liếc mắt quét qua đám người Diệp Phàm một cái, phát hiện đều là đám thanh niên. Y cũng liền nhẹ nhàng thở ra một hơi có vẻ châm chọc mà rằng. Tuy nhiên, võ gia chúng ta hiện đang làm lễ mừng năm mới, làm sao có thời giờ cùng bọn trẻ tuổi các người cọ sát? Nếu thật sự muốn khiêu chiến, các người trước hết phải giải quyết hai con chó trong cửa này trước. Đương nhiên, trước hết ta cũng nói rõ một chút. Tự gánh lấy hậu quả, chó nhà chúng ta khả năng các người cũng đã nghe nói qua, tuyệt đối là giống ngao tạng thuần chủng, hơn nữa còn thuộc loại võ gia chúng ta huấn luyện đặc biệt mà ra, đến lúc đó bị cắn thành không ra bộ dáng gì nữa. Chúng ta cũng xin nói lời khó nghe trước, cũng đừng trách là võ đa cát gia không cảnh báo các người. Không phải chỉ là ba con chó canh cửa sao? Chuyện nhỏ. Vương Nhân Bàng có chút khinh thường những lời khi bạc của võ đa cát, cho nên, chó trông cửa vốn chỉ có hai con. Vương Nhân Bàng liền tự thêm võ đa cát đang đứng trông cửa vào thành ba. Anh bạn trẻ, ăn nói cẩn thận chút, võ đa cát tuy nói ở nhà chúng ta chỉ là phụ trách việc bảo vệ. Nhưng, người võ gia chúng ta mặc kệ nam nữ già trẻ đều tôn trọng hắn. Nhân phẩm của ngươi, võ tác phượng này lấy làm khinh thường. Lúc này, từ trong của đi ra một người trung niên có cái mũi hơi hồng. Người này một thân mang áo lông trắng như tuyết, phỏng chừng dùng thứ da trồn hảo hạng chế thành. Một đôi giày da to, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nhìn qua rất khí phách và hùng tráng. Xin chào ngũ gia, đa cát thỉnh an người. Võ đa cát khom người thi lễ, có vẻ rất cung kính. Diệp Phàm giật mình, hiểu được người này chính là một trong những người cầm trịch võ gia hiện tại, bởi vì ở võ gia đứng hàng thứ năm. Cho nên võ đa cát mới xưng hắn là ngũ gia. Vị này thuộc đám người cốt cán võ gia, bởi vì hắn là con út của võ tiên phong. Năm nay phỏng chừng 40 tuổi gì đó,
khó trách Võ Đa Cát đối với hắn cung kính như thế. Không cần đa lễ đâu Đa Cát. Ngũ gia Võ Tác Phượng khoát tay áo, có vẻ rất bình thản phóng khoáng. Ngũ gia, vừa rồi đã có người dám mắng tôi là chó. Nói là giải quyết ba con chó thực nhẹ nhàng, vậy Đa Cát sẽ không khách khí nữa, tôi coi như cũng một bọn với đám chó. Cùng A Lang và A Thanh ngoài cửa chơi với anh bạn trẻ kiêu ngạo, ngông cuồng vô độ này mấy chiêu. Xin ngũ gia chấp thuận. Võ Đa Cát nói. Về phần A Lang và A Thanh, khẳng định là chỉ hai chú ngao tạng ở cửa. Xem ra, Võ Đa Cát cũng là bị Vương Nhân Bàng nói cho phẫn nộ. Không ngờ lại tự so mình với chó mà ra mặt quyết đấu. Anh bạn trẻ, lời này là ngươi nói sao? Rõ ràng Võ Tác Phượng đã nghe thấy, vậy xin hỏi một chút, cũng không biết là có ý gì. Lúc này, lại có thêm tiếng mười mấy người nhà họ Võ từ trong sân bước ra. Đương nhiên, nếu tôi đã nói, đương nhiên cũng không dám không thừa nhận. Vương Nhân Bàng vẻ mặt bình tĩnh đáp, hắn không tin một tên trông cửa đẳng cấp võ công có thể vượt qua chính mình, hơn nữa hai con chó tuy nói là ngao tạng thì cũng có xá gì. Người này có làm con chó cũng không xong, chỉ bằng Vương Nhân Bàng này mua miếng đậu hủ đập vào đầu mà tự xử cho rồi. Người trẻ tuổi, thời đại bây giờ múa mép khua môi là vô ích, xuất ra bản lãnh thật sự của ngươi mới đáng mặt thằng đàn ông. Võ Tác Phượng thản nhiên hừ một tiếng, căn bản là không đem Vương Nhân Bàng đặt ở trong mắt. Tuổi trẻ cũng có thể coi là tiền vốn, so với tầm tuổi lão ta còn có thể sống lâu thêm vài năm. Công phu mồm miệng của Vương Nhân Bàng cũng không thua kém Võ Tác Phượng, khiến họ Võ tức giận đến ánh mắt trừng trừng, hừ nói. Lôi thôi dài dòng gì nữa, mau bắt đầu đi. Bảo vệ ngũ gia cho ta. Võ Đa Cát cười lạnh một tiếng, nhoáng người lao đi, keng một tiếng, xích sắt của hai chú chó được giải khai. A Lang A Thanh, cắn chỗ này của hắn. Võ Đa Cát không ngờ lấy tay chỉ chỗ đúng quần Vương Nhân Bàng, xem ra, là dẫn đường cho lũ chó muốn cắn rơi cái đồ chơi kia của Vương Nhân Bàng. Bố thích nhất là món canh XXX chó. Vương Nhân Bàng tức giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Võ Đa Cát, nói. Còn cái của lão ta nhất định sẽ thiến, của lão thì không nấu canh được, ném vào đống rác lại e ô nhiễm môi trường, rõ ràng cho chó gặm là tốt nhất. Nước mắt lưng tròng. Hai con ngao tạng không ngờ còn hiểu được thuật hợp kích, một tả một hước tiến tới trước mặt Vương Nhân Bàng. Thật đúng nghe lời CMNA, A Thanh cắn về phía hạ bộ Vương Nhân Bàng, A Lang cắn thẳng yết hầu. Mà Võ Đa Cát cũng không chậm chút nào, theo sát phía sau bọn chó tung luôn một cước mang theo tiếng gió rít cương mãnh lao về phía mắt rốn Vương Nhân Bàng. Ba chỗ thụ địch, nếu chúng mục tiêu thì phỏng chừng Vương Nhân Bàng cũng thọ thương kha khá. Tuy nhiên, đám Diệp Phàm rất bình tĩnh đứng nhìn, bởi vì, bọn họ biết được thực lực của Vương Nhân Bàng. Hay, hay, hay lắm. Đám người võ gia đang xem cuộc chiến toàn bộ thốt lên tiếng trầm trồ khen ngợi, có người còn vỗ tay. Mà ngũ gia Võ Tác Phượng cũng là vẻ mặt mỉm cười nhìn ra giữa sân. Cút con mẹ mày đi. Vương Nhân Bàng bay người lên tung ra một cước, thanh âm đến cùng lúc với tiếng chân, lập tức vang lên tiếng oang oảng. A Thanh bị Vương Nhân Bàng tung một cước trực tiếp đá văng vào bức tường vây bằng đá hoa cương rắn chắc. Trên tường lập tức bắn tung tóe ra một vệt máu như cánh hoa mai. Mà A Thanh trên mặt đất cũng cố trở mình vài cái, song giữa hai chân sau là một vệt máu tươi. Tự nhiên, nó đã bị Vương Nhân Bàng dùng 5 phần khí lực một cước đá thành thái giám. Hạ bộ của con chó nhỏ đều bay mất phân nửa, còn lại một chút thì tự nhiên là máu tươi chảy đầm đìa nhỏ giọt trông rất dọa người. Nhuộm lên toàn thân đều là màu huyết đỏ. A Lang, Võ Đa Cát hét to một tiếng, một cước kia chuyển hướng nhằm về phía hạ bộ Vương Nhân Bàng. Còn chưa có đến lượt lão, kêu gì mà kêu. Vương Nhân Bàng nghiêng người né qua dưới cước kia của Võ Đa Cát bồi thêm một cước vô cùng mạnh mẽ vào chỗ kia của A Thanh. Nước mắt lại lưng tròng. A Thanh kêu thảm dập khuôn theo A Lang một dạng, cũng là bị văng mạnh vào tường rồi lăn mấy vòng đè lên người con ngao tạng kia. Hai con vật tội nghiệp kết thành một đôi. Khiến mấy người nhà họ Võ đang kiểm tra A Lang đều bị đâm cho ngã chổng vó. Hừm, mẹ nó, sao lại không có gậy gộc gì thế này? Vương Nhân Bàng tập trung nhìn kỹ, thấy hơi chán nản, bởi vì, A Thanh là con chó cái. Giữa hai chân sau lại không có thứ đồ chơi kia, tuy nhiên, phía dưới vẫn máu thịt bầy nhầy một nhúm. Ngao tạng có hùng dữ đến mấy cũng chưa chống lại được mãnh lực một cước có thể làm vỡ đá tảng của cao thủ bát đẳng nhĩ nguyên. Đến lượt lão,
phát hiện Võ Tác Phượng đang xông qua đánh lén, Vương Nhân Bàng đột nhiên tung mình lên độ cao gần 3 mét. Quay một góc 180 độ, tung chân kiểu bộ cạp vô thẳng mặt Võ Đa Cát. Bang! Chương 2066, món tay người hun khói. Giống như đá trúng một khối da heo, Võ Đa Cát buồn bực hừ một tiếng, cả người nghiêng ngả lảo đảo lui lại vài chục bước mới đứng vững được thân mình. Tuy nhiên, trên mặt bị Vương Nhân Bàng đá cho một cước nên một bên mũi sụp hẳn xuống. Da mặt hai bên má đều bị giày da đặc chế của tổ đặc nhiệm cứng rắn thổi đi, toàn bộ da mặt bị bong chóc, còn lại chỉ là một đám máu thịt bầy nhầy, xem qua thật là dọa người. Đấy vẫn là Vương Nhân Bàng không muốn bại lộ thực lực mà chỉ dùng 3 phần khí lực, nếu 10 thành khí lực, Võ Đa Cát kia phỏng chừng đã bị vặn gãy cả cổ rồi. Người nhà họ Võ bên cạnh khẩn trương qua giúp Võ Đa Cát, hắn ta giờ đã thân mình mềm nhũn, đặt mông ngồi phịch xuống, nhìn máu tươi hỗn loạn ồ ồ chảy ra mà thở hồng hộc. Kỳ quái chính là Võ Tác Phượng cũng không có bất luận động thái gì mà chỉ lạnh lùng liếc nhìn Vương Nhân Bàng một cái, nói. Các hạ quả là thân thủ siêu phàm. Bản nhân có tư cách khiêu chiến tổng quản Giang Đại Phát rồi chứ? Vương Nhân Bàng nhẹ nhàng phủi phủi tay, giống như muốn vuốt ve đồ vật gì đó bị bám bụi, thản nhiên nói. Ngươi là đến giúp tên tiểu tử này đòi nợ. Võ Tác Phượng hoảng hốt tỉnh ngộ, chỉ vào Tề Thiên hỏi. Chúng ta là bằng hữu của y, tuy nhiên, nghe nói võ gia ở Tây Tạng có danh xưng là Ư Tiểu Võ Vương. Cho nên, cũng đến với thành ý thăm hỏi và luận bàn võ học. Lúc này, Diệp Phàm vẻ mặt bình tĩnh đáp. Thăm hỏi là giả, lấy lại sĩ diện mới là thật đi, Tiểu Ngũ, cho bọn họ vào. Lúc này, một thanh âm trung khí 10 phần truyền đến. Vâng, thưa đại ca. Võ Tác Phượng quay đầu trả lời, giơ tay vừa động nói. Tuy nhiên, muốn vào của võ gia, trước hết phải qua tôi đã. Còn mời đại ca cứ chờ. Qua thế nào? Lam Tồn Quân hỏi. Rất đơn giản, Võ Tác Phượng tôi cho tới bây giờ chỉ thờ phụng cái nắm đấm. Chỉ cần ngươi tay to hơn ta là có thể đi vào. Bằng không, lưu lại thằng nhỏ cho A Lang mài răng, sau đó thì cút đi thôi. Võ Tác Phượng rất điềm tĩnh, rất có khí thế chỉ vào Vương Nhân Bàng quát. Thân hình xương sầu to bản, thực sự mang lại cảm giác như một ngọn núi nghiêng mình xuống. Ha ha, thứ đồ chơi này của bố có rất nhiều em thích. Các em mà cần thì ông đây không nói hai lời kính dâng. Người ư, bố đây cũng không phải loại hàng dễ vỡ, cút đi cho ta. Vương Nhân Bàng so với Võ Tác Phượng thì càng hoành tráng, càng kiêu ngạo. Ăn một quyền của ta đi. Võ Tác Phượng bị chọc giận, chân trái đạp ra sau, toàn bộ thân mình xông lên trước như đạn pháo đánh về phía Vương Nhân Bàng. Cuốn theo một trận gió như lốc xoáy, khiến ai nấy bên ngoài đều né qua một bên. Đối thủ của ngươi là ta cơ. Diệp Phàm dùng ánh mắt ra hiệu, Vương Nhân Bàng nhoáng cái chợt thối lui đến cạnh Diệp Phàm. Mà Lam Tồn Quân cũng là một quyền đón đánh mà lên. Đây một là vì bảo tồn thực lực. Hai cũng là để giấu bản lĩnh thực, võ gia Tiểu Ngũ ra tay. Phỏng chừng cũng đang có ý thử tính toán bản lĩnh đám Diệp Phàm bên này. Khi cao thủ chân chính của võ gia còn chưa xuất hiện, Diệp Phàm nhất quyết phải duy trì tính bất ngờ. Thình thịch, cảm giác dường như hai túi da mang đá đánh vào nhau, thực cứng đến kinh ngạc. Võ Tác Phượng lui liền 3 bước mới ổn định được thân mình. Hắn ngẩng đầu lên, có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Lam Tồn Quân đến vài lần. Đoạn nói, các hạ thân thủ thật cao cường. Tự nhiên, Lam Tồn Quân tự lui lại 4 bước đáp lễ. Các hạ thân thủ cũng rất cao, ăn may thôi, cũng không nhất định là vậy. Tiểu Lam Tử có sao không? Vương Nhân Bàng lại gần Diệp Phàm nhỏ giọng thì thầm vào tai. Ha ha, chúng ta tiếp tục xem, diễn, là được. Diệp Phàm nhẹ nhàng đáp, vẻ mặt rất điềm tĩnh. Vương Nhân Bàng vừa thấy, lại nhìn Lam Tồn Quân, trên mặt không ngờ lại mỉm cười nhợt nhạt. Phỏng chừng cũng hiểu được Diệp Phàm gọi là, diễn, là có ý tứ gì. Hay lắm, lại nào. Võ Tác Phượng cũng đến hồi thích thú, thân mình vừa chuyển, một quyền như gió xé xoay tròn quét về phía Lam Tồn Quân. Võ gia đại hồi toàn. Diệp Phàm nhỏ giọng hừ nói. Đại hồi toàn, rất lợi hại sao? Vương Nhân Bàng hỏi. Một trong những công phu sở trường của võ gia. Nghe nói Võ Tiên Phong lúc trước thi triển công phu này có thể khiến nội quanh mình 50 mét mọi người có thể cảm giác được một lực hút hướng tâm mạnh mẽ. Bản lĩnh kém thì còn có thể bị hắn làm cho tự động xoay tròn lên, giống như khiêu vũ vậy. Tuy nhiên,
đây cũng là một khúc tử vong chi vũ, bởi vì, hắn là không ngừng cho ngươi theo hắn xoay tròn. Hắn chuyển một vòng thì ngươi phải chuyển ba bốn vòng tròn. Cuối cùng, khi ngươi chịu không nổi đến hôn mê, cho đến lúc này, hắn xoay tròn thêm vài cái, lúc này ngươi sẽ cứng rắn bị hắn xé đến đầu rơi máu chảy. Hắn chỉ cần duỗi tay ra ngươi liền xong đời. Diệp Phàm giới thiệu một hồi. Một môn công pháp đẹp đấy. Vương Nhân Bàng nhún vai, hai người cùng nhìn về phía ngoài sân. Quái dị chính là Lam Tồn Quân cũng đang xoay tròn, chỉ là võ tác phượng quay theo chiều kim đồng hồ, còn Lam Tồn Quân thì là quay theo chiều ngược lại. Hai người vừa tăng tốc, lập tức có hai luồng gió lạnh sắc bén bên ngoài thân thể hình thành nên bầu khí lực vô hình. Bầu khí lực này xoay tròn, tạo nên sóng khí cuộn dâng trên không trung, phát ra tiếng vang ảo ảo. Đám người võ gia đang xem cuộc chiến toàn bộ ngừng lại thở dốc, liên tục trầm trồ khen ngợi đến mê muội. Hơn nữa, đám người gia tộc họ võ đứng gần đều có cảm giác bị quầng khí tức này cuốn vào. Đám người không có bản lĩnh khẩn trương lui lại phía sau mấy chục bước mới dám có chút sợ hãi mà đứng xem cuộc chiến. Đương nhiên, mặc dù là bọn họ hiểu được có chút nguy hiểm, nhưng là không muốn rời khỏi. Bởi vì bọn họ cũng rất khó nhìn thấy quang cảnh đánh nhau kịch liệt của các cao thủ thế này. Két két két, liên tiếp mấy thanh âm chói tai truyền đến, hai quầng khí không ngừng xoay tròn ngược hướng va chạm lẫn nhau. Bóng người trong hai quầng khí đó cứ tả hữu lay động, thi thoảng hai quầng khí còn có thể thay đổi phương hướng, lúc cao lúc thấp. Hai người họ đang so bì sức chịu đựng, ai kiên trì không được sẽ bị đối phương làm cho ngất xỉu trước mà ngộ thương. Diệp Phàm thản nhiên nói. Tiểu Lam Tử trông thực nhẹ nhàng, phỏng chừng vẫn đang chơi đùa với cái tên khốn ngũ gia kia. Vương Nhân Bàng khinh thường hừ nói. Ừ, cái kia tiểu ngũ kia có thực lực đỉnh bậc lục đẳng. Tuy nhiên tiểu Lam Tử vẫn có thân thủ cao hơn so với hắn, thất đẳng và lục đẳng đỉnh bậc tuy nói chỉ hơn kém nhau một bậc nhỏ, nhưng thực lực cũng là một trời một vực. Võ tác phượng, sẽ bị thảm bại rất khó coi đây. Diệp Phàm thản nhiên hừ một tiếng. Tôi rất háo hức đó. Vương Nhân Bàng nhún vai, nhìn chằm chằm võ tác phượng. Đúng lúc này, võ tác phượng đột nhiên cất cao dựng người lên. Cả người mang theo một quầng khí nghiêng nghiêng từ không trung bay tới, hơn nữa, người cũng lộn ngược lên, biến thành đầu dưới chân trên. Hai tay tiến về phía trước giảo động thật lực, đôi chân giống như một kéo bự lặp lại động tác xoay tròn nhằm cắt xoẹt về phía trên đầu Lam Tồn Quân. Trường lực phát ra từ đôi song cước theo thế cắt kéo đó hình thành một luồng khí lực quỷ dị phía trước. Luồng khí lực này không ngờ lại hình thành một dạng hình kiểu chùy tam giác xoay tròn đâm thẳng vào Lam Tồn Quân. Nếu bị cắm trúng, Lam Tồn Quân chắc sẽ giống như bị một cái dùi sắc nhọn xoay tròn cắm vào người. Đương nhiên, đây cũng không phải là nói đồng chí tiểu ngũ có thực lực bức nội khí phun thẳng ra ngoài như vậy, việc đó cho dù là cao thủ thập đẳng cũng rất khó để khống chế dễ dàng như thế. Thứ này, đôi mắt ưng của Diệp Phàm sớm đã thấy rõ ràng. Tự nhiên là tiểu ngũ dùng thủ pháp đặc thù, đem không khí biến thành nội kình mà thao túng. Không thể không nói, công phu của võ gia đích xác là có chỗ huyền diệu. Diệp Phàm rất dụng tâm quan sát chiêu thức của tiểu ngũ, tự nhiên là hắn đang học lỏm. Cặp song chùy vô hình bằng khí lực hội tụ hỗn loạn bao bọc lấy thân thể tráng kiện của tiểu ngũ, phần phật phá không ép thẳng xuống dưới. Nói thì thấy chậm, nhưng tốc độ thực tế thì tương đối mau lẹ, trong chớp mắt đã đến trên đỉnh đầu Lam Tồn Quân. Tiểu Lam Tử cũng không phải tay mơ, lập tức tung ra bí kỹ. Mười ngón tay chập lại, lập tức một xoáy đen hình sóng sâu hun hút được tạo thành. Lam Tồn Quân hợp hai tay đẩy đi, lập tức liền đem chùy tam giác của tiểu ngũ phát ra trước đó kẹp vào trong vòng xoáy. Hơn nữa, Lam Tồn Quân cũng chấp thời cơ vọt lên trên đỉnh đầu. Răng rắc một tiếng truyền đến. Đồng chí tiểu ngũ bị phản lực đẩy thối ra sau 7-8 bước liền, khi đứng lại thì sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì, hắn phát hiện hai cổ tay đột nhiên giống như bị sức gió phạm vào không ít, làn da vốn thường bóng loáng nay không ngờ đã nổi lên rất nhiều nếp nhăn. Dường như đột nhiên bị luồng nhiệt cực nóng đến mấy trăm độ nướng phải, da cổ tay đều dán chặt vào xương cốt. Kỳ thực, đây là hiệu quả của chiêu thức hợp thập phong qua, xoáy lốc hình chữ thập mà Lam Tồn Quân tạo thành. Trong nháy mắt đã rút hết lượng nước trong tay tiểu ngũ nên mới tạo thành kết quả như thế. Lần sau còn như vậy. Chú em chỉ còn lại da bọc xương là cái chắc. Lam Tồn Quân vẻ mặt bình tĩnh hừ lạnh một tiếng, có vẻ rất thoải mái. Người này, đang khi đánh nhau kịch liệt mà vẫn muốn tỏ ra kiêu. Xem chiêu cuối của ta đây.
Tiểu Ngũ nhìn đám người nhà quanh mình sắc mặt có chút ảm đạm thì bỗng vô cùng giận dữ, hắn tự thấy mình mất mặt quá. Bình thường, toàn bộ người trong phạm vi Tây Tạng không ai không biết đến, Tiểu Ngũ gia, nhà họ Võ. Đi đến đâu mà không được nghênh đón kiểu quần tinh ủng nguyệt. Hôm nay này nếu để chuyện này truyền ra ngoài, Tiểu Ngũ gia còn lăn lộn cái quái gì được nữa. Lần này tư thế hoàn toàn khác với trước đó, Tiểu Ngũ gia dựng thẳng trường thủ như đao, phóng người lên đến tầm ba thước. Trên không trung khoát một bước dài, trường thủ kia biến thành lưỡi búa. Trực tiếp vẽ nên một đường sát khí xé trời. Quỳnh một tiếng chói tai truyền đến. Thủ đao. Diệp Phàm miệng nhắc tới một câu, nghĩ tới trong số Hoa Hạ lục tôn có Bắc Sơn Nhất Truy Tử Âm vô đao sở hữu thủ đao công có thể dùng, vô đao thắng hữu đao. Thủ đao của Võ gia không ngờ lại có hiệu quả ảo diệu tương đương. Hơn nữa, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, bàn tay kia của Tiểu Ngũ gia đột nhiên như lớn lên không ít. Dường như trở thành một bàn tay sung mãn khí lực, không ngừng mở rộng ra hai bên. Mở rộng ra đến tầm một thước, bộ dáng có vẻ hơi dọa người. Đây là công phu gì vậy? Vương Nhân Bàng cũng có chút ngạc nhiên, nhìn chằm chằm bàn tay kia, trêu chọc nói. Như Lai thần trưởng của Tinh gia lại hiện thân kìa. Phỏng chừng là công pháp đặc thù của nhà họ Võ, đem khí huyết toàn bộ khống chế trong lòng bàn tay. Mạch máu cùng da thịt cơ bắp ở tay trong nháy mắt trướng phình lên không ít. Hơn nữa kình phong đi kèm cũng có vẻ đặc biệt khủng bố. Diệp Phàm phân tích, thực lực trước mặt, bất luận hao chiêu bịp bợm gì đều là đồ trang trí mà thôi. Lam Tồn Quân một tiếng hừ lạnh, song thủ trong giây lát xé đến, vẫn là tạo thành hình chữ thập hướng về phía thủ đao của Tiểu Ngũ gia. Xoẹt! Lần này không ngờ mất linh, thủ đao của Tiểu Ngũ gia không ngờ đã xuyên thẳng, đột phá qua song thủ của Lam Tồn Quân trực tiếp bổ qua một bên bụng anh ta. Hừ! Mắt thấy thủ đao sắp phạm vào bụng, Lam Tồn Quân một tiếng hừ lạnh. Hai tay như tia chớp rút lại thủ thế. Một phen kẹp lấy cánh tay trái của Tiểu Ngũ gia dùng mãnh lực vặn ngược ra ngoài. Hơn nữa, Lam Tồn Quân cũng khá âm độc, toàn bộ thân mình cũng mượn lực xoay mạnh né ra. Cánh tay xoay mà thân hình giữ nguyên không chuyển thì chuyện tất yếu đã đến. Răng rắc. Chương 2067, Nhật ký Khổng Minh giả thổ huyết. Tiếng xương cốt gãy vang lên nghe rất rõ ràng, toàn bộ cánh tay của Tiểu Ngũ gia đã bị chặt đứt. Đương nhiên chỉ có xương cốt bị chặt đứt còn cánh tay vẫn chưa rời khỏi thân thể. Lam Tồn Quân cứ mặc kệ, hạ độc thủ với bố mày, bố cũng đương nhiên không khách khí. Bèn dụng 10 thành khí lực vung tay một cái như quăng bao tải ra bên ngoài, Tiểu Ngũ gia như cái bao tải chất đầy mạt cưa bị ném thẳng ra phía bức tường. Mắt thấy y sẽ đụng phải bờ tường là cái chắc. Két! Trước mắt một bóng đen chợt lóe lên, Tiểu Ngũ gia được một bóng đen vững chãi giữ lại ở khoảng cách hơn 10 mét trước tường đá. Thân mình gục vào lòng bóng đen đó. Sớm đã bảo là cứ để bọn họ tiến vào, chú lại không nghe, nay đã biết lợi hại rồi chứ. Cũng tốt, cho chú chịu chút giáo huấn cũng tốt, thiên hạ này cũng không chỉ có mối Tiểu Ngũ chú. Bóng đen miệng nói thân mình dừng lại. Đám Diệp Phàm nhìn lại, phát hiện người này gương mặt có giống Tiểu Ngũ ra đến ba phần. Tuy nhiên, Tiểu Ngũ là tráng kiện, mà người lại gầy trơ xương. Rất khó tin là một người gầy chỉ chừng 120 cân cân tàu bằng 1/2 kg có thể ôm gọn Tiểu Ngũ chừng 200 kia đáp trở về, còn phải tính thêm cả quán tính nữa. Người này kinh lực cũng thật là có chút kinh người. Tại hạ Võ Ba Đế, là anh hai của Tiểu Ngũ. Các hạ thân thủ thực đáng khen, nếu không chê chúng ta có thể chơi vài hiệp. Võ Ba Đế đem Tiểu Ngũ cho mấy đệ tử theo sau chăm sóc, hai tay liền ôm quyền, có vẻ tương đối có lễ phép chào hỏi Lam Tồn Quân. Ha ha, cậu ta mệt rồi, để tôi chơi với ông. Vương Nhân Bàng tiến lên trước một bước, cũng là hai tay ôm quyền mà nói. Đây đương nhiên cũng là sắp xếp của Diệp Phàm, theo như khí lực vừa rồi Võ Ba Đế dùng để đón lấy Tiểu Ngũ mà, người này ắt là có thân thủ bát đẳng. Tuy nhiên, hẳn là sẽ không cao hơn Vương Nhân Bàng, nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng. Hai người đánh nhau kịch liệt, có chi số thắng bại cũng là ở mức 50-50. Tuy nhiên, đến giờ thì trong lòng Diệp Phàm đã có chút kinh ngạc. Gia tộc, đạo thuận Võ Nhất Phi, dương cực trong số ngũ cực này quả thật là bản lĩnh thâm hậu, không ngờ lại kiếm đâu ra nhiều cao thủ như vậy. Ngay cả Võ Đa Cát trong cửa kia cũng có thân thủ tứ đẳng. Mà tên Võ Tác Phượng bị Lam Tồn Quân vặn gãy tay kia cũng có thân thủ lục đẳng đỉnh bậc. Còn hiện tại lại ở đâu ra một nhị ca Võ Ba Đế, ít nhất có thân thủ bát đẳng nhất nhị nguyên gì đó.
Vậy tên đại ca lúc trước lên tiếng võ cái gì đó khẳng định bản lĩnh so với hai người em chắc là còn cao hơn. Nếu tên đại ca đạt tới thân thủ cửu đẳng, vậy hôm nay mấy người muốn toàn thân trở ra quả có chút khó khăn. Diệp Phàm cảm giác được áp lực chưa từng có nổi lên. Ngũ cực chi ra đúng là vượt xa những gì Diệp Phàm đã nghĩ. Nếu đem so với toàn bộ tổ A, phỏng chừng cũng có đến 4 phần thực lực. Khó trách ngay cả nhân vật bá chủ một trời như phó chủ tịch ủy ban quân giới Tiền Phong Vân cũng không dám dễ dàng động thủ với võ gia. Biết rõ là kẻ thù giết cha là Giang Đại Phát đang ở ngay trong nhà họ võ mà vẫn không động thủ. Đương nhiên, Tiền Phong Vân là nghĩ cho đại cục, thân giữ chức vụ quan trọng trong giới quân đội, có chịu ấm ức cũng chẳng lấy làm điều. Chú em nghĩ kỹ chưa? Võ Ba Đế liếc nhìn Vương Nhân Bàng một cái, hỏi. Nghĩ kỹ lắm rồi. Vương Nhân Bàng không hề nghĩ ngợi, đáp luôn. Vậy xin mời vào trong, tỉ thí ở ngoài của thế này thực chẳng ra thể thống gì cả. Võ Ba Đế nói. Đám Diệp Phàm theo đó tiến vào võ gia, nhằm thẳng hậu viện mà đi. Quả nhiên bên trong nhà họ võ đích xác là thoải mái. So với bên ngoài băng tuyết ngập trời đơn giản là một trời một vực. Diệp Phàm thậm chí hoài nghi có phải là tổ tông võ gia dùng pháp thuật gì ở đây. Nhiệt độ trong này phỏng chừng đạt tới 3-4 độ. Bây giờ đang là mùa đông ở Tây Tạng mà nhiệt độ không khí bình quân không dưới mức -5-6 độ là rất hiếm thấy. Đặc biệt là địa khu Khúc Lạp, mùa đông nhiệt độ không khí bình quân là khoảng -10 độ. Mà trong võ gia trại này nhiệt độ lại đạt tới 3-4 độ, quả là một nơi lý tưởng. Lại gần mới phát hiện nội trại hoa cỏ không ngờ đều có đủ, cây cối tương đối nhiều. Chẳng qua là so với nhà lầu 7-8 tầng của võ gia trại thì cây cối tầm vóc nhiêu đó hơi có vẻ thấp bé đôi chút. Ngẫm lại cũng là lẽ thường, ở bên trong trại, càng lên cao phỏng chừng nhiệt độ không khí càng thấp. Chính là cây cối có muốn cao thêm cũng khó khăn. Hậu viện dựa vào một sườn núi nhỏ, bên trên có tuyết đọng vẫn chưa tan. Phía đám cây xanh vần quanh là một bãi cỏ rộng, dù đang là mùa đông giá rét nhưng cây cỏ vẫn không bị khô vàng mà lại vẫn căng tràn nhựa sống. Khi đám người Diệp Phàm lại đây thì phát hiện trên bãi cỏ sớm đã có rất đông người đứng, còn có 30 mấy cái ghế da sói bày ra trên bãi cỏ, trên đó đều đã có người ngồi. Bên ngoài đám người nhà họ võ thích xem náo nhiệt đã quây thành một vòng tròn, phỏng chừng không dưới 200 người. Mà đứng xen kẽ ở hai bên hàng ghế da sói là tầm 20 võ gai đệ tử mang tạng phục, một thân cường tráng, mỗi người đều toát lên khí thế oai hùng. Phỏng chừng, nhiều đó chính là thực lực của võ gia quân. Về phần đẳng cấp, Diệp Phàm phỏng chừng bọn người kia nhiều nhất cũng chỉ tầm nhị đẳng là cùng. Ngay cả tam đẳng phỏng chừng cũng sẽ không nhiều. Bằng không, báo săn thật ra có thể đến võ gia tuyển những người này đi. Tuy nhiên, tình hình võ gia tổ A hẳn là cũng có nắm giữ một ít tư liệu. Vì sao không tới ép mà đòi người? Đương nhiên, cũng là do có chút băn khoăn. Võ gia so với các đại môn phái như Thiếu Lâm Võ Đăng Thanh Thành La Phù thì cũng không hề thua kém. Bởi vì lão tổ tông của bọn họ là Dương Cực Đạo Thuận là cao thủ cùng đẳng cấp với Trương Vũ Trần của Võ Đăng. So với tổ sư của các môn phái hàng đầu khác thì càng vang dội hơn đôi chút. Cho nên, mặc dù là tổ A cũng không dám khinh khi đến vuốt râu hùm. Đem ghế đến mời khách ngồi. Lúc này, một vị lão nhân râu quai nón thân mang toàn phục sức gia tộc ngồi ở ghế chủ tọa vung tay lên tiếng, một bên vạt áo thêu bức vương ra đồ án cổ. Người này phỏng chừng chính là con cả của Võ Tiên Phong tên là Võ Mã Đình. Diệp Phàm không khỏi bắt đầu đánh giá người này, tuổi tác nghe nói tầm 60 gì đó. Dưới hàm là nguyên tròm râu dài đến cả thước đen trắng hai màu lẫn lộn. Tuy nhiên, trên khuôn mặt có phần hốc hác của người này có một vết sẹo do đao chém dài đến hơn 10 cm, cũng không biết là người nào hạ thủ. Xem ra khuôn mặt người này rất có, nội dung cũng là gắn liền với cuộc đời lịch duyệt. Phỏng chừng sẽ khá phong phú đây. Tuy nhiên, xem tư thế của lão già nãy cũng là bình tĩnh tự nhiên chứ không có vẻ hống hách, hơi giống với đám người già cả bình thường. Càng là cao thủ thì càng có vẻ ngoài bình thường, bởi vì, hết thảy cao thủ đều có thể đem nội khí bước ra ngoài. Còn nếu để nội khí tự phát tiết ra có nghĩa là không biết cách kiềm chế nội khí, tư thế nhìn qua rất dọa người, kỳ thật cũng chỉ bằng không. Đây là thuyết phản pháp quy chân của người luyện võ. Mượn Diệp Phàm mà nói, hắn cũng bước đầu đụng đến phương diện này. Nhìn qua thì chẳng khác gì một bạch diện thư sinh nho nhã. Thường thì tướng mạo bên ngoài này của hắn sẽ đánh lừa được đa số cao thủ khinh địch. Do đó cuối cùng lại tạo cơ hội cho Diệp Phàm giả heo bắt hổ.
Dạ. Mấy tên đệ tử cùng dạ ran một tiếng, liền ôm quyền đi, không lâu sau đã đưa đến mấy cái ghế da chó xếp theo hình chữ nhất. Mời ngồi. Võ Mã Đỉnh chỉ vào ghế dựa thản nhiên nói. Diệp Phàm nhíu mày, cũng là nhợt nhạt hừ đáp. Chúng tôi thích đứng nên thôi không cần phải ngồi. Anh bạn trẻ, ông lớn nhà chúng ta mời chú em ngồi đó là để mắt coi trọng chú em. Trên đời này, đã không có mấy người có thể khiến ông nhà ta phải khách khí như thế. Ngay cả bí thư khu Khúc Lập đến võ gia chúng ta đại gia cũng hiếm hoi mới được đối đãi đến thế. Lúc này, một lão nhân hơi thấp bé trong đám có vẻ tự đắc liếc nhìn Diệp Phàm nói. Ông chính là Giang Đại Phát. Diệp Phàm liếc qua hắn một cái, thản nhiên hỏi. Cậu có biết cũng chẳng có gì là lạ, hôm nay phỏng chừng các người chính là vì tôi mà đến đây. Giang Đại Phát dương mắt nhìn Diệp Phàm, vẻ mặt bình tĩnh mang theo phần ngạo khí. Đúng vậy, hôm nay chính là đến để lấy đầu ông. Diệp Phàm giơ tay chỉ ra, cố ra vẻ rất đường hoàng đáp. Không có việc gì, chỉ cần cậu có bản lĩnh cầm đi, cái mạng của lão đây bất cứ lúc nào cũng xin dâng. Giang Đại Phát liếc nhìn Diệp Phàm một cái, khinh thường đáp. Cái đầu của ông, Diệp Phàm tôi hôm nay sẽ lấy là cái chắc rồi. Diệp Phàm nghiêm mặt, hừ nói. Anh bạn trẻ, thùng rỗng thì mới kêu to. Lúc này, lão nhị của võ gia là Võ Cầm Huyền liếc nhìn Diệp Phàm một cái, thản nhiên nói. Tương truyền người này có được một cây đàn cổ, thường tự ví mình là Gia Cát tái thế. Diệp Phàm tập trung nhìn vào, quả nhiên, người này trước mặt còn bày một cây đàn cổ đã có chỗ cháy đen, hơn nữa, bên cạnh trên bàn còn bày một cây quạt lông chim. Xấu như gấu mà cũng tự xưng là Gia Cát Khổng Minh, rõ nực cười, Diệp Phàm trong bụng oán thầm một tiếng. Ha ha, ba tấc lưỡi của lão này luôn luôn cường tráng. Võ gia có gió đông to cỡ nào, chỉ sợ cũng không thể tránh mãi được. Diệp Phàm trả đũa một câu, thái độ cũng là cứng rắn, mạnh mẽ chưa từng có. Vậy mời nghe một khúc đón khách của lão phu. Võ Cầm Huyền nói xong, không đợi người khác đồng ý, tay đã cầm lấy đàn phất một cái, lập tức, tiếng đàn vang lên tưng tưng. Không lâu sau, thanh âm hùng hồn của thập diện mai phục kia, sát phạt chi âm vang lên leng keng trong hậu viện võ gia trại. Tuy nhiên, tiếng đàn có vẻ như rất hỗn độn và hơi thiếu gắn kết. Làm cho người ta cảm giác rất chói tai, rất khó nghe. Một số người trong võ gia đều chịu không nổi nữa, đều lấy giấy da vội nhét vô lỗ tai. Trái lại đám Lý Cường, Lam Tồn Quân đã sớm nhíu mày. Thủ đoạn ghê thật, không ngờ lại muốn lấy tạp âm sát phạt để nhiễu loạn tâm trí chúng ta. Mọi cao thủ sợ nhất chính là tâm tình bị nhiễu loạn, chờ tâm rối loạn rồi thì muốn khôi phục bình tĩnh cũng sẽ rất khó khăn. Để đến lúc tỷ đấu thì coi như đã tự thua trước một bước. Người ta toàn tâm công kích ngươi, mà ngươi lại còn muốn khôi phục tĩnh tâm, vậy đợi đến khi đạt được thì thực lực tự nhiên đã suy giảm không ít. Diệp Phàm giật mình, đột nhiên thi triển hóa âm mê thuật miệng lớn tiếng tụng ngâm, nộ phát xung quan, bằng lan. Tiêu tiêu vũ huyết, sĩ vọng nhãn, ngưỡng thiên trường khiếu, tráng hoài kích liệt. Tam thập công danh trần giữ thổ, bát thiên lý lộ vân hòa nguyệt. Mạc đẳng nhàn, bạch liễu thiếu niên đầu, không bi thiết, tính khang sỉ. Do vị tuyết, thần tử hận, hà thì diệt. Giá trường xa, đạp phá hạ lan sơn khuyết. Tráng trí cơ san hồ lỗ nhục, tiếu đàm khát ẩm hung nô huyết. Đãi tòng đầu, thu thập cựu sơn hà, triều thiên khuyết. Theo bài mãn giang hồng cao vút theo giọng Diệp Phàm vang lên, Võ Cầm Huyền trên trán dần toát ra mồ hôi lấm tấm. Diệp Phàm dụng ưng nhãn phát hiện, người này nơi khóe miệng co giật vài cái, tuy nhiên, vẫn ra sức đàn tiếp, hơn nữa. Âm điệu phát ra càng ngày càng chói tai cao vút, dường như muốn phân cao thấp với hắn tại trận. Lão già này, dám chơi trò âm cao với bố mày, vậy thì cứ chơi cho sảng khoái đi. Diệp Phàm nghĩ thầm trong lòng, đột nhiên rút ngắn lại âm điệu, miệng hít một hơi, một cỗ bạo âm như những sợi kim châm nhỏ theo miệng phun ra đánh thẳng về phía Võ Cầm Huyền. Băng băng băng! Võ Cầm Huyền đột nhiên như hóa điên, trên tay cứ như đắn đo mãi độ mạnh yếu không xong. Liên tục vài tiếng chói tai truyền đến, Cầm Huyền, tự nhiên bị chặt đứt làm mấy đoạn. Đàn của ta. Võ Cầm Huyền khống chế bản thân không được, đứng lên, nhặt cây tiêu vĩ cầm giả mạo nay đã cháy xém lên, rầm một tiếng, cây đàn xưa nay vốn được âu yếm bị chính tay y đập thành hai mảnh. Hự một tiếng nữa. Võ Cầm Huyền miệng phun ra một ngụm máu tươi ngã lăn ra, đám người bên cạnh khẩn trương đỡ lấy y. Chương 2068, chật vật cả đôi.
Em hai, không việc gì chứ? Võ Mã Đỉnh hai mắt thoáng hiện hung quang như lang sói, lão hung hăng nhìn Diệp Phàm tròn trọc, hừ nói. Thủ đoạn của các hạ thật là ti tiện, không ngờ lại dùng âm ba công đả thương cả một người bình thường. Âm hiểm, chúng ta cùng lên xử tên tiểu tử này. Lúc này, người nào đó trong đám võ gia hô to một tiếng, lập tức, mấy trăm người nhà họ võ toàn bộ đều kích động, xắn tay áo sổ về phía mấy người Diệp Phàm. Đứng lại! Diệp Phàm dùng hóa âm mê thuật giống lên một tiếng, đám người nhà họ võ sửng sốt mất một lúc rồi mới dừng bước, Diệp Phàm hừ nói. Nếu bàn về âm hiểm, tôi thực không bằng các người. Võ Mã Đỉnh, cái gì mà người thường chứ? Người thường, em hai của ông là cao thủ gảy hồ cầm. Muốn dùng mấy điệu cầm sằng bậy nhiễu loạn tâm tình bọn tôi, Diệp Phàm tôi nói vậy có oan không? Còn nữa, mấy cái ghế các người đưa đến, các người nhìn xem, so với ghế các người đang ngồi có phải nhỏ hơn một cỡ hay không? Đây là đạo đãi khách của võ gia các người, một danh gia được xưng tụng là Tiểu Võ Vương, sao? Thật sự là khiến Diệp Mỗ vô cùng thất vọng. Đường đường là nhà của Dương Cực Đạo Thuận trong ngũ cực mà thực không ngờ ngay từ đầu đã chơi khắm khách khứa kiểu này. Đánh nhau kịch liệt thì có thể nhưng cũng phải chính đại quang minh. Tiền bối Đạo Thuận nếu nhìn thấy hậu bối như thế, phỏng chừng sẽ tức đến hộc cả máu. Cậu cũng biết đến Dương Cực. Võ Mã Đỉnh thật sự chấn động, hai mắt ngơ ngác nhìn Diệp Phàm, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thái độ bình tĩnh vừa rồi tuyệt không thấy nữa. Nếu người thanh niên này biết đến danh hiệu của tổ tông nhà mình mà còn dám tới khiêu chiến, vậy bọn họ cũng là có chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, Võ Mã Đỉnh có thế nào cũng không thể tin được, người thanh niên này bản lĩnh lại có thể cao hơn mình. Đạo Thuận Võ Nhất Phi, tôi nói không sai chứ. Diệp Phàm khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nói. Đúng vậy, chính là tổ tiên nhà chúng ta. Võ Ba Đế thản nhiên hừ đáp. Các người còn dám gọi ông ấy là tổ tiên, thực mất mặt quá. Lúc này, Vương Nhân Bàng hừ nói, trên mặt tất cả đều là sự khinh bỉ. Đổi ghế. Võ Mã Đỉnh khoát tay ra lệnh, lúc này đám đệ tử lại đáp lời bày đến mấy cái ghế dựa. Lần này bày tới chính là ghế da sói y như của đám người Võ Mã Đỉnh đang ngồi. Thế này còn tạm được. Diệp Phàm cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống luôn. Vị này, vậy chúng ta bắt đầu đi. Võ Ba Đế cất tay chỉ vào Vương Nhân Bàng, rồi cất vài bước tiến tới giữa bãi đấu. Xin mời. Vương Nhân Bàng rất điềm nhiên, đứng giữa trận chiến mà vẫn mỉm cười như không. Võ Ba Đế cảm thấy bị khinh khi, hừ lạnh một tiếng, một cước ra sức đá ra. Tuy nhiên, lão già này rất xảo trá. Cũng không phải là nhằm về phía Vương Nhân Bàng, mà là mặt cỏ dưới chân. Lập tức, bùn đất lẫn cỏ dại như tên bắn về phía Vương Nhân Bàng. Xong rồi, có hư chiêu. Vương Nhân Bàng hơi sửng sốt mất một lát rồi mới phi thân lên theo kiểu hồ lô rồi cũng ngầm tung một cước xuống mặt đất, sau đó thân mình nghiêng về phía bên phải cấp tốc vòng vo ba lượt, khó khăn lắm mới tránh thoát đòn công kích bằng bùn đất của Võ Ba Đế. Tuy nhiên, Võ Ba Đế cũng đã kịp theo sát tới ngay. Lão già này hoa lên một quyền đánh thẳng vào bụng Vương Nhân Bàng như chọc vào bị cát. Đám bùn đất đều bị lão ta khua lên chừng nửa thước. Lão già này! Vương Nhân Bàng tức giận, nhắm chuẩn nắm tay phải của Võ Ba Đế tung ra một cước. Binh! Nắm tay kia của Võ Ba Đế kia thật đúng là cường tráng, không ngờ cứng rắn huýt ngược Vương Nhân Bàng lại một chút. Vương Nhân Bàng cảm giác một cỗ lực đạo mạnh mẽ theo lòng bàn chân truyền đến, lòng bàn chân lập tức thấy tê dần. Thân mình nghiêng về sau thiếu chút nữa là ngã sấp xuống. Tam gia uy phong, hay lắm. Người nhà họ Võ toàn bộ lại hô to khiến cho xung quanh lập tức trở nên náo nhiệt. Uy phong cái rắm. Vương Nhân Bàng bị nhụt thế, dung mạo có chút khó coi. Hung hăng dậm chân xuống đất, phi thân lên chừng ba thước. Từ trên cao tung một đòn xé gió giáng xuống dưới. Võ Ba Đế chiêu thuật kỳ lạ, chỉ thấy hắn đầu tiên là chợt lóe lên phía sườn trái. Vương Nhân Bàng đang muốn đổi chân, tuy nhiên, này lão già này đột nhiên lại lao sang phía bên phải, bay lên tung một cước đá luôn vào phía sau bàn chân Vương Nhân Bàng. Bịch một tiếng, Vương Nhân Bàng ngã ngay xuống bãi cỏ, hơn nữa còn cắm thẳng một góc vuông vắn trên mặt đất. Ha ha ha, hay, hay, hay lắm. Đám đệ tử võ gia hưng phấn nhảy nhót vỗ tay như điên. Vương Nhân Bàng sắc mặt xám lại. Soạt một tiếng rút từ bên hông ra một thanh nhuyễn đao màu đen, ngầm đảo bổ về phía bắp chân Võ Ba Đế. Hai bên lúc trước đã có nói rõ,
ngoại trừ binh khí hiện đại như súng ống, đa số các vũ khí lạnh đều có thể dùng. Cho nên, Vương Nhân Bàng làm như thế cũng không có gì đáng trách. Tuy nhiên, một số đệ tử võ gia vẫn sầm sì không biết xấu hổ. Để nhằm kích động Vương Nhân Bàng, thắng mới làm vua. Vương Nhân Bàng kia da mặt còn dày hơn cả da heo, hét lớn một tiếng át hết tiếng đám người nhà họ võ. Tuy nhiên, võ ba đế cũng không chậm, sủng sẻng một tiếng, một sợi xích sắt bên ngoài có treo một quả cầu kiểu bóng bàn được lão ném ra. Loảng xoảng một tiếng chói tai truyền đến. Xích sắt cầu chùy cùng nhuyễn đao va vào nhau, tuy nhiên, nhuyễn đao hơi lệch qua một chút. Vương Nhân Bàng thừa cơ dấn tới. Nhuyễn đao lướt qua xích sắt quét bổ về phía phần eo lưng của võ ba đế. Lão ta cũng không phòng đến một đao này, vội vàng phóng ra vài cái vòng trang sức ở tay muốn cuốn lấy nhuyễn đao. Tuy nhiên, nhuyễn đao này của Vương Nhân Bàng cũng không phải loại thường, vốn là một trong những binh khí trấn phái của La Phù Cung, gọi là nhu cực đao. Tương truyền thanh, nhu cực đao, này vốn không phải sắt thép chế thành, mà là một loại vật liệu từ da và xương một loài rắn biển có độ cứng và bền chắc tương đối cao. Phải dùng phương pháp đặc biệt mới kéo ra được. Nên nhuyễn đao khi mang liền thân đích thực là giống thắt lưng ra ngang lưng quần. Dưới tác dụng của nội kình thì độ cứng rắn có thể vượt cả hợp kim thép, tuyệt không thua kim cương. Hơn nữa, lại không hề sợ nước hay lửa, rất khó chém đứt. Loại đao này dù là ở La Phù Cung cũng không thấy nhiều, chỉ có ba thanh. Vương Kinh Thiên tức Vương Lão sủng ái đứa cháu này, cho nên mới đem cho Vương Nhân Bàng. Giờ phút này mới thấy hiệu quả, két thêm một tiếng như vải vóc bị xé rách truyền đến. Võ ba đế lập tức sắc mặt tái mét. Tuy nói không thương tổn đến da thịt, nhưng da bụng phía dưới đã bị Vương Nhân Bàng dùng nhu cực đao làm lộ ra một lỗ hổng dài đến nửa thước. Toàn bộ mắt rốn không cẩn thận đều bị lộ ra. Việc này, đối với võ ba đế mà nói, tự nhiên là lão cảm thấy rất mất mặt. Hừ, người nhà họ võ lại ồn ào. Hay lắm. Đám Diệp Phàm cùng kêu lên một tiếng, lập tức làm nhụt đi kha khá nhuệ khí của đám võ gia. Thêm một đao nữa. Vương Nhân Bàng lấy lại được mặt mũi, đắc ý hẳn lên. Nhu cực đao hồi chuyển, sống dao đột nhiên lại đè gió vút qua. Sống dao đột nhiên hiện ra đám răng cưa khá sắc bén. Nếu bụng bị cắt trúng, phỏng chừng có thể thấy được phong cảnh bên trong. Tanh! Nhu cực đao bị một vật đập trúng đoạn lệch mất phương hướng. Cây đao đột nhiên gập đôi lại bắn ngược về phía Vương Nhân Bàng. Diệp Phàm dùng ưng nhãn nhìn thấu, biết là võ ba đế dùng một chiếc vòng tay đánh chật nhu cực đao, xử nó đâm ngược lại công kích về phía Vương Nhân Bàng. Đương nhiên, họ Vương không dễ gì chịu ăn đao của chính mình phóng ra. Thân mình cấp tốc lùi ra sau ba thước. Mũi đao nhọn rúng động trước chóp mũi Vương Nhân Bàng một hồi rồi lại bắn ngược về. Đây là sức đàn hồi của nhu cực đao, thực là kinh người với uy lực chẳng kém súng đạn. Xem đây lúc này, truyền đến thanh âm có phần ác nghiệt của võ ba đế. Vương Nhân Bàng phát hiện đồ vật dạng bóng bàn kia đột nhiên thoát khỏi sợi xích như ám khí đập lại phía họ Vương. Nhân Bàng khẩn trương đem nhu cực đao múa tít hộ thân khiến hiển hiện xung quanh đều là đao ảnh, tư thế dường như tạt nước cũng không lọt. Trong mắt đám người đứng xem, Vương Nhân Bàng không thấy bóng đâu, chỉ còn lại bóng đao lay động mù mịt tạo thành hình quả dưa. Cạch! Chuyện quái lạ đã xảy ra. Quả thiết cầu phía trước sợi xích sắt sau khi đánh va vào đao ảnh thì đột nhiên mở tung ra, từng hạt sắt nhỏ như hạt gạo bung ra như đạn công kích về phía bóng đao mù mịt kia. Khốn kiếp! Vương Nhân Bàng kêu lên một tiếng, liên tiếp lui lại vài chục bước, đợi đến khi dừng lại hẳn thì mặt lập tức đỏ bừng. Bởi vì, bộ quần áo đang mặc đã đi tong, cơ thể bên trong lồ lộ ra ngoài. Đương nhiên, anh chàng lui được mau nên cũng không bị thương. Giờ thì hay rồi! Hai người tám lạng nửa cân, đều chật vật chẳng khác nhau là mấy. Hai người tạm thời đều nhìn chằm chằm đối phương ngưng động thủ, thời gian như đang đông cứng lại. Đám người đang xem cuộc chiến tất cả đều nín thở nhìn chằm chằm bóng hai kẻ đang giằng co giữa bãi đấu. Phá! Ngay khi Vương Nhân Bàng hô lên một tiếng này, nhu cực đao đột nhiên duỗi thân ra thẳng tắp, giờ phút này, nó giống như một con dao bầu có sống lưng dày, cứng cáp đến độ làm cho người ta sợ run. Mũi đao như được chuốt nhọn thêm bởi kinh lực, đây đương nhiên là cảm giác dưới ưng nhãn của Diệp Phàm. Bởi vì, Diệp Phàm có ưng nhãn nên mới thấy trên mũi đao tràn ra một tia nội tức lạnh băng đầy sát khí. Thanh nhuyễn đao thẳng tắp bay tới đâm thẳng bên hông võ ba đế. Giờ phút này nó như là một viên đạn ra khỏi nòng, linh hoạt, sắc bén, nóng rực,
không khí đều bị mũi đao ma sát vang lên tiếng sát giạt, dường như bùng nổ hơn bất cứ lúc nào. Cùng với đó, võ ba đế cũng hô lên một tiếng, triền quấn lấy. Thuận theo tiếng, triền, này vang lên, sợi xích sắt trong tay hắn đã không còn quả cầu nay biến thành một đường cong quỷ dị, nhìn qua như một vòng nguyệt quế lấp lánh chói mắt dưới ánh mặt trời. Sợi xích sắt xoay tròn phần phật trên không trung, bay tới không theo quỹ đạo nào cả, có lúc lại nhấp nhô lên xuống, lay động, ra vẻ y như phong hỏa luân của Na Cha, chỉ có điều không có mịt mùng lửa khói tỏa ra mà thôi. Nhu cực đao giống như một thanh tuyết đao sáng choang, mà xích sắt lại loang loáng như quả cầu nhiều màu. Mà cả hai người giáp đấu đều theo sau binh khí của mình. Đao và vòng sắt va chạm sẽ sinh ra lửa sao? Chắc chắn là vậy rồi. Loảng xoảng leng keng vài tiếng vang lên. Cứ như đang xem xì mỏ hàn, đao với xích chạm vào nhau sinh ra hạt lửa cực nóng, mỗi một hạt lửa bùng nổ trên không trung đều vang lên tanh tách. Giống như rang đậu phộng trong nồi. Leng keng vài tiếng nữa vang lên. Đao xuyên qua sợi xích trực tiếp đánh lên eo lưng của võ ba đế, tuy nhiên, vì bị sợi xích đánh lệch đi. Cho nên, chỉ có sống dao là đè lên eo lưng võ ba đế vài cái. Âu thế cũng đủ khiến võ ba đế xấu hổ lắm rồi. Ra chút máu thì cũng chẳng có sao. Xấu hổ là bởi vì áo của võ ba đế đều bị nhu cực đao cắt thành mấy mảnh tan tác như người mẫu. Ngay cả hai chấm bi đen xì trên ngực võ ba đế đồng chí kia bộ ngực thượng cũng lộ hẳn ra. Tuy nhiên, võ ba đế lúc này thật không có khẩn trương tìm cách che đậy, mà là hai mắt bình tĩnh quan sát Vương Nhân Bàng. Cùng với đó, sợi xích cũng là xoay tròn trên người Vương Nhân Bàng vài cái. Lập tức, Vương Nhân Bàng dù bên trong có mặc áo trống cũng đều bị xích sắt cưa nát. Từng mảnh trong không trung như đám hắc tuyết tung bay.